Liên cho mượn điện thoại Liên. Em chào mấy chị nha. Em chào chị Vân Lê nè. Em chào mấy chị nha. Hôm nay em lên hơi trễ mấy chị. Em chào chị Đăng Tuyền nè, chào chị Huyền Trang Nguyễn. Em chào chị Gia Bảo. Chào chị Thảo Nhi nha. Dạ. Nay em lên hơi trễ mấy chị ơi. Hôm qua chị đăng nhập nick của em Liên á. Xong rồi chị chia sẻ bye bye. Dạ em chào mấy chị nha. Hôm nay em lên hàng thô cô tông, hàng có hàng linen nữa. Linen hàng kaki cô tông 130.000 một ký nha mấy chị nha. Có nhiều mẫu lắm luôn á. Em mới khui cái này mình có nguyên cây pho luôn nè. Này về may áo sơ mi nam rất là đẹp luôn mấy chị nha. Họa tiết luôn. Trời ơi, hôm nay mình lại trong cái dịp gì vậy? Nhìn cái hình nè, bé. Dạ mấy chị chia sẻ bài giùm em nha. Hôm nay em like hơi trễ nên em sẽ cố gắng like nhanh nhanh qua mấy cái mẫu. Dạ chờ em xíu em chia sẻ về. Em chia sẻ vào các nhóm. Em chào chị Dương Thùy nè. Lâu lắm luôn rồi chị. Không. Lên cây vải pho nè mấy chị nè. Vải pho ha, 130.000 một ký thôi nha. Này vải pho họa tiết chú chim Hải Âu đi. Cái này vải này màu xanh mấy chị, vải pho màu xanh ha. Em biết mấy chị thấy có rõ không ạ? À? Dạ em chào chị Maria Hạnh. Ôi em cảm ơn chị nha, em nhận được quà rồi. Xinh lắm luôn á. Đây đây đây, em để đây để khi nào mà lỡ gặp chị cái em khoe nè. Xinh lắm mà em chưa kịp thử. Mấy đứa nó xúi em là mang livestream đi. Dễ thương lắm luôn á chị. Nè, dễ thương lắm luôn á. Do em thấy cái khúc này rồi nên em không có gửi trả chị được mà em bù lại cho chị sắp lên nền nha. Em cảm ơn chị nhiều nha. Mấy chị này cái vải pho này hàm về mình may áo sơ mi á, áo sơ mi nam, áo đầm sơ mi nữ cũng được mấy chị nha. Cái vải này mình may lên áo sơ mi lên là rất là đẹp mấy chị nha. Rất đẹp luôn nha. Hoặc là mình may đầm sơ mi nữ đồ vậy á thì rất là ok ha. Để coi em coi cái cây này được bao nhiêu mét nè ha. Bao nhiêu mét em cân thử nè. 130.000 một ký là cái này rẻ lắm á chị. Nguyên khúc này là 102.000 nè. Dạ em chào chị Vi. Nguyên khúc này là 102k thôi nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 102 kèm số mét này. Này về may áo sơ mi nam ha. 102 kèm số mét nha. 1 mét 2 3. Cái này được khoảng 4 mét xíu một xíu nữa là 4 mét, khoảng 3m9 đó ha. Khoảng 3m9 4m gì đó, 102.000. Tính ra 1 mét khoảng cỡ 25.000 nhỉ. Khoảng cỡ 25.000 thôi. Chị nào lấy thì comment nha, em là mã này 102 ha, mã 102 kèm số mét. Vải pho nha mấy chị nha, vải pho màu xanh da trời nè. Giảm các chị Diễm Lê là 1,5 m nè. Thì trước rồi ta. Này mấy chị về may áo sơ mi nha. Dạ cho chị Nguyễn Vân 1,5 m nữa nè ha. Dạ linen có luôn á chị. Dạ, cái chuyện này là em lên ngang lên á. Để em đem lên ngang lên nha. Bóc trúng khúc nào thì em sẽ like khúc đó luôn. Này mấy chị lên áo sơ mi á, cực kỳ đẹp luôn. Kéo rồi ta. Mấy bạn ơi cho mình cái kéo được không? Cho cái kẹo cho nó nhí nhí. Có kaki cô tông rồi, nhiều loại lắm. Rồi cái này lấy lên. Điện thoại và lấy nó ra.
chế xạ, tại vì chị chơi chế xạ lớn nhỏ mất, nhưng lại đứng chế xạ lớn nhỏ mày hồi là hồi vài kỵ phụ thôi hoa đơn chị đó. Dạ cái này là 1,5 m là 39k nè. 39k của chị nào mới đọc xong, chị Diễm Lê nè. Chị cho bẻ nha, Diễm lấy mình bạn sẽ cho chị cái bẻ. Rồi thêm một khúc 1,5 m nó cũng 39.000 của chị Vy, dì Nguyễn Vân nè. Ôi vậy không đủ 1,2 m rồi mấy chị ơi, không đủ 1,2 m rồi. Cái này còn có, nếu mà cái này, ủa hồi nãy em cắt á, em đo 4 m mà sao em cắt á, giờ còn có, còn 8,5 m mấy chị ơi, không đủ chị. Quách 1,2 m con bao nhiêu chị vậy? À vậy đi chị ha, xém nữa là không đủ luôn. Tại em cắt, em đo ước tính. Chị quách 1,2 m nha con, bao nhiêu là chị Nguyễn cũng vậy. Rồi ok chị nha. Con khúc nặng đấy. Con khúc đó chắc được mét. Mét hơn. Chắc được vài đẹp chị đi. Để chị hết luôn hả? Tại vì 1,2 m không biết chị đủ để may không. Vậy em để chị hết khúc này nha. Nếu mà em cắt, nếu em cắt 1 m, cái này là chia được cho hai chị, là mỗi chị 1,2 m á. Dạ hả? Vậy nếu không thì chị lấy hết khúc này ha. Nếu chị 1,5 m mà mới đủ thì em lấy để khúc này cho chị nha. Tại vì giờ khúc này được 2,4 m. Cái này được 2,4 m nha chị nha. Dạ khúc này của chị là 62k nè. 62k lấy 60 đi. Chị Nguyên Vân 62k lấy 60 nha mấy bạn. Đây là Liên, vô được cái đó. Vô nhọn nè. Nhận một sổ nhọn thôi nha. Không phải là nhọn đâu, mình lấy là vì cái cọt đó, ví dụ như thế. Biệt nhọn không vậy? Rồi mấy chị nha, qua mẫu đó nè. Em bóc trúng khúc nào lên cái đó mấy chị nha. Cái này là chất gì ta? Cái này cũng dạng là pho này ha. Cái này cũng dạng là pho. Hồi nãy mới thấy khúc lên mình mà đâu rồi ta? Giờ xíu nha mấy chị nha, tại cái kiện này nó nhiều loại lắm. Cái này là cũng là pho này ha, pho mà cái loại này nó mỏng hơn. Chị hồi nãy có chị nào bị hụt nè. Chị Trân Quách đâu, cái khúc hồi nãy mình không đủ á, mình chọn khúc khác nha chị nha. Chọn khúc khác. Mã này 130k màu xanh ngọc nè. 130k màu xanh ngọc. Đây là hộp rất là in mấy chị nha. Nó có in những cái họa tiết nhỏ nhỏ như vậy nè. Đó. Màu này màu xanh, đây là màu xanh min đó, chứ không phải xanh ngọc nha. 130.000. Chị nào lấy mấy cái này mình phù hợp để mình may, thứ nhất là áo sơ mi nam, thứ hai là đầm nữ rồi vậy mấy chị nha. Thứ hai là đầm nữ, cái này có giãn mấy chị nha. Cái này for này có giãn nè. Đó, có giãn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 130 kèm số mét nha. Chị Nguyễn Tùng hỏi có thô trắng chưa? Thô trắng không hả chị? Chưa chị, cái này chắc tuần sau mới tới á chị ơi. Tuần sau hàng mới về. Dạ em cắt cho chị Diễm Lê 1,5 m nè. Này mấy chị về may may áo sơ mi nam, sơ mi nữ hoặc là may đầm sơ mi nữ cũng được mấy chị nha. Dạ em cắt cho chị Diễm Lê 1,5 m, cho chị Trân Quách 1,2 m nè. Này có thun mấy chị nha, giãn thoải mái luôn. Chị Diễm Lê 1,5 m, cái này 36k. Một mét hai của chị Trân Quách. Dạ 29.000 nè. Chờ em xíu. Ôi cái này quên báo khổ, cái này khổ 1,5 m á. Chờ em xíu nha. Khổ 1,45 m nha mấy chị nha. Khổ 1,45 m, gần được 1,5 m ha. Nó phải 1,46 m không mấy chị. Khổ 1,45 m nha. Cái này em còn, cái này em còn 1 m nè. 2 m. Được, cái này em còn khoảng cỡ 2,7 m nha. 2,7 m. 66.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 66 nha. Mã 66 màu xanh min. Màu xanh min có họa tiết thì in nhỏ thôi.
in những cái họa tiết nhỏ nhỏ vậy nè. Mình lên đầm hoặc là mình lên áo sơ mi, hoặc là mình lên cái này mà nữ thì mình lên quần sọt cũng được mấy chị nha. Nữ mình lên quần sọt, lên nguyên bộ á, lên cả quần cả áo đều rất là ok ha. Mã này chị nào mà lấy thì comment giùm em là 66k, được 2m7 ha, 66k 2m7. Này là khổ 1m45 có giãn chị nha. Có giãn này thoải mái luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 65 nha. Mã 65 2m7 ha, 65 2m7. Lại đi chính xác. Lỡ chị nào về may không kịp. Cái này mấy chị về may cả áo cả quần cũng được mấy chị nha. Tại cái này mấy chị về may dạng quần tây hoặc là quần ống suông là vậy đó. Nó cũng lên form lắm luôn á. 2m75 nè, 2m75. 2m75 mấy chị nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là 65.000. Comment giùm em 65.000. Ở sau này còn tấm của này bé nè. Coi chừng không bỏ bọc kịp. Cho một cái bao bên này không ta. Một cái bao bên này đi. Đây. Cái này là kaki mấy chị nha. Kaki thun nè. Kaki này có giãn về mình may quần sọt ha. Kaki thun màu trắng. Kaki thun màu trắng sớ xương cá mấy chị nha. Kaki thun màu trắng sớ xương cá. Để xa quá không thấy, em tắt thử cái đèn livestream thì mấy chị thấy cái sớ không nha. Không thấy luôn. Không thấy luôn. Em bật đèn nhỏ nhỏ rồi đó. Kaki màu trắng sớ xương cá nha mấy chị nha. Mẫu này thì rất là dày luôn, siêu dày. Mấy chị về may áo khoác nam cũng được, may quần dài hoặc là quần sọt là dễ, rất là đẹp. Hoặc là chân váy mấy chị nha, chân váy quần sọt là dễ. Mà lấy thì comment giùm em nè. Mã là màu trắng nha, màu này là màu trắng. Này là trắng kem, trắng gạo vậy đó nè. Chứ nó cũng nó gọi là trắng tinh không ta? Không, cái này nó cũng gọi là trắng sáng á. Mã này là 265k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 265. Mã 265 kèm số mét nha. Mã 265 kèm số mét. Này là kaki thun ha. 1 mét nè. Khổ 1m45 mấy chị nha. Khổ 1m45. Khổ 1m45. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 265 kèm số mét. Khổ 1m45 mấy chị nha. Khổ 1m45. 1 mét nè. 2. Cảm ơn Mai Liên nha. 3 mét nè. 4 mét. Cái này được 4m7 ha. 4m7. Cái này đẹp lắm mấy chị. Đẹp lắm luôn á. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là kaki thun, mã màu trắng kèm số mét nha. Mã trắng kèm số mét. 4m7. Cháu thì tụt báo vang đi Liên ơi. Có phải nói hôm nay mình thầy mẹ thuốc lên anh mới sơ dơ. Thầy có ký như thế sao? Dạ lên cái này là chấm bi màu hồng nè. Loại kaki thun luôn mấy chị nha. Kaki thun luôn nha. Mã 97.000. Màu hồng nha mấy chị. Cái này là màu hồng. Màu hồng có chấm bi. 97k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 97. Cái này mấy chị về may chân váy, áo vest hoặc là quần ha. Chân váy, áo vest hoặc là quần. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 97 nha. Mã 97 nha. Được 1 mét nè. 2. Cái này được 2m rưỡi ha. 2m rưỡi 97k mấy chị. 2m rưỡi 97k. Về may quần sọt hoặc là chân váy rồi vậy đó. Chị nào lấy thì comment giùm em nè. Quần sọt hoặc là chân váy hoặc là áo khoác ha. Quần sọt, chân váy. Cái này mấy chị may áo vest cũng được mấy chị nha. Quần sọt, chân váy, áo vest. 97k 2m rưỡi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 97 nha. Mã 97 2m rưỡi nha mấy chị nha. 97 2m rưỡi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 97 nè. Thêm một cây này là màu xanh bơ mấy chị nha. Màu xanh bơ ha. Màu xanh bơ này không có lõi luôn. Để em cân thử cái này bao nhiêu tiền. Màu xanh bơ nè. Màu xanh bơ mã 84 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 84. Khổ 1m45 mấy chị nha. Khổ 1m45. Không, cái này để em đo khổ lại. Sợ không có được 1m45. Cái này khổ 1m35 thôi mấy chị nha. Khổ 1m35 màu xanh bơ nè. Màu xanh bơ họa tiết caro. Có giãn ha, có giãn. Cái mã này là kaki cô tông mấy chị. Kaki cô tông thun á. Có giãn, kaki cô tông có giãn nha. Mình lên quần sọt, chân váy hoặc là mình lên lên áo nam cũng được nha. Hoặc là mình may áo vest nữ nha mấy chị nha. Mã 84k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 84 màu xanh bơ nè. Màu xanh bơ họa tiết caro. Màu xanh bơ họa tiết caro 84k. Được 1 mét. 2 mét nè. 2 mét. Này được được quả 2m9 ha.
chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 84k nha. 84k. Về mình may cả được được cả là áo vest hoặc là mình may chân váy, quần sọt hoặc quần 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 dài cũng được nha. Quần dài, quần sọt hoặc là chân váy đều được hết. Cái này tới 2m95 luôn á mấy chị, 2m95 luôn nha. Dạ em cắt cho chị Diễm Lê là 1m nè. Này là kaki cô tông mấy chị nha. Hàng này là siêu mát luôn á, nó mềm lắm luôn á. Thế không được, này phải rọc nè. Dạ 1 mét của chị Diễm Lê, cái này là 28.000 ạ. 1 mét của chị Diễm Lê là 28k. Còn chị nào lấy nữa không ạ? 1 mét có 28.000 thôi mấy chị nè. 1 mét có 28k thôi nha. Màu xanh, cái này là màu xanh bơ hả? Màu xanh bơ. Cái này mẫu này xanh min em còn thêm nè. Họa tiết. Dạ họa tiết, cái này là cái máy bay giấy ngày xưa mình đi học sinh đó mấy chị, gấp lại á. Đây, đây là họa tiết là máy bay giấy nha. Một cái màu trắng, một cái màu đen này là máy bay giấy nè. Máy bay giấy màu xanh min ha. Chị nào lấy thì comment nhìn em. Là mã này. Mã này là 137.000 kèm số mét mấy chị nha. Mã 137 kèm số mét. Màu xanh min, họa tiết máy bay giấy nè. Họa tiết máy bay giấy nè, màu xanh min ha. Màu xanh min. Hàng này có giảm nha mấy chị, về may áo sơ mi, may quần sọt, quần dài gì cũng được, khách máy áo khoét thì cũng được nha. Mã 167 ha. 1 mét, 2 mét nè, 3, 4, 5. Cái này của em được khoảng 5m8 nha, khoảng 5m8 nè. 167k, 1 mét cũng tầm gần 30.000 á. Gần 30.000, à 135.000 thôi nha mấy chị nha. 135.000, 135.000 và 5m8 nè. Em mới đo đó, chị nào lấy thì comment nhà em là mã 135 kèm số mét nha. Màu xanh min, họa tiết máy bay giấy nha. Họa tiết máy bay giấy màu xanh min. Mã 135. Giờ anh xem lôi lai lệnh ra cho có cái lai lệnh hay không. Dạ em cắt cho chị Nguyên Vân 1m rưỡi nè. Em cắt cho chị Vi 1m rưỡi nè. Mã 135 chứ ta. Cái này mã 135. À đúng rồi. Màu này màu xanh min ha. Dạ 1m rưỡi cái này của chị. Ôi rồi xong, dính biên cái này rồi. Chạm xíu, chạm xíu. Để em cắt lại. Để em cắt lại khúc này cho. Tại khúc này nó bị dính á. Nó bị dính một xíu ở cái đầu biên á. Dính một xíu cái đầu biên mà nãy em không để ý. Hôm qua em có nhắn tin cho chị có thấy không? Nhiều tin nhắn quá, để em kiểm tra nha chị Liên ơi. Check tin nhắn của chị Tước Lê. Cho em chờ, em nhờ bé check lại liền nha chị nha. Tại giờ nhiều đơn quá à. Em check không kịp với chị, với lại hôm qua dọn dẹp xong rồi tới á, gần 2 giờ sáng luôn. Hả Di Liên? Dạ chưa chốt chị ơi, hôm nay mấy bạn xếp tới vải của chị Tước Lê chưa? Hả? Dạ mấy bạn nó xếp rồi, giờ đang chốt tới chị.
Bây giờ em like nhưng mà có một bạn vẫn đang chốt đơn thì chốt chừng nào thì mấy bạn mình sẽ đi cái đơn đó trước, còn chị nào mà mình chưa chốt á thì mình sẽ dồn đơn để đi tiếp nha. Dạ em chào chị Lượm nè. Dạ 1,5 m này của chị là 36.000 chị nha. Còn chị nào lấy cái mã này không mấy chị nè? Còn chị nào lấy cái mã này không nè? Này là màu xanh min ha, màu xanh min họa tiết máy bay giấy nè. Chị nào lấy thì nhắn em nha. Hả? Ai nữa? Dạ Diễm Lê, chị là chị Diễm Lê hồi nãy như lấy khúc đó rồi mà. Chị Diễm Lê lấy à chưa hả? Chị Diễm Lê cũng 1,5 m luôn nè. Bé nó to lên. Nói chị không nghe. Không nghe chị nạt đó. Nạt khóc lắm. Chị đọc không kịp. Dạ chị Nguyễn Lượm ơi, vải này là cái kaki cô tông hả? À kaki cô tông loại này có giãn nè. Đây là kaki cô tông nha. Màu em đang cắt là màu xanh min. 1 ký 130.000. Cái này là màu xanh min, xanh min kaki cô tông, cái này có giãn. Màu xanh min, họa tiết này là họa tiết á, máy bay giấy á. Chị Trần Kiều Nương hỏi là chốt của chị chốt của chị Trần Kiều Nương đây thôi, nhiều quá là chị ngán lắm á kìa. Dạ, xếp luôn rồi. Mấy bạn Liên bé đang chốt á chị, bé đang chốt á. Dạ 36k 1,5 m luôn nè. 36k 1,5 m của chị Diễm Lê luôn nè. Cái này em còn hơn 1 mét, chị nào lấy thì lấy giùm em nha. 1 mét. Này em còn 1,2 m ha. Này còn hơn 1,2 m chút xíu nè. Mã này là 28k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 28 nha. Mã 28 còn 1,2 m á. Đây này màu xanh min, họa tiết chiếc máy bay bằng giấy. Máy bay ngày xưa mình học sinh mình gấp mình thổi mình đôi ra ngoài mấy chị. Đây 1,2 m này 28k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 28 nha. 28, 29 ngàn gì đó. Chị nào lấy thì comment giùm em là 28. Dạ đúng rồi, 1,2 m là mình may áo sơ mi, hoặc là mình may chân váy, hoặc mình may quần sọt gì cũng được hết. Cái này mình may quần cũng được nha. Này mấy chị may quần ống suông cũng được, không cần lót gì hết. Mình hàng có giãn luôn. Mình hàng có giãn luôn nha. Em chốt cho chị Tước Lê mã 28 nè. Rồi em mời em tìm cái hàng linen thì chị cần. Thích cái linen quá. Nãy em mới thấy là đâu rồi ta. Đây là cái thun không à. Dạ lên thêm một cái khúc này là màu xanh. Chị Nguyễn Lượm ơi. À em còn cái khúc này nè. Nó bị, để em cắt cái này đi đã. Tại hồi nãy em không để ý nó bị dính mực ở đầu á. Chờ em tí nha, em cắt cái này khoảng cỡ mất hết tất. Này chắc còn mất tư quá. Em chốt cái này cho chị Nguyễn Lượm nha, em còn đúng một khúc á. Mã này còn có một khúc thôi. Này có giãn nha chị nha, cái này hơn 1,4 m nha. Hơn 1,4 m em chốt cho chị Nguyễn Lượm nè. Dạ cái này là 33k nha chị nha. 33k cho chị Nguyễn Lượm nè. Chị Trần Kiều Nương ơi, cái mã đó hết rồi, để lát nữa chị lấy khúc khác. Hồi nãy có khúc màu xanh min nữa không ta? Cái này cũng có xanh min nhưng mà họa tiết này là không có phải là họa tiết máy bay nè. Nếu chị Trần Kiều Nương lấy thì em cắt cho nè. Họa tiết này là giống như họa tiết nốt nhạc đó chị. Cái này giống là họa tiết nốt nhạc nha, họa tiết nốt nhạc chứ không phải là họa tiết sao. Dạ chị Trần Kiều Nương có lấy thì lấy cho em khúc này nha. Chất liệu y chang luôn, chỉ có cái in là khác thôi, cái họa tiết là khác thôi. Bên này là họa tiết nốt nhạc nha, họa tiết nốt nhạc. Nếu mà chị lấy thì em cắt cho ha. Chị Trần Kiều Nương nếu có lấy thì em cắt cho. Tại cái này em còn khoảng cỡ mấy mét á, cũng bằng giá như vậy luôn, màu xanh min luôn nha. Cái này mấy chị lên quần ống suông á, lên quần ống suông. Tại vì chất của này nó có giãn á, mình mang cũng rất là thoải mái, nó nhẹ nhàng vừa phải thôi, nhẹ nhàng vừa phải. Mình lên quần ống suông, lên quần tây, lên trong váy, áo khoác hay là lên áo sơ mi kiểu cũng được nha. Cái chất này mấy chị lên áo sơ mi nam cũng ok mấy chị nha. Chị Trần Kiều Nương có lấy cái này thì nhắn nha. Chị Nguyễn Lượm có lấy thêm cái mẫu này thì nhắn em nha. Rồi lên giùm em cái mã này, lên sơ mi áo nam đi mấy chị ơi. Lên sơ mi áo nam đi. Em đang tìm cái lai nền nào không? Cô tông là nhiều mấy chị. Hàng là 113k nè. Dạ em chào, em cảm ơn chị nha. Dạ có chị. Cái này là vải, này là vải dạng giống như là pho nha. Vải pho có dạng nè. Màu xanh sọc.
Cái này mấy chị về may áo sơ mi nam nữ hoặc là đầm sơ mi nữ cũng rất là đẹp nha, mã 115. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 115 kèm số mét nè. Được 1 mét, 2 mét, 3 mét nè, 4 mét. Cái này của em được 4.3 ha. 4.3 115k. Chắc này mấy chị về may áo sơ mi nha, áo sơ mi nam, à, áo sơ mi nữ, đầm sơ mi nữ, quần sọt gì cũng được. Cái này chất này mấy chị về may quần sọt nam cũng đẹp mấy chị nha. Có giãn luôn ha, có giãn luôn. Dạ em cắt cho chị Diễm, Diễm Lê 1,5 mét nè. Hôm bữa mấy chị hỏi em lấy mấy khúc về may sọt nam, áo sơ mi nam, nên hôm nay em về hàng nam nhiều lắm. Về hàng nam bao nhiêu luôn á. Này con chị đang lấy nó không mấy chị? Này mấy chị về may áo sơ mi nam hoặc là quần sọt nha. Cái này quần sọt này may bền, mang bền lắm mấy chị nha. Hàng cô tông á, 100% cô tông luôn. Dạ 1,5 mét của chị, cái này là 39k nè. 1,5 mét là 39k nha. Chị nào lấy nữa thì comment giùm em là mã này là 39 nè. Cho chị Trần Trường Hương 3 mét. Cái này không biết đủ không á chị? Mới cắt 1,5 mét xong, cái này không biết được 3 mét không? 1 mét nè, 2 mét. Cái này em chỉ còn có 2,65 mét thôi. 2,65 mét thôi, chị lấy được may đủ không chị? 2,65 mét nha. 2,65 mét cái này là 72k nè. Chị lấy thì comment giùm em là mã 69 thôi. 2,65 mét nó 69.000 nha. 2,65 mét chị lấy được thì comment giùm em là mã 69k nha. Mã 69k, 72 giảm còn 69.000 nè. Chị lấy thì comment giùm em là mã 69 nha. 72 giảm còn 69 đấy. 72 giảm còn 69. Chị Trần Trần Nương lấy thì comment giùm em là 69 nha. Rồi lên giùm em mã này đi. Mã màu hồng ruốc, cái này giống như là chất của nó là chất của nó là dạng thô cô tông. Dạ chị Trần Kiều Nương ơi, chị có lấy thì comment giùm em là mã 69 nha. Còn không thì em chốt cho chị Tước Lê 72 giảm còn 69 nha bé. Cái này là rất là dễ thương. Chị nào mà thích vật lý á ha, chị nào mà mình là giáo viên hay là muốn tặng cho ai về vật lý á, cái nút nhạc á, cái có nút nhạc á, cái nút nhạc em cắt cho chị 3 mét ha. Và mã 69 em chốt cho chị Tước Lê nè. Rồi có cái nút nhạc này em cắt cho chị 3 mét nha. Cắt chị 3 mét. Để em cắt thử được 3 mét không nè. Em đo cái này được 3 mét không nha. Này mấy chị về may áo sơ mi, đầm sơ mi rồi vậy rất là đẹp ha. Áo sơ mi, đầm sơ mi, quần sọt nha. Cũng rất là đẹp luôn. Ôi cái này cũng không đủ chị. Em cắt hết rồi, cái này còn 2,7 mét thôi. Chị lấy cái này thì comment giùm em là mã 2,7 mét em còn bao nhiêu tiền nè. 2,7 mét cái này có 66.000 à. Chị lấy cái này thì comment giùm em là mã 66, 2,7 mét nè. Dạ lấy thì comment giùm em là mã này 66k 2,7 mét nha. Màu xanh minh, họa tiết nốt nhạc ha. Màu xanh minh, họa tiết nốt nhạc. 2,7 mét, khổ 1 mét nè. Cái này khổ ngắn. Khổ 1,4 mét. 1,45 mét, khổ 1,45 mét. Có giãn ha, có giãn. Về may quần ống suông, may áo đầm, may quần sọt, may chân váy hay là may áo sơ mi kiểu nam nữ cũng được luôn. Dạ em chốt cho chị Trần Kiều Nương mã này 66k nè. Rồi lên giùm em cái mã này nè. Này cũng không có lỗi luôn á. Mã này mã 219 đó chị ơi. Lên giùm em mã này 219 đi. Họa tiết cái này rất là dễ thương, hợp với vật chị nào mà yêu thích vật lý ha. Toàn là công thức vật lý không mà mấy chị. Mô hình gì toán là vật lý trong này không mà rất là dễ thương luôn. Cái này mấy chị về may dạ em cắt cho chị Diễm Lê 1,5 mét nè. Này mấy chị về may áo sơ mi nam ha. May áo sơ mi nam hoặc là mấy chị về may cái này may quần sọt mang rất là mát nha. Quần sọt mấy cái này rất là mát nè, ok lắm luôn á. Quần sọt, áo sơ mi, quần nam nữ, áo đầm cũng đều, cái này là đa dạng lắm, về may cái gì cũng được mấy chị nha. 2,7 mét. 2,7 mét không đủ hả? Dạ vậy lát nữa chị chọn khúc khác nha. Cái nút nhạc mà 66 xả ra đây chị may không đủ. Vậy lát chị chọn khúc khác tại em còn nhiều khúc lắm. Cái này là màu này màu tím gì đó ta? Dạ chị Kim Loan ơi, hiện tại là em đang chưa có lên hình trắng á. Màu này là màu gì mấy chị Hà? Màu ruốc hả? Dạ 1,5 mét cho chị Miên Nguyễn, 1,5 mét cho chị Diễm Lê nè. Mà cái sọ này xả ra đi nha, bẻ đưa qua đây lại. Chị Nam comment á, bạn nhận dưới lại vậy cho kịp có cái lạc mà lượt Facebook nó ẩn comment em mình đọc được nha. Này là có giãn đúng không chị nè, mềm lắm. Hàng này
Hàng này mấy chị về may rất là ok luôn, bởi vì nó rất là mềm, nhẹ nhàng lắm, có giãn nữa. Dạ cái này là 1,5 m, 41k nè, cho chị Diễm Lê này ha. Rồi thêm 1,5 m cho chị My Nguyễn nè, 1,5 m cho chị Diên Nhiên Nguyễn nè. 1,5 m là 41k mấy chị nha. Lý ơi, Lý vô ạc đặt đồ ăn đi Lý. À đặt cho anh Thiên này nha. Nha nhiều người lắm á, vô lên nhìn đợi hết luôn á. Dạ 41k cho chị My Nguyễn nè. Còn bánh mì ở trong này rồi mình ăn mình thấy phiên nhau á. Rồi. Rồi 1,5 m cho chị Nhiên Nguyễn nè. Cái này là cô tông lụa hả chị? Dạng giống gần giống như vậy á chị. Nó mềm lắm, nó có dạng nha. Cái này dạng giống như là nó có độ thun, nó có thun. Cái này là dạng em gọi là, cái này chị gọi hả phải là cô tông lụa không hay là gọi là cô tông thun? Chị lượm hỏi phải cô tông lụa không? Chắc này thực sự là em không có biết thiệt á. Không biết. Mà cái này là cô tông, hàng cô tông nhưng mà nó có độ dạng ha. May đồ bộ ok luôn. May đồ bộ mà chị lên cái này đồ bộ kiểu á nên rất là fashion. Đẹp lắm luôn á. Gần giống như cô tông lụa mà em thấy cái chất này nó dày hơn chị nha. Chứ nó dày dạng hơn nhưng mà đồ dạng nó rất là đanh luôn. Kéo ra sẵn tưng qua lại, kéo ra tưng qua lại rất là ok. Này mấy chị về may quần sọt nam cũng được nha. Chân váy quần sọt nam quần dạng mà mình may quần dài á chị, may đồ bộ mà mình may quần dài thì vậy rất đẹp, em ướm lên nha. Nhìn nó rất là sang luôn, hoặc là mấy chị may áo đầm cũng được. Em thấy cái này ứng dụng đa dạng lắm luôn á. Này ứng dụng đa dạng nha. Này em còn mấy mét nè, chị nào lấy nè, 1,5 m là 41.000 nha. 1 m nè. 2 3. Cái này em còn khoảng 3,4 m ha, còn khoảng 3,4 m. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Cái này đẹp lắm á chị, siêu đẹp luôn, còn có 102.000 thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 102 nè. Mã 102. Dạ em hôm nay em nhập cái hàng về là nó lộn xộn, là có hàng giữa thô cô tông, có linen mà em lên nãy giờ em tìm đào hoài chưa thấy khúc linen nào hết trơn rồi. Toàn là cái hàng cô tông rồi vậy nhiều lắm, hàng cô tông thì nhiều. Nên em lên ngang á, có cái linen nào thì em sâu ra liền luôn. Có cái linen nào là em sâu ra liền luôn mấy chị nha. Rồi lên cho em một cái mã lá phong màu vàng mấy chị nè. Ủa cái này đẹp lắm luôn mấy chị. Này đẹp lắm luôn ha. Để em cắt thử 1,5 m đi. Em cắt thử 1,5 m em cân đi ha. Lá phong màu vàng nè. Dạ em, tại cái này là em thấy nó dày hơn cô tông lụa đó. Cô tông lụa em nghĩ là nó sẽ mỏng hơn một tí. Nó có độ thun. Này mà may áo nệm hả chị? May mặt ga đúng không? Mặt ga, em thấy cái này mặt ga ok mà. Chất này dày dặn lắm. May mặt ga ok lắm luôn á chị. Cái chất này bền lắm luôn nha. Bền hơn hàng lanh nhiều lắm luôn á. Chắc đó là chị may mặt ga được. Cái đó em còn hơn 3 mét là đủ may một cái mặt ga đó. Chị lấy thì comment giùm em mã 102 nha. Cái đó còn 102 thôi. Cái đó của em còn 3,4 m á. Chị lấy thì comment giùm em mã 102 nha. Tại mỗi màu là có một khúc, có mỗi màu là cái này giống cây nhỏ mấy chị. Cây nhỏ là mỗi màu giờ còn có một khúc ngắn vậy đó. Hàng này là hàng kaki cô tông nè. Hàng kaki cô tông ha. Mà là kaki mỏng nha. Cái này kaki mỏng nên may áo thôi. Chị mà cái này chị nào mà mình thích thì may quần sọt đồ cũng được ha. Cái này chị nào thích thì may quần sọt cũng được. Hàng like hàng này thì nó sẽ hơi bị mất thời gian ở cái khâu cắt vải mấy chị. Đây. Dạ. Cái này dạ mã 102 em để cho chị Hoa Nguyễn nè. Chị Hoa Nguyễn ơi cho em xin số điện thoại nha. Chị nghĩ các bạn phải dơi ở đây nè, trong là hóc bao tỏ sao đuối quá. Cái này là 54k nè, 54k 1,5 m nha. Đây, hàng lá phong ha. Cái hàng này lá phong rất là đẹp màu vàng, nền là nền màu trắng kem nha. Cái này giống như là màu trắng kem ha, màu trắng kem họa tiết màu vàng, họa tiết lá màu vàng. 54k 1,5 m mấy chị, 54k 1,5 m. Cái này có giãn ha, mình hàng cái này dày hơn. Chất này dày hơn. Chất đó sợ nóng, nhà không nóng đâu chị. Chất này không nóng nha. Cái hàng mà cô tông hồi nãy là cô tông nó không nóng.
Dạ em thấy số điện thoại của chị Hoa Nguyễn rồi nè. Này 53k mấy chị nha, 53k 1,5m nè. May quần sọt, may quần sọt hoặc là may áo khoác nha mấy chị nha. Cái này mấy chị lên may quần sọt đẹp lắm lắm luôn á. Chị may quần sọt hoặc chân váy á, quần sọt hoặc chân váy nha. Áo thì cái này chắc nó hơi dày. Cái này mình chỉ có may áo kiểu mà dạng áo cái phong rộng rộng của tuổi teen thôi thì nó đẹp. Còn mình may áo ôm mình không được nha. Cái này chủ yếu là mình lên quần, lên chân váy thì rất là ok. Hoặc là lên áo thì mình làm cái dạng áo khoác mà cái dạng hoặc là cái áo sơ mi kiểu mà túi hộp rộng rộng của Hàn Quốc á. Đó là ok cái này ha. Và 1,5m là 53k là chị nào lấy thì comment cho em là mã 53 nha. Mã 53 em đưa gần chất cho mấy chị xem nè. 53k chất cao cây thun nha. Chị nào lấy thì comment cho em là mã này 53k. Này mấy chị may quần cũng đẹp nha. May quần đẹp lắm luôn á. 53k chị nào lấy thì comment cho em là mã 53 nè. Mã 53. Lấy cái khóc màu này ra cái đã. Cho nó vô bao cho nó gọn sạch sẽ. Một cái cây màu trắng đó chị nè. Cái cây màu trắng này cũng là hàng dạng giống như là hàng thô cô tông mà dạng giống như là các cái thun đó mấy chị. Chủ yếu cái này hàng lô này các cái thun nhiều ghê luôn. Cái này là trơn ha. Nền là nền trắng trơn mấy chị nha. Nền trắng trơn. Để em coi cái họa tiết nè. Họa tiết này là chữ gì á. Chữ before gì đó, next air before gì đó. Cái này mấy chị lên áo hoặc là lên quần sọt rồi vậy á, quần sọt nam rồi vậy nè ha. Lên quần sọt nam, chân váy nữ rồi vậy, quần sọt nữ rồi vậy là ok. Chất này nó giãn nhiều lắm. Nó giãn nhiều nha, chất này là kaki thun giãn nhiều nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này kèm số mét đi. Mã 180 kèm số mét nha. Cái này là mã 180 kèm số mét giúp em. Mã 180 kèm số mét nè. Mã 180 kèm số mét, cái này kaki thun ha. Kaki thun này giãn nhiều lắm luôn á. Mã 180 kèm số mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 180 kèm số mét nha. Mã 180 kèm số mét này, chị nào lấy thì comment giùm em nè. Rồi cũng cùng cái chất đó luôn. Lấy giùm em cái khúc màu hồng này đi mấy chị nè. Khúc màu hồng. Khúc màu hồng này mã 201. Dạ áo sơ mi nam 1m à, một áo sơ mi nam em thấy mấy chị cắt là 1m8 á. 1m8. Cái này là mã 201 kèm số mét nha. Mã 2 là 1 kèm số mét. Kèm số mét cái này sọc màu hồng nè. Sọc màu hồng ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 201 kèm số mét nha. 201 kèm số mét, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 201 nè. Nếu mà lát ở trong này không có linen thì lát nữa em lấy mấy cây linen em like. Mà mấy cây tại vì không có lấy họa tiết về nó trơn trơn á mấy chị. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 201 kèm số mét nha. 201 kèm số mét, cái này màu hồng ha. Tông này là tông màu hồng cam. Tông hồng cam sọc hồng nè. Ở tông màu hồng cam sọc. Cái sọc này đường màu vàng màu vàng ha. Sọc màu vàng tông màu hồng cam. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 201 kèm số mét nha. 201 kèm số mét. 1 mét nè. 2. Cái này mấy chị về may đồ bộ hoặc là mình may may đồ bộ mà dạng là đồ vest, đồ kiểu á nha. Đồ vest kiểu hoặc là áo sơ mi nam rất là ok. Hoặc là mình may đầm chân váy quần sọc nữ cũng đẹp mấy chị nha. Cái này may quần dài nữ cũng đẹp nè. Rồi em cắt cho chị Nguyễn Lượm 2m. À chị Nguyễn Lượm là mã 180 đúng không? Mã 180 là cái khúc nào ta? Khúc này. Khúc này mã 180. Đúng rồi, cắt khúc này cho chị Nguyễn Lượm là 2m nè. Còn cắt cái khúc cái mã 201 cho chị Diễm Lê 1,5m, chị Quế Chi Bùi 2m. Rồi ok chị nha, chờ em xíu. Chất này là đẹp lắm luôn á chị. Tại nó dày dặn á. À, em quên nói khổ nữa chứ. Để em đo cái khổ cái. Em quên báo khổ. 1m nè. 1m45 nha. Cái vải này vải mã 180 là khổ 1m45 nha mấy chị nha. 1m nè. 2m. Bẻ ơi nhớ ghi lại mẹ chị em cắt mô hông nha. Tại đi dơ tính nhận chị nào bị tối. Để mình chị đọc không kịp nha mẹ. Thank you.
Dạ 2 mét của chị, chị Tước Lê đúng không? Chị Tước Lê đúng không mấy bạn? Chị Nguyễn Lượng 2 mét là 58k nè. 58k của chị Nguyễn Lượng, khổ 1m45 nha. Cái này còn chị nào lấy nữa không nè? Chị Thương Trần nếu có lấy thì báo em nha. Cái này 2 mét là 8, mấy 58 hả? 58.000. 2 mét là 58.000. Rồi giờ tới phiên em cắt cái màu hồng nè mấy chị nè. 1 mét rưỡi cho chị Diễm Lê nè. Chị lấy chị cho bẻ đi. Chị cho bẻ cắt follow thôi quên á. 1 mét rưỡi cho chị Diễm Lê nè. Thì là chị cho chị bẻ xấu nên chị bẻ từ cõi lái để nọt lại luôn á. Nha Liên. Chị cho chị bẻ xấu nên từ cõi lái để nọt lại luôn như lớn còn Liên ngồi đợi sao? Dạ cái này là 1m rưỡi đúng không? 1m rưỡi của chị Diễm Lê nè, 41.000. Rồi tới 2m của chị, 2m của chị Quế Chi Bùi nè. Dạ 2 mét của chị Quế Chi Bùi nè. 54k. Dạ 3 mét cho chị Gia Bảo. Chị Gia Bảo cho em xin số điện thoại nha. Dạ em có số điện thoại của chị Gia Bảo rồi. 3 mét. À chị Gia Bảo, chị Gia Bảo cho em xin lại số đi chị ơi. Mấy bạn chết không có ra. Tại do em chuyển dữ liệu á. Dạ chị cho em xin số điện thoại nha. Dạ em thấy số điện thoại của chị rồi nè. Chất gì may bộ được không? May được chị, cái này may bộ vét đẹp lắm á. Dạ 3 mét của chị là 79.000 này. Cái này em còn một ít này mấy chị nè. Em còn hình như là 1m15 chưa được 1m1 nha. Cái này còn 1m15 chưa được 1m1, chắc may được chân váy quần sọt hoặc là một cái áo, một áo tay ngắn ha. Mã này 29k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 29 nha. 1m chưa được 30.000 nè mấy chị. Cái này gần 1m1 ha. Gần 1m1, 29.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 29 nha. Gần 1m1, 29k, hàng có giãn nè. Rồi em cắt cho chị Thương Trần 1m5, em thấy số điện thoại của chị Thương Trần rồi nè. Dạ 29 em chốt của chị Kim Khuê Vũ nè. Hay là bò lên xem người tổng chuyện kia nữa. Trông lên người tổng chuyện cù nữa. Anh Bim lên bill gửi sổ tài khoản nha. Ra động cửa. Dạ mã này là 45k của chị Thương Trần. Cái này em còn khúc ngắn hả? Cái này nó bị dơ một khúc, nó bị dơ khúc này nên em chỉ tính tiền cái khúc đầu này thôi nha. Để em cắt cho mấy chị xong rồi em đo xong rồi em giảm cho mấy chị nha. Giảm này của em là còn 2 mét á. Cái này bên này là 2 mét rưỡi nè, à 2 mét 2. Cái này thêm 2 tấc nữa. Cái này em còn 2 mét 4. Nhưng mà để em, tại vì nó bị quấn lại cái đầu cây á. À quấn lại ở trong cái lõi á. Để em giảm cho mấy chị một xíu. Cái này là 77k, chị nào lấy thì comment giùm em là 69.000 thôi ha. 77k, chị nào lấy thì comment giùm em là 69.000 thôi nè. Này được 2m4 ha. 2m4. 77k chị nào lấy thì comment. Ố, 77k. 77k, comment giùm em là 69 thôi. Tại nó bị dơ 2 tấc. Nó bị dơ 2 tấc em để trong đó luôn. Tại cái này là mình về mình giặt được nha. Em cắt ra thấy hơi uổng á. Hai cắt ra thì thấy hơi uổng. 2m4 nè. 2m4 chị nào lấy thì comment giùm em là 69. Đây nè mấy chị nè. Nó bị dơ cái chỗ này là do mình quấn cây lại nó bị dính bụi á, ở trong lõi thôi ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 77k giảm còn 69 nha. Cái này là kaki, lại loại thô cô tông mà có thun đó mấy chị.
đó, có những cái chữ như vậy màu này. Rất là dễ thương luôn, mình may may quần may áo may chân váy rồi cũng đều rất là ok luôn ha. Chị nào lấy thì comment giùm em nè. Rồi lên cái khúc này là mã này màu hồng mấy chị ơi. Cái này nè, lên cái này là màu xanh minh caro đi nha. Màu xanh minh caro nè. Sổ hoài không chưa thấy cái line nào mấy chị ơi. Sổ hoài chưa thấy cái line nào. Rồi. Cái này là cô tông pha linen. Linen cô tông chứ không phải được linen ấy. Rồi sắp tới rồi đó mấy chị ơi. Thêm 1-2 khúc nữa là tới rồi đó. Em chốt cho chị Mokachi hạnh mã 69k nè. Này là 77 giảm còn 69. Rồi mã này mã 179 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 179 nè. Mã 179. Caro này dễ thương lắm ha. Đây. Cô tông nha, chị nào mà hôm qua hỏi caro để lên vest nè. Lấy cái này nha, có giãn, rất là dễ thương. Có giãn nhưng mà giãn nhẹ thôi, độ giãn nó không có quá nhiều để cho mình cảm giác nó giãn thoải mái thôi nha. Nhưng mà cái này mình lên vest rất là đứng form luôn, lên vest rất là đứng form. Lên quần, lên áo gì cũng thoải mái hết, lên đầm, lên quần sọt nam, nữ, chân váy, áo sơ mi nam. Ok luôn mấy chị nha. Chị nào lấy thì comment giùm em mã mấy em quên mất rồi. Mã 100 mấy đứa. Mã mấy đây? Mã 189k nha. Chị Trúc Ly lấy mấy mét nè? 189k kèm theo số mét giúp em. 189k kèm số mét. Chị Trúc Ly có phải là chị hỏi em về cái loại nào mà ô nhỏ caro để làm khăn không? Có phải chị hỏi em không ta? Em có đem về đây mà em không nhớ chị nào để em inbox luôn á. Chị nào mà hôm qua hỏi em, chị nào mà hồi hôm qua hỏi em á thì về cái loại mà xô á, khăn xô á thì nhắn em nha. Khăn xô giống như là chị Võ Thị Sáu rồi vậy thì nhắn em nha. Em có đem về mà em không nhớ là chị nào hỏi em. Dạ em cắt cho chị Diễm Lê 1,5 m, chị Đức Hiệp 1,5 m nè. Này mấy chị mua về may gia đình dễ thương ha. Tại họa tiết bông hoa thì mình sợ là lỗi thời, nhưng mà họa tiết caro chấm bi hoặc là màu trơn là mang muôn thuở luôn, không bao giờ lỗi thời mấy chị. Cho chị Diễm Lê 1,5 m nè, chị Đức Hiệp 1,5 m, chị Trúc Ly 1,5 m nè. Rồi này mấy chị về may áo may quần gì cũng đẹp hết ha. 1,5 m là 39k nè. 1,5 m 39k của chị Diễm Lê. Rồi này của chị Đức Hiệp nè. Chị Trúc Ly 1,5 m nè. Này mấy chị về may vest rồi vậy nha. May quần vest, áo vest, quần tây áo vest, quần ống suông, còn quần ống côn cũng được. Tại vì cái này thì nó có độ đứng nhưng mà nó không quá dày nên mình vẫn may quần ống suông là nhiều vải được. 39k 1,5 m nữa nè. Thêm chị Trúc Ly 39. Còn chị nào lấy nữa không mấy chị ơi? Còn chị nào lấy cái này nữa không nè? 1,5 m là 39.000 nha. 1,5 m 39k. Hello áo vàng. Áo nào? Dễ thương quá à, chắc không phải dễ thương quá. 1,5 m 39k. Dạ các chị Trân Quốc thêm 1,5 m nữa. Em mang áo vàng để hôm nay không biết là có thực sự là vàng không á chị. Cắt 1,5 m cho chị Trân Quốc nè. 39k rồi, còn một miếng thôi mấy chị ơi. Còn miếng này em biết được mấy mét nha. Thôi muốn gì ăn đà 23. Anh Trình Trục đơn cũng được mà. Mét 45. Cái này còn mét 45 nha. Chị nào lấy thì comment nhìn em là mã này. Hả? Để đường hoa của Liên đặt kia. Đưa đường hoa của anh Trình đưa cho bẹ coi. Anh hệt luôn hả? Dạ mã 36.000 này, chị nào lấy thì comment giùm em là 36k nha. Dạ 36k, chị mượn điện thoại của bẻ coi đặt mỏ. Này 36k, chị Hà My cho chị xem chấm bi màu hồng. Dạ. Chị Nguyễn Diễn 39k 3m. 39k 3m khúc nào? À 39k 3m là hết rồi chị Nguyễn Diễn ơi. Em chỉ còn Chị Nguyễn Diền, em chỉ còn 1,45 m thôi. 1,45 m, cái này 36k. Nếu chị lấy thì comment giùm em là 36.000 nha. Tại cái đó vừa hết luôn.
chị Lao Võ hỏi có cô tông ráp họa tiết lính không? Họa tiết lính. Cái này mà lính nhưng mà nó hơi be be, lính là màu nâu nhưng cái này be be. Dạ cái này 36 em chốt của chị Mai Nguyễn nè. Có nỉ không 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 bạn? Chị Tâm Tuệ hỏi dạ em không có nỉ. Dạ chị Nguyễn Diện, Nguyễn Diện ở cái mã này hết rồi, lát chị chọn khúc khác nha. Rồi cho chị rồi, mới xe là giùm chị. 1m45 giờ được cái áo á, nhưng mà khúc đó hết mất rồi. Chị nào mới hỏi chấm bi màu hồng dạ? Mới đọc xong luôn lại trôi comment rồi. Chấm chưa sinh con gì hết mà trí nhớ kém quá. Ở trên tin nhắn của chị. Chị Hà My. Đúng rồi, cái này là mã 201 nè, chất này gọi là chất này ở trong em gọi là cô tông sớ linen nha, cô tông sớ linen. Nó có sớ giống mà linen nha, bên này là cô tông 100% luôn. Cô tông sớ linen chấm bi màu hồng nha. Chị nào lấy thì comment giùm em nè. Hôm nay là lên luôn 130 mấy chị nha, lên ngang hết. Chung với mấy cái loại thô cô tông với lại là hàng linen ướt đồ gì đó em lên ở trong này mà hàng. Khui ở trong kiện này là lên 130 ngàn một ký nè. Cô tông sớ linen mấy chị nha. Cô tông sớ linen họa tiết chấm bi màu hồng nè. Chị nào lấy thì comment giùm em. Rẻ lắm mấy chị ơi. Comment giùm em là bi hồng kèm số mét đi. Bi hồng kèm số mét nha. Cái này bi hồng kèm số mét. Khổ này là cái này là cô tông 100% á mấy chị nha. Cô tông 100%. Để em coi khổ bao nhiêu cái đã. Khổ 1,5 m mấy chị nha. Khổ 1,5 m. Cái này cái bi hồng này là khổ 1,5 m nè. Cô tông sới lên nền nha. Dạ 1 m. Khúc vải 36 set rồi. Dạ hết rồi ạ. À. Lát nữa chị lấy khúc khác nha. Tại vì hình như ở trong này là vẫn còn thêm những họa tiết khác nữa đó chị. Dạ em cắt cho chị Hà My là 4,5 m nè. Em còn nhiều mẫu lắm chị Nguyễn Diện ơi. 3 m nè. 4 m. Dạ 4,5 m ha. Mẫu như thế này liên lạc bao khó rồi kia. Hồ sản đó ăn bao khó mà chị mua. Mua bệnh mi chứ hẳn. Bệnh xeo, bệnh beo. Hồi mua cái chiếc cũng được, mà nội mua còn cãi lên, nội hướng này hướng ngắn nha. Dạ mã là 110 nè, 110 là 4,5 m. Bé ơi cho mượn cái máy tính cho bé Liên. Mượn cái máy tính bấm 110, 4,5 m là bao nhiêu tiền nha? Bao nhiêu tiền 1 m? Chị Hà My cái này 110k nha. Ở đây chị luôn. Có 24.400 đồng 1 m thôi mấy chị ơi, chưa được 25.000 luôn á. Cái này là cô tông sới lên nền nha. Cô tông sới lên nền nè. Chị nào lấy thì comment giùm em, cái này đẹp lắm. Màu hồng ha, màu hồng 1 m tầm cỡ 24.500, 24.400. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. 24.500 thôi mấy chị nè, 24.500 thôi nè. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Cái này em còn ít thôi à, 1 m, 2 m. Cái này mang mát lắm mấy chị nha. 1,5 m khổ nè, 3 m nè. Nè em còn 4 m nha. 4 m, em còn 4 m. Chị nào lấy thì comment giùm em. Mã là cô tông sới linen mấy chị nha. Cô tông sới linen đó. Hàng này siêu mát luôn mấy chị. Hàng này rất là mát. Mình may đồ bộ, may quần, may áo, may đầm, hoặc là may chân váy, quần sọt gì cũng được hết. Cái này nếu mấy chị không ngại màu trắng, màu hồng á, thì mình cũng có thể may couple với mình với anh xã cũng được. Màu hồng này nhìn cũng nam tính mà mấy chị đúng không? Nam tính hả? Màu hồng này nam tính lắm. Màu hồng mạnh mẽ. Màu hồng mạnh mẽ lắm luôn á. Dạ rồi em cắt cho chị Quân Dũng là Quân Dung 2 m, với chị Nguyên Ngân 2 m là hết nha. Rồi mỗi người 2 m là chị Nguyễn Lượm, chị Nguyễn Tích Trinh Nguyễn ơi hết ha. Chị Nguyễn Ngân ơi chị lấy 4 m nhưng mà giờ em chỉ còn có A Hồng Bi. Rồi em chia đôi được thôi. Chị Quân Dung với lại chị Nguyễn Ngân nè. Chị Ngân ơi cho em xin số điện thoại nha. Tại như là chị đơn mới đúng không bé? Bé chết. Bé chết bé Liên. Bé Liên chết. Chị Nguyên Ngân cho em xin số điện thoại nha. Rồi 2 m này ha. 2 m cái này chị Quân Dung nè. 45 ngồi trên độ bất tiện, ráng đi nè. 45 nè. Chị Nguyên Ngân ơi chị cho em xin số điện thoại nha, của chị cái này 2 m cũng 45. Nếu mà dạ em thấy số điện thoại của chị Nguyên Ngân này, em đi đơn là trên một trên 100k để em đi nha. Cái này cũng là cô tông sới lên nền mấy chị nè. Không, cái này lên nền luôn đúng không? Không, cô tông sới lên nền có giãn. Cô tông sới lên nền mấy chị nha, sọc cam ha, sọc cam. Cô tông sới lên nền nè. Chị Quyên Quân ơi, chị Nguyễn Lượm ơi, khúc đó hết nha. Qua khúc khác giùm em nè. Cô tông sới lên nền sọc màu cam. Hai mẹ Quân Dung, hai mẹ chị Nguyễn Ngân. Đây, cô tông sới lên nền mấy chị nhìn cái sớ của nó nè. Rất là xinh ha, rất là xinh. Sớ này lên rất là sang mấy chị nha. Cái sớ này lên rất là sang. Nhìn xa thì mình sẽ thấy giống là nền, nhưng mà cái hàng này nó ít nhăn hơn linen. Ít nhăn hơn linen một chút. Dạ.
Ủa, xém là tóc váy rồi. Em cắt cho chị Diễm Lê là một mét màu sọc cam nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là sọc cam kèm số mét nha. Sọc cam kèm số mét. Một cái loại cô tông lên số lên nền này là tầm cỡ 25.000 đổ lại thôi mấy chị. Tầm 25.000 một mét thôi. Dạ, cho chị Nguyễn Diễm Lê là 1,5 m, cho chị Nguyễn Trúc Ly 2 m nè. Chỉnh gì cho bạn để cho bạn quen. Mà dơ cái chỗ đi ngồi cái chỗ hóc bao tọ nữa. Đây chị các bạn xong là cú vào follow rồi vừa sẽ vài vừa follow rồi. Chơi vô. Cú Lan muốn nó vai bờ là bạn không quen lắm. Mà chị phải dơ cái chỗ ra ngoài đi, để trong đấy hằng chật quá. Dạ 2 m này là 37k ha. À 1,5 m 37.000. Em chiếu được đúng không? Rồi 1 mét là 24.600 đó. Rồi 1,5 m, 2 mét cho chị Nguyễn Trúc Ly nè. Dạ, dạ chị cứ vô mua bình thường đi. Chị Nguyễn Trúc Ly 2 mét rồi, rồi tới ai nữa nè. Mọi người ơi, đọc cho mình nhé. Sọc cam nha, sọc cam mấy chị nha. Tới chị mới được 1,5 m thôi. 1,5 m của chị Diễm Lê thôi. Bị ẩn tin nhắn của một người rồi đó. Cái kéo mình mới giục ở đây. Bị ẩn tin nhắn của chị Nguyễn Trúc Ly rồi đó. Nguyễn Trúc Ly sọc cam nè. Diễm Lê 2 m. Diễm Lê 2 m. 1,5 m rồi. Nguyễn Trúc Ly 2 m. Rồi chị Trúc Ly 2 m. Chị Trúc Ly 2 m 44. Rồi tiếp theo chị Tuyết Trinh Nguyên 2 m. Rồi Nét chị Nguyên Ngân 3 m. Rồi mình bị âm 20 rồi. Mình cân bị sai nãy giờ rồi mấy bạn nha. 2 mét phải là 48.000 nha. Mình mới ăn cơm gà mấy bạn. Cơm gà chi sức mỡ. Chị Nguyên Ngân 2 mét hay 3 mét vậy? 3 m. Rồi xong lỡ cắt 2 mét. Chị nào cắt 2 mét nè. Chị Yến Nhi 2 mét 44 nè. Em cân lộn nha mấy chị nha. Hồi nãy đang bị cái cân bị âm á. Thực ra là 48 á. Mà giờ thành 44 nên giờ em đi luôn 1 giây 44 nha mấy chị nha. Rồi sorry chị, rồi bị lỗi. Có lỗi với chị Nguyên Ngân rồi. Cái này em còn có 1m8 à. Để lát em bù cho chị là ưu tiên chị chốt trước nha. Tại hồi nãy em lỡ cắt cái khúc đó 2 m. Em bấm kéo một cái á, nên em tưởng cái này còn dài. Mà giờ cái này còn có 1m8 thôi. Chị Ngân Nguyên Ngân có lấy được cái này không? 1m8. Cái này còn có 46k. Hồi nãy chị lấy được thì lấy giùm em nha. Rồi lát em ưu tiên cho chị chốt cái khúc sau nha. Này 1m8 thôi chị. Dạ 1m8 46k. Rồi lên giùm em cái cô chị. Rồi mấy chị ơi hết rồi. Hết khúc đó đâu rồi. Chị Maria Hạnh cũng không có đâu nha. Tại vì hết rồi. Lên giùm em màu xanh minh sọc nè. Màu xanh minh sọc cam nha mấy chị nha. Màu xanh minh sọc cam. Dạ không. Chị chị Nguyên Ngân là 1m8 nha. Rồi chị Yến Nhi là 2m. Rồi mấy chị khác là hết là không có à. Mấy chị khác là không có nha. Rồi cái này tại vì hết đó mấy chị. Cái này là cũng là cái sọc đó. Chất cũng là cô tông sớ lên nền luôn. Mà màu xanh min ha, màu xanh min nè. Dạ màu xanh min em cắt cho chị Diễm Lê là 1,5 m. Ba mươi bảy k. Chị Nhiên Nguyễn 1,5 m 37k. Chị Tuyết Trinh Nguyễn 1,5 m. Chị Hồ Nga 2 m. Chị Quế Chi Bùi 2 m. Không biết đủ không mấy chị nha. Rồi 1,5 m của chị. Có đó 1,5 m của chị Nhiên Nguyễn hay chị Tuyết Trinh vậy? Hả? Chị Nhiên Nguyễn. Rồi tới 1,5 m của chị Tuyết Trinh Nguyễn nè. Xong sao chị Tuyết Trinh là chị nào? Chị Hồ Nga 2 m.
này thì còn đủ để cắt ha. Rồi tiếp theo chị Hồ Nga 2 mét là chị nào? Chị Nguyên Ngân ơi, chị có cắt khúc này không? Để em ưu tiên cắt cho chị khúc này nè. Màu xanh min nè chị nè. Chị Quế Chi Bùi 2 mét rồi mới tới chị Yến Nhi nha. Chị Quế Chi Bùi, chị bị ẩn comment á. Mấy chị ơi, chị nào bị ẩn comment á, để tránh trường hợp bị ẩn comment tụi em không thấy nên mấy chị comment giùm em 1-2 lần nha, để khỏi tránh trường hợp bị ẩn á. Em cắt 2 mét cho chị Quế Chi Bùi nè, em không thấy comment của chị Nguyên Ngân nè. Chị Nguyên Ngân ơi, chị có lấy cái màu xanh này không nè? Cho chị màu trắng họa tiết trên kệ, chờ em xíu nha chị Jacoba nha, đang cắt cái mã này. 2 mét nè. 2 mét là 44 nha bạn ơi. Ở từ 2 mét để cân nha mấy bạn. Mấy cái chị 2 mét, mấy chị 2 mét là để chị cân nè. 2 mét là 48 nha, chị nào mà 2 mét em điều 48, mét rưỡi là 37 nha bé. Rồi thêm 1 mét, à thêm 2 mét cho chị Yến Nhi nè. Có lưới theo loại đẹp mà nhẹ không? Chị mua may mùng. Dạ có nha chị Đặng Nguyên Nhật nha. Có ha. Chỉnh ơi, cắt dùng ít mẫu lưới theo màu. À Liên ơi, tới chụp dùm chị cái mẫu lưới theo sọc màu đỏ này nhẹ nhẹ, gửi cho chị Nguyễn Minh Nhật. Đặng Nguyên Nhật, hồi bữa chị hỏi mà mình quên gửi nè. Dạ 2 mét cho chị Yến Nhi. Ừ, gửi đi, gửi cho chị luôn đi, inbox cho chị đi. Tại hôm nay em không có like nên mấy bạn sẽ inbox cho chị liền nha. Tại nay em có mấy bạn hỗ trợ lận. Rồi cái này màu xanh min, có chị nào lấy nữa không nè? Màu xanh min mấy chị nha, màu xanh min cô tông sớ lên nền màu xanh min sọc cam ha. 1m 24.500 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã sọc xanh nha mấy chị nha. Mã sọc xanh em còn mấy mét nè ha. 1m nè. Khổ. 2m. Dạ cắt 2m cho chị Liên Kim nè ha. Em cắt 2m cho chị Liên Kim nè. 1m nè. Ô cái này còn hơn 2 mét em để chị luôn nha. Chị Liên Kim ơi, em cái này được hơn 2 mét nè. Cái này được 2 mét rưỡi nha. Nhưng mà cái khúc 2 mét rưỡi, cái khúc nửa mét còn lại nó bị dính cái này nè. Em không có cắt ra mà em vẫn để đó cho chị luôn. Em vẫn để đó cho chị luôn để chị về chị phối nha. Mà em chỉ tính 2 mét thôi là 48 ngàn nha chị nha. Nó bị giống như là cái đường in chỗ này nó đậm hơn một xíu, nhưng mà phía dưới này nó bình thường ha chị nha. Để em khỏi cắt ha. Em cắt ra thấy cũng uổng á. Dạ cho chị Liên Kim cái này là 2m 48k, em thấy số điện thoại của chị rồi nè. Rồi lên mã tiếp mấy chị ơi. Mã màu trắng nha. Mã màu trắng nè. Cô tông hoa mấy chị nha. Cô tông in hoa. Hồi nãy là chị hỏi chị Quyên, chị Trách Cô Ba hỏi em cái này đúng không? Hỏi em cái màu trắng hoa đúng không? Mã 131. Mã 131 mấy chị nha. K nè, cô tông in hoa mấy chị nè. Hàng cô tông in hoa. Cái này mấy chị lên vest lên đồ bộ cũng đẹp nha, để em đưa gần cái họa tiết hoa cho mấy chị thấy nè. Dạ hoa ha. Cái hoa in như vậy nè, in giống như là một đóa hoa cúc vậy đó. Đó như vậy ha. Đó in như vậy. Rồi, chị nào lấy thì comment giùm em nè. Rồi bắt đầu em cắt ha. Để bắt đầu em cắt nè. Có mà đẹp. Có mà đẹp cắt được không? Để khúc này lát nữa em tặng cho chị Quyên Quân luôn nè. Vì cái khúc này nó bị dơ một xíu hả. Vì phải cắt ra em mới cân được. Vì cái này chưa có cân á, nên cũng không thể nào mà để cho chị được. Em thích để tấm nguyên luôn mà không để được. Dạ cho chị Jacoba là 2m đúng không mấy bạn? Rồi chị Quế Chi Bùi 3m đúng không? Đọc giùm mình đi mấy bạn ơi. Cái thước mới đây mình dục ra rồi nè. Chị Jacoba lấy cái này 2m đúng không? Không, nó không đủ nhiều mấy chị nha, nó ít nha. Cái này là ít thôi nha. Đọc dùm mấy bạn ơi. Đầu tiên là người nào? Đầu tiên là người nào? Chị Quyên Quân hay chị Quyên Quân là sau này luôn rồi. Dạ 2m 48k. Chị Trách Cô Ba hay chị Quyên Quân? Kế lên trên nữa. Mã hoa. Chị Quyên Quân đầu tiên luôn đúng không? Chị Quyên Quân 2m tặng cho chị Quyên Quân cái này nha. Cái đó nửa mét. Rồi tiếp theo. Ẩn tin nhắn rất là nhiều nha mấy bạn nha. Chị Diễm Lê 2m. 2m hay mấy rưỡi vậy? Rồi sợ không đủ mấy chị ơi, cái này ít lắm. 2m 48k thôi nè. 1m tính ra có 24.000 mấy chị. Cái này mấy chị lên đồ bộ, lên vest đồ cũng đẹp nha.
Rồi 2 mét cho chị Diễm Lê nè. Của chị Kim Loan 1 mét rưỡi đúng không? Sao xếp ấp cho chỗ ngồi cái nào ok. Dạ cái này 1 mét rưỡi. Nhưng mà cái này đúng mét rưỡi luôn á. Đúng mét rưỡi nha. Mà để em sẽ giảm cho chị một xíu. Nó không có bị lỗi gì hết đó chị. Nó không có bị lỗi gì hết nha. 37k chị nè. Mà nó bị dính cái mực ở đây một xíu nha. Em giảm cho chị cái này còn 35k. Còn 34.000 nha. 34.000 cho chị Diễm Lê. Cái gì chị nào mấy đứa? Chị Kim Loan nè. Em giảm chị cái đó còn 34k nha. Rồi lên giùm em cái mã sọc này mấy chị nè ha. Rồi khúc đó hết mấy chị nha. Khúc đó hết rồi ha. Khúc đó hết rồi lên mã sọc này giùm em. Cái này là hàng hàng thô cô tông mấy chị nha. Hàng thô cô tông mà bình thường em vẫn bán á. Hàng thô cô tông bình thường em vẫn bán nha. Là cái này là họa tiết sọc nè. Cái này có một cây luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này. Cái này khổ 1m45 nha. Khổ 1m45. Hàng thô cô tông sọc này giờ em bán như vậy thì giá 1m tầm cỡ 1m tầm cỡ hơn 20.000 một xíu thôi. Nó không có, tại cái hàng này nó nhẹ nó mát á, nó không có nặng nha. Hàng này mấy chị mua là hơn 20.000 một mét thôi nha. Rồi chị nào lấy thì lên đơn giùm em là sọc đen kèm số mét giúp em nè. Cho chị Diễm Lê 2-3m nè. Lên giùm em là sọc đen kèm số mét giúp em ha. Sọc đen kèm số mét giúp em. Cái sọc này là màu đen nhưng mà nó có một cái thời nó thịnh hành lên là mình mang mấy cái loại mà mấy cái loại sơ mi rồi vậy đồ bộ cũng được mấy chị nha. Cái này mấy chị lên sơ mi đồ bộ rất là ok. Chị Theo Nguyễn đi chưa kìa? Liên ơi, chị Theo Nguyễn đi chưa? Dạ chưa kịp mấy chị ơi, mấy bạn báo là đang xếp vải tới cái đơn của chị rồi đó. Xếp xong rồi nhưng mà chưa có gửi hình kịp. Giờ mấy bạn đang ngồi chụp hình để gửi bill, gửi hình á. Dạ vải này vải thô cô tông nha chị Phụ Nguyễn Thị nha. Vải thô cô tông nè. Rồi 3 mét nè. Dạ 3m52. 3m52 cho chị Diễm Lê nè. 2m cho chị Châu An. Dạ vải thô cô tông mấy chị nha. Vải thô cô tông khổ 1m45 nha. 3m mà có 55.000 thôi mấy chị. 1m có mười mấy ngàn thôi á. 2m cho chị Châu An nè. Cho chị Duyên Nguyễn 1m50. Dạ cái này may ra là ok luôn chị Phiên Nguyễn Thư, Phiên Nguyễn Thư nha. Mega là số 1 luôn, nó rất là bền, bền hơn hàng lanh nhiều. 36k 2m. 36k 2m là 1m có 13.000 thôi. Rồi tới xin chị Tuyết Trinh Nguyễn 1m50 rồi mới tới chị Nhi Nguyễn 1m50 đúng không? Rồi tới chị Nhi 2m đúng không? Cho chị Tuyết Trinh Nguyễn 1m50 nè. Nó tính ra có 13.000 à. Hàng mà em cắt kéo vậy là mấy chị thấy là nó rất là mát ha. 27k này 1m50 nè. Rồi 27k cho chị Nhiên Nguyễn. Rồi 2m cho chị Yến Nhi. Hai mét cho chị Yến Nhi 37.000. Lấy thêm 5m cho chị Diễm Lê. Chắc hết khúc này được hơn 5m thôi. Chờ em xíu em xả khúc đó ra nha. Chờ em xíu em xả khúc đó ra nha. Rồi chị Ngân Nguyễn lấy 3m sọc ha. Chưa biết còn hay không. Để em cắt cho chị Diễm Lê xong rồi không biết còn bao nhiêu em để chị Ngân Nguyễn nha. Rồi ok. 5m ha. Mét 13k đó. Chắc không đủ. 4m2 à. 4m3. Còn 4m3 chị nha. Còn có 4m3. 4m3 nhân cho 13 đúng không? Ủa. Tôi đang bỏ em cân. Bỏ em cân đi. Dạ 4m3 của chị là 82.000. Dạ 82.000, chị Ngân Nguyễn ơi. À, hút đó hết rồi. Hút đó hết rồi. Rồi lên hồi nãy có chị nào mà lấy cái linen sinh linh mà chưa có nè.
thô cô tông sớ lên nền màu xanh min nha. Cái này em còn mấy mét này ha. Thô cô tông sớ lên nền màu xanh min nè. Dạ chị Phượng Nguyễn Thị, đơn trên 100 là em đi rồi ha. Phí ship là tùy khu vực, là từ có giá là từ 25 tới nhá 35 ngàn, còn lại là em bù hết. Cái này 2m2 ha mấy chị ha, 2m2. Cái này còn 57 ngàn nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 57 nè. Cô tông sớ lên nền màu xanh min sọc cam ha, 2m2 57k. Chị nào chưa có 57k 2m2, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 57 nha. Khổ 1m45 mấy chị nha, khổ 1m45 có giãn trắng họa tiết trên kệ sau lưng. Đây hả chị? Đây hả chị, tại trắng họa tiết nhiều lắm. Cái này cũng họa tiết, cái này cũng họa tiết, cái này cũng họa tiết. Có rất là nhiều luôn. Chị lấy cái này thì chị comment nhé là xô nha. Cái này là xô hai lớp. Này là thô boy, này là thô boy ha. Này là boy theo á, boy theo, xô hai lớp. Xô hai lớp đúng không? Rồi chị chờ em sẽ tại cái cây nó bự lắm, cây tới 30 mét bưng không hết. Dạ, hơn 100 ngàn là em đi đâu nè chị Anh nha. Nên khẩu trang ấy, tại hàng cô tông ấy, nó bụi nhiều mấy chị. Dạ cái này em còn, dạ ok chị nha. Dạ xô hai lớp đó là em đang bán là 35 ngàn 1 mét. Chị nào mà lấy 10 mét thì em free ship nha. Chỉnh này lô dùm chị, cái này đã được không? Cái này hơi nặng nè. Để em cắt 2 mét ra, để em bưng ra cho mấy chị xem mã nha. Có cái nào mà ngắn ngắn, có nào cắt mẫu sẵn không ta? Liên, có chị nào mà dặn cắt xô hai lớp bao nhiêu mét để em chỉnh cắt luôn, để chị cầm like cho nó dễ. 2 mét. Thôi cắt 2 mét đi, 2 mét cũng được. Cắt 2 mét đi. À, 35 ngàn 1 mét thôi mấy chị nha, xô hai lớp có 35 ngàn à. Siêu rẻ luôn á. Rồi chị nào lấy, cái này là xô, cái này là linen số cô tông nè. Chị chắc cô vai chờ em xíu nha. Linen số cô tông nè, cái này em còn 2m2, 57 ngàn. Chị nào lấy thì comment nhà em 57 nha, có giãn luôn mấy chị nha. Này có giãn luôn, xanh min nè. Này có giãn nha. Màu xanh min. Màu xanh min. Màu xanh min cô tông sới linen nha. Cắt 1m5 thôi, cắt 1m5 xong rồi đứng like luôn. Cho chị Liên kim 1m5 xô. 1m5 của chị là 52k nha chị nha. Và 57 em chốt của chị tước lê nè ha. 57 cho cô chị tước lên nè. Cho chị một tờ giấy 52 bấm vào đây. Đây. Cái này mấy chị may đồ bộ ok nha. Xô nè mấy chị nè. Xô hai lớp. Xô hai lớp biên xù rất là đẹp luôn. Đây là xô hai lớp nha, vải xô 100% sợi tự nhiên luôn á. Cắt 4 mét xô cho chị Chakova nè. Dạ 4 mét chị Chakova. Hoa rất là dễ thương, cà rốt trái tim. Cà rốt dài. Hoa cái này giống hoa móng tay mà mấy chị coi coi cái phim gì của Hồng Kông mà hồi bữa cái gì mà cảnh sát hình sự á, cảnh sát hình sự mà có người sinh học có mấy chị đó, móng tay vậy nè, em quên mất cái đó, cái đó phim gì rồi. Dạ 1m5 cái này 52k nè, cho chị cái này đẹp lắm mấy chị nha. Xô hai lớp về may đồ bộ ha, may đồ bộ, may ga, may cái gì cũng được hết. Bấm vào đó rồi khỏi cắt đi, chỉnh rồi bấm vào đó xong rồi bấm vào đi chắc là nhiều rồi nè. Rồi em nhận đơn mấy chị nha. Cái này em có khoảng 30m thôi. Ô 30 mấy mét, hồi sáng cắt 10m cho chị kia may ga là còn 2 mấy mét thôi nha mấy bạn. 4m rồi tới đọc liên. 2m. Hai lớp. Dạ. 2m Quang Dung. Rồi. 2m Quang Dung nè. Rồi. Từ 2m Quang Dung nè. Rồi 5 chị Quế Di Bùi, 2.4 chị Hà My. Để ghi dậy là bận vô đi tới khoảng cắt xong được. Liên chụp màn hình lại thôi, lạc nó bị ẩn nha. Rồi tiếp. 1m2 cho chị Kim Phụng. Nét. Chị Nguyễn Mùi 2m. Cái này mấy chị về may đồ bộ, may ga cũng đẹp. Mấy chị nha, may sơ mi, may đầm cũng được hết. Nét. Tiếp liếm. Chị Thị Thủy Vân Lê 3m. Chị Thương Trần 2m. Chị Yến Nhi 2m. Chụp màn hình giúp chị. Hoặc là liên ghi danh sách giùm chị. Chị Trang Dương 1m5. 1m35 ngàn mấy chị nha. Mấy chị mua 10m thì em free ship. Cái này là xô hai lớp nha, xô hai lớp rất là mềm luôn. Chị nào mà đợt trước mua cái xô hai lớp màu nâu của em rồi là cái này y chang như vậy ha, chất của nó giống như vậy, nhưng mà bữa cái chất màu nâu là nó có từng ô, còn cái này là nó xuyên luôn, nó không có cái ô nào hết á. Tới chị Trang Dương 1m5. Chị cho bạn cách để mà mình cạo cắt dài và dài là mình ghi tên bậm vô, ghi tên bậm vô rồi là mình tính tiền sau, chứ ghi mà bậm vô tên cả gì rất là lâu mất thời gian.
phải chỉ cho bạn làm luôn, như khi mà phải thực hành á. Chứ còn mà mình không chỉ thì sao mày bạn đâu có biết bạn làm đâu. Dạ rồi. Dạ có chị nha. À cái này chị làm khăn được nè. Xô hai lớp này chị làm khăn được nè, với thêm một cái loại nữa nha. Chị sang phạm 2 mét nữa nè. Chị sang phạm 2 mét nữa, lý chị một cái danh sách nha Liên. Hoặc là khi mà chụp đâu phải có thêm một cái dãy dai nữa để mà ghi. Phải chị luôn nha. Chị sang phạm 2 mét. Cái này mấy chị là về may ga, may gối, may đồ bộ, may pyjama, may đầm, may áo cũng được nha. 2 mét cho chị Hồ nha. Mẫu này may đầm baby doll rất là đẹp. Dạ đúng rồi chị. Nếu chị lấy về may baby doll xong rồi chị cho em feedback với nha. Rồi cái này là khổ 1m45 mấy chị nha, khổ 1m45 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em nè. Hoa này rất là dễ thương. Em còn nhận thêm mấy đơn nữa thôi, chắc là không đủ mấy chị nha. Còn mấy đơn nữa thôi là hết rồi. Rồi, qua mẫu này mấy chị nha. Khúc này 1m50 của chị Liên Kim mấy chị nào đầu tiên nè. À, lên cho em cái mẫu nè, cái mẫu xô mà lên khăn đúng không mấy chị ha. Đây nè mấy chị nè, xô lên khăn. Cái này là xô nha. Cái này là vải xô nha mấy chị nha. 30.000 một mét thôi, chỉ 30.000 thôi. Siêu đẹp luôn. Xô cái này mấy chị lên khăn cũng được nè. Đây mấy chị lên khăn cũng được nè. Vải xô cái này là đúng là chất là xô của anh hùng cách mạng luôn mấy chị. Đây vải xô màu nâu ha, xô màu nâu. Cái này siêu mềm ha, cái này là siêu mềm luôn. Siêu mềm mịn mát, lên áo, lên đồ em bé cũng được mấy chị nha. Cái hàng hồi nãy xô hai lớp mấy chị lên đồ em bé cũng được, chắc hai lớp nó dày hơn, cái này xô một lớp thôi. Nhưng mà cái này nó không có mỏng quá nè. Mình lên áo lên cũng không có thấy gì nha. Mình may khăn tròn lên áo gì cũng được hết. Cái này 1m30.000 nha, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã xô caro đi ha. Socaro nhí 30.000 một mét nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30. Do cái cây này hồi chị mấy chị hỏi nè, em ra em vắt cái cây này vô, cây này còn ngắn lắm em sale luôn. Khúc này tầm cỡ còn có 20 mét thôi, cái cây này 20 mét thôi ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã Socaro kèm số mét nha. Socaro kèm số mét. Chị Lan Kim Phượng hỏi lên linen caro, lên linen caro đi. Tại vì lát có thì em lên, vì em lên em moi trên này lên này, có khúc nào là em lên khúc đó luôn á. Rồi tiếp mấy chị nè. Sọc này là cái này là cô tông ha. Này là dạng bị nhìn trời. Bảy đây luôn ha. Mình làm tại đâu á là mình phải chị luôn. Chứ làm không hơi sao mà ai mà biết mình làm. Này là hàng kaki thun nha mấy chị nha. Hàng kaki cô tông có độ giãn nè. Mấy chị về may cái này may quần, may quần hoặc là may áo vest ha, may quần cọc chân váy là vậy đó. Chị nào lấy thì comment giùm em. Mã này là mã sập hồng nha. Sập hồng kèm số mét giùm em, cái này sập nhuyễn không mấy chị nha. Sập nhuyễn, sập ngang này, biên ở đây nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là sập hồng kèm số mét. Mình lên quần sọc, quần tây, lên áo khoác, lên chân váy gì cũng đẹp hết mấy chị nha. Khổ 1m45 giúp em nè. Khổ 1m50 luôn á. Cái này khổ 1m50 nha. Cái sọc hồng này khổ 1m50 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là sọc hồng kèm số mét nha. Sọc hồng kèm số mét. Các cô chị Diễm Lê 1m50 nè. Rồi chị Diễm Lê 1m50. Chị Kim thì không theo dõi nữa. Tối chị nói em không theo dõi em nữa mà. Cắt 1m50. Nhiều cái đẹp lắm chị ơi. Rồi 1m50 cho chị Diễm Lê nè. 1m50 cho chị Diễm Lê. 59k cái này. Cái này hơi dày nha mấy chị nha. Cái này 55k thôi nha. 1m50 55.000. 1m50 của chị Liên Kim. 1m50 là 55k. Cái này chắc là dày dặn mấy chị nha. Cái này đã lắm luôn á. Không không. À, đọc đi bạn đi. Để bạn đọc luôn đi. Chị cho bạn cách đọc luôn. Đọc to tên không cho mình cắt. Đó, mà đây là hẳn đó.
Một mấy rưỡi là của chị Liên Kim đúng không? Dạ 55.000. Một mét rưỡi của chị Maria Hạnh 55k. Từ 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 chị kêu cắt. Chưa cắt được. Khi nào chị cắt xong á là em đọc tiếp. Nè mới gọi ngươi cắt vài mà không phải là chị, là chị sẽ đập cho một ngươi hả chi. Bây giờ chị vừa cắt vừa nọ lên giờ tại vậy. 1 mét rưỡi cho chị Maria Hạnh được tới bao nhiêu? Bao nhiêu mét? 2 mét Nguyên Nguyên hả? Nguyên Nguyễn. Dạ 2 mét cho chị Nhiên Nguyễn 74k. 1 mét rưỡi cho chị Quang Dung 55.000. Rồi hết mấy chị nha, còn một chị nữa thôi. Này mấy chị về may áo vest ha. Quần tây, chân váy, quần sọt gì cũng đẹp hết mấy chị nè. Rồi hôm nay mình cắt như vậy hợp lộ hàng quá. Rồi em còn khúc này là 1 mét 1 mét 1 ha. Em còn khúc này 1 mét 1 nè. Em chào chị ngày xưa Lâm Thị nha. Em còn cái này 1 mét 1 40.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 40 nha. 1 mét 1 còn có 40k thôi. 1 mét 15 á, gần 1 mét 2 á, 40k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 40 nè. Chị Thương Trần ơi, à cho chị Thương Trần luôn nha. Cái này gần 1 mét, cái này gần 1 mét 2 rồi. 40k cho chị Thương Trần nè. Là hết ha mấy chị ha. Rồi lên giùm em cái sọc này là cái hàng hàng cô tông để may may áo sơ mi nam nữ, may quần, may đồ quần. Cái này mấy chị về may nguyên set cả quần cả áo cho nữ cũng được nha. Chất này nó không quá dày nha mấy chị nha. Chất này không quá dày. Lên giùm em sọc xanh nha mấy chị nha. Sọc xanh nè. Sọc xanh rất là xinh luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em là sọc xanh nha. Em có được cho mấy chị. 2 mét nè. 3 mét chị Yến Nhi, mã 40 hết rồi. 4 mét. Này có 5 mét thôi mấy chị nha. Này hơn 5 mét thôi nè, sọc xanh. Chất này là chất giống là thô cô tông nha, thô cô tông, sọc xanh. Em mặc vải gì mà màu đẹp vậy? Và cái màu này của em giống như là vải trượt ha. Giống như là vải trượt đó chị. Thực ra là cái này là màu hồng mấy chị nè. Đây là một câu chuyện buồn mấy chị à. Màu hồng mà em mang đúng có một lần mà em thích cái đầm này lắm. Cái xong rồi em lỡ giặt chung với một cái đầm gì mà nó bị loang màu á, cái em sẽ nhuộm 7749 lần bằng tất cả các thứ ở trên YouTube chỉ, nhưng mà nó không có ra màu. Xong rồi cuối cùng em đổ cái hàng mà tinh bột nghệ của má em vô, cái nó ra màu này. Dạ dạ 1 mét rưỡi cho chị Diễm Lê này. Nguyên thủy của nó là màu hồng mấy chị, màu hồng đẹp lắm. Tại vì em có coi một cái clip của bạn của cái chị của ca sĩ Nhật Kim Anh á, em về em cover, em may cover theo cái mẫu đó. Nhật Kim Anh mà quảng cáo mỹ phẩm ngọc trai á chị. Em thấy cái đầm đẹp quá, cái về em bắt trước. Này là 1 mét rưỡi 40k. Cấp bản quyền đó nha. Rồi tới chị nào 1 mét rưỡi đúng không? Rồi tới chị nào 2 mét. Chị còn mấy khúc nữa nha em, chị Lê Giang. Khúc nào ta? Khúc nào chị Lê Giang hè? 1 mét rưỡi hồi nãy là của chị nào á, chị Diễm Lê đúng không? Tới 2 mét của chị Quế Chi Bùi nè. Em thấy trên đó là họ hướng dẫn là nhuộm bằng lá cà rốt đó mấy chị. Lá cà rốt thì nó sẽ ra màu cam. Em thích cái màu cam cà rốt quá. Em dặn bạn em ở Đà Lạt gửi về một bao lá cà rốt. Em nấu lên mà nó đâu có ra màu đâu. 55k 2 mét nè cho chị Quế Chi Bùi nè. Rồi tới chị Yến Nhi là hết rồi mấy chị ha. Chị Yến Nhi là hết nè. Em không biết chị Yến Nhi cái này được mấy mét nữa. 1 mét nè. Chị Yến Nhi còn đúng 1 mét rưỡi thôi chị nha.
Chị Yến Nhi, cái này còn đúng 1,5 m thôi nha. 40k ha. Chị Lê Giang còn mấy khúc nữa em. Còn nhiều mẫu lắm, nhưng mà em không biết là chị hỏi như thế nào. Tại vì mấy bạn đang còn dồn đơn á. Cái mã nó hết rồi chị biết kinh nha. Rồi mấy chị lên giùm em cái caro màu vàng đi. Cái này linen nè mấy chị nè. Linen nha, linen hình con cái lông không? Linen gì hả? Chờ chỉnh nghiên cứu linen gì đã mấy chị nha. Cái này mướt lắm luôn á. Linen pha sợi cố tông mấy chị, mã 186k nha. Cái này linen pha sợi cố tông nè. Mã này siêu xinh luôn mấy chị nè. Cái này em không biết cái lá hay lông ngỗng nữa. Dạ, cái này em tại vì có mấy chị cắt á, để em cắt hết rồi, em cắt ở trên xuống đó nha mấy chị nha. Cắt 2 mét cho chị Quyên Quân với 2,4 m của chị Hà My cái đã, rồi em để cho chị Quế Phi Bùi nha. 1 m nè. 2 m. Ở trên nó là sao vậy chàng trai? Trong bao rồi. Là hàng nãy đó. Cui ra hả? Đang phân bao rồi. Đang phân bao. Rồi 2 m cho chị Quyên Quân nè. Và 2,4 m cho chị nào ta? Hả? Hà My. Rồi 2 m cho chị Quyên Quân là 49k nè. 2,4 m cho chị Hà My. Rồi hẹn mấy chị Phúc lên nền pha cô tông tiếp theo nha. Rồi 2,4 m. Hai mét tư cho chị Hà My nè. Sáu mươi ba ca nè. Rồi cái này, cái này còn mấy mét để em đo cho chị Quế Chi Bùi nha. 1 m nè. 2. Cái này còn 3 m nha chị Quế Chi Bùi nha. Còn 3 m là hết rồi mấy chị ơi. 3 m cái này 74.000 cho chị Quế Chi Bùi nè. Rồi lên giùm em cái mã là linen cô, linen pha cotton lá màu xanh giúp em. Linen pha cotton lá màu xanh giúp em. 2,49 m là tính ra 1 m khoảng cỡ 25.000 mấy chị ha. Rồi 2 m cho tiếp theo cho mấy chị đó. Tiếp theo mấy chị đang comment luôn cắt lá màu xanh mấy chị nha. Cắt giùm chị, đọc giùm chị danh sách nãy giờ mấy chị comment chiếc lá nè, cắt cho mấy chị màu xanh nè. Coi trong chuyện còn màu nào lá nữa không mấy bạn ơi. Cắt cho chị Quyên Dung lá 2,5 m nè. Mấy chị mà hồi nãy lá vàng chưa có, giờ em cắt lá xanh cho mấy chị nha. Rồi lá xanh này cắt 2,5 m cho chị Quân Dung đúng không? 1 m là 25.000 mấy chị nha. Cho dễ tính. Em cắt nó dư dư rồi một chút để tính ra cho dễ, mét 25.000 luôn. 25.000 chị Quân Dung, 50. Tiếp theo. 2 m cho chị Hồ Nga, 50. Hai mét chị Hồ Nga 50. Tiếp theo. Hai mét cho chị Mỹ Lê Đô Thị. Chị Mỹ Lê Đô Thị cho em xin số điện thoại nè. Dạ em có số điện thoại của chị rồi nha. Có bị ẩn tin nhắn không mấy bạn? Thấy có nhiều chị đó mà chị Nguyễn Vân 1,5 m rồi chị Kim Loan ở dưới nữa hả? Ở trên nó có nhiều chị khác nữa hả? Đọc dùm chị thêm đi. Rồi 2 m cho chị Kim Lê Đô Thị nè. Chị Liên Kim 2 m. Coi chừng ẩn comment nha mấy bạn ơi. Coi dùm chị vừa máy tính vừa điện thoại nha. Mã lá xanh 2 m. Còn 2 m vừa đủ cho chị nào nè. Sao chị Kim Liên Lê Thị là chị nào? Cái này còn đúng 2 m. Còn đúng 2 m không cắt 1,3 m nha. Lộn xộn quá nha. Xích ấp lại bên kia. Sao chị Kim Liên Lê Thị là chị nào để chị chốt trên like nè. Rồi chị Châu An ơi, cái đó còn 2 m chị lấy luôn giùm em nha. Ủa chị Kim Liên, Kim Đô Thị với chị Kim Liên là người nào vậy? Là một đúng không? Vậy sao chứ sao đọc là chị là Kim Liên, Liên Kim Đô Thị là sao? Chị Mỹ Lê Đô Thị rồi tới chị Kim Liên là hết rồi đúng không?
Vậy là có dư cho chị Châu An không? Sao lộn xộn vậy mấy đứa? Giờ tới chị Kim Liên là hết mấy chị nha. Để em check lại xem có còn dư khóc 2 mét để em để chị Châu An. Và của mấy chị là bị trôi hết rồi mấy chị ơi, bị trôi. từ bị trôi à. Chỉnh khoán bọc đi chị nội là khó lâu đi chị, chắc sạc mới sao rồi để lồn xồn vậy ta. Cái này là tiếp là làng Lenin pha cô tông mấy chị nè, Lenin pha cô tông nha. Lenin pha cô tông, vải trắng trên giá sau lưng là vải gì? Dạ vải trắng ở đây là vải thô theo mấy chị nha, vải thô theo nha. Lên giùm em cái sọc này là sọc màu tím mấy chị nha. Dạ sọc màu tím nha. Vậy lá xanh chị Liên Kim có không mấy bạn? Dạ có chị Liên Kim lá xanh 1-2 mét nha. Có dư chị Châu An không? Dạ không nha chị nha, tới chị Liên Kim là hết. Này là sọc màu tím nè, sọc màu tím linen sớ cô tông. Cái này là linen pha sợi cô tông nha. Em chốt cho chị Diễm Lê 1,5 mét nè. 1 mét cũng tầm cỡ 24,5 ngàn mấy chị. Rồi chị Kim Loan, đọc tên chị để chị bấm kéo rồi ép vào đây luôn, lộn xộn quá. 1,5 mét, 1,5 mét cho chị Diễm Lê nè. Chị Kim Loan 2 mét. Rồi chị Kim Loan 2 mét. Chị Tuyết Trinh 1,5 mét. Cho dậy qua đây cho chị bậm vô luôn đi, chắc hồi luôn xuống. Chị Tuyết Trinh Nguyễn 1,5 mét nè. Set up kiểu sao cho nó hợp hồi luôn xuống đi nè. Rồi 1,5 mét cho chị Tuyết Trinh, đúng không? Trôi nữa rồi. Hết thấy kim tin nhắn rồi mấy chị ơi. Hết thấy tin nhắn luôn á. Em không thấy tin nhắn luôn mấy chị. Tại vì giờ em không có cái máy tính á, còn một cái tin nhắn điện thoại nó trôi đi rồi em đọc không kịp. Không có nào nhắn lại cái chị nắm tên 6 mét. Chị đang không có bấm tên vào đây nha. 1 mét nè. 2. Còn có 3 mét cho chị Hồng Vân nha. Em để cho chị cái này là 3 mét chị nha. Rồi 3 mét 75k. Trời ơi. Rồi cái này là dạ 5-6 mét, cái đó là em inbox cho chị Hồng Vân để ra ngày mai gửi mẫu. Rồi tiếp theo chị Hồng Vân là chị nào? Thảo Đằng 2 mét. Chị Thảo Đằng có số điện thoại chưa? Rồi. Rồi luôn xuống rồi nha. Nhà chị Thảo Đằng là 2 mét nè. Nhưng mà chị không còn muộn như vậy. 1,1 mét, em còn 1,1 mét nè. Em còn 1,1 mét. Chị tiếp theo chị Thảo Đặng là chị nào? Chị kêu Trinh Nguyễn. Mấy mét? 2 mét. 2 mét mà chị, em còn 1,1 mét thôi. Chị có lấy thì comment giùm em chị kêu Trinh Nguyễn nha. Em còn 1,1 mét thôi nha. 1 mét là 25k. Chị lấy phút này giùm em là 25 cũng được ha. Còn 1,1 mét nếu chị kêu Trinh Nguyễn lấy thì comment giùm em là ok 25. Rồi bấm tên vô link nét vô đây đi. Khổ quá. Có 1 mét đó. Còn 1 mét nếu chị kêu Trinh Nguyễn may đuổi thì comment giùm em là mã 25 nha. Một người mà chuyện làm á thì khoảng hãy làm hai việc, ngồi đợi ok một bên để chị cho bạn. Chứ làm như vậy thì sao mà bạn biết được. Mà cứ lấy hoái này do còn 2-3 phút vàng mà nó luôn xôn vậy. Lên giùm em mã beo mấy chị nha. Cái này là kaki dày nè. Kaki này là siêu dày luôn nha. Dạ không có nát vải đâu chị. Dạ em cắt ra rồi em xé ra thôi. Tại em cắt theo đường biên đó, nên không có nát vải. Dạ vải này là chất beo nha. Cái này là beo. Cái này không biết phải là người lính không nữa. Mà màu này màu be nha. Màu be ha. Màu be nè. Màu be. Cái này màu gọi là màu be kem đi ha. Màu be kem. Chất này chất hơi dày nha. Chất này chất hơi dày. Em thấy cái này rất là dày luôn á. Để em đo thử là 1 mét là bao nhiêu tiền. À, cắt cho chị Diễm Lê 2 mét rồi em cân ha. Chị đặt thơ theo chứ không phải vải kẻ đâu. Dạ ok chị Hồng Vân nha. Để ngày mai em chụp mẫu. Tại thơ theo có rất là nhiều mẫu, em biết chị chọn mẫu nào hết. Dạ 2 mét. Cái này là mã 100 ngàn là 1 mét 50 nè. Chắc này rất là dày nè ha.
cho chị Tiết Nhi là 2m beo kem nè. Cái này mấy chị về may áo vest nha, áo vest mà áo kiểu đó, rất là đẹp luôn. Chất của nó là dày nha mấy chị nha. 2m nè. 1m, 2m nè. Hôm nay nó hơi lộn xộn nên là có nhiều chị mà em cắt vải không kịp hoặc bị ẩn tin nhắn mà em không có đọc được, mấy chị đừng có giận em nha. Tại vì giờ nó hơi bị lộn xộn vì em đang set up cho mấy bạn mới, mấy bạn biết việc á. Dạ 2m cho chị Tuyệt Nhi nè, 100.000. Cho chị Kiều Trinh Nguyễn 1,5m. Bọng bao cho kịp không thôi là bỏ lại vải đó nha. Rồi gần hết rồi mấy chị ơi, em sợ không đủ nha. Ô này chị đọc gì rồi mày đổ nguyên lý ra hả? Ô rồi cái này tiêu rồi. Cái này em cắt 1,5m nhưng nó bị sọc ha. Để em cắt khúc khác cho chị nè. Ô không đủ luôn. Không đủ luôn nha. Cái này 1,5m nhưng mà nó bị sọc cái đường biên, hồi nãy em không để ý đem rất nhiều hơn. Đây nè mấy chị nè, chị Kiều Trinh Nguyễn nè ha. Cái này em tính cho chị 1,5m thôi nha. Nhưng mà có hai khúc, tại khúc này 1,5m nhưng mà nó bị lỗi đường in. Còn cái khúc này hơn 1m. Khúc này hơn 1m thì nó lại hoàn thiện ha, em lỡ cắt ra rồi. Nên em để cho chị hai khúc này luôn. Em tặng cho chị khúc 1m rồi nha, tính tiền một khúc 1,5m thôi ha. 1,5m, 1m là 50.000, cái này là 75.000 cho chị nha. Chị vô rồi đó, chị kêu chính. Dạ chị kêu Trinh Nguyễn nè. Một khúc này 75k, khúc này tặng nè. Khúc nó hai nẻ. Cũng không ai đưa dạy cho chị bận vô. Ở đây là vải này là KT cô tông đó chị nè. Cái này là chất dày, không phải KT cô tông luôn á. Chất thô cô tông đó chị nha. Thô cô tông hình chiếc xe đạp ha. Thô cô tông chiếc xe đạp nè. Nhà chị Bảo Ngọc Nguyễn, em like hôm nay em like hơi trễ tại vì hôm nay nhà em sửa nhà á. Em lắp thêm cửa nó vậy đó chị. Cho khỏi bụi vào trong nhà. Rồi cái này chị nào lấy như em là thô cô tông nha. Thô cô tông, họa tiết xe đạp. Thô cô tông họa tiết xe đạp nha. 1,1m cho chị Quyên Quân. 2m cho chị. Hai mét cho chị Tuyệt Nhi, 2m cho chị Thảo Đặng, 2m chị Trang Dương. Ghi giùm chị. 1,1m, 24. Rồi ba khúc 2m là chắc là hết mấy chị ha. Chị hỏi là chị chẳng phải ngô lắm chúng mà tại khiến gọi lý mà có làm kịp. 2m44. Hai mét nữa 44. Chốt cho mấy chị mới đọc á, tới đó thôi là không đủ rồi. Dạ còn 2m9 á, chị cuối lấy giùm em 2m9 nha. Chị cuối tên gì? Ba chị chốt chị cuối tên gì? Chị Trang Dương ơi, chị lấy giùm em 2m9 nha. Chị Trang Dương lấy 2m9 được thì hãy nhắn giùm em nha chị nha. 2m9 là 65k. Nếu chị lấy hết thì comment giùm em là mã 2m9 65k nha. Chị Vy ơi hết rồi. Chị Trang thua cái mãi áo mấy áo nam được nhưng mà em hết khúc này rồi. Dạ 65.000 cho chị Trang Dương. Cái này là hàng cô tông thun đó chị nha. Hàng kaki thun á, kaki thun sọc vàng nè. Kaki thun sọc vàng. May áo sơ mi nam, may áo nam hoặc là mình may. Dạ tại vì khúc này nó không có đủ dài á chị.
Khúc này nó không có đủ dài. Thô cô tông hình chữ. Chị Nguyễn Phường ơi, xe hết rồi. Thô bôi màu trắng kem để làm lót trong cho vải thô đục không? Dạ em có chị. Chị Liên Kim inbox cho em cái đoạn chat này nha. Tại vì em sợ ngày mai em chốt đơn chị em thiếu quá. Dạ em còn ít. Em cắt cho chị Diễm Lê 1,5 m nè. Em có một ít, hôm nay em về được một ít thô bôi màu á, nên chị nào cần thì inbox giùm em nha. Tại em sợ ở trên live rồi em nốt lại không có nhớ hết đó. Có khúc linen nào màu đỏ đô không? Dạ hiện tại thì em chưa có thấy khúc linen nào màu linen không hết trơn á. Nãy giờ là có lên linen pha cô tông á chị. Nãy giờ em thấy có linen pha cô tông thôi. Dạ. Nói vào túi của chị Liên Kim 2m lót thô bôi màu trắng kem. 1m25.000 chị nha, 2m50 ạ. Và cái này là 1,5 m của chị Diễm Lê là 45k nè. Em đo lại xem em cắt đúng 1,5 m không hay là cắt 2m đây nữa. Rồi 1,5 m. Và 45k cho chị Thảo đặng 2m vàng. Bấm vào trong bao của chị Liên Kim là 2m lót 50.000 nha. Và cái này còn hơn, còn đúng 2m luôn ha. Còn đúng 2m luôn á. Và của chị là 57.000 nha chị Thảo Đặng nha. Rồi lên giùm em cái mã này là mã xanh min này mấy chị nè. Mã này là 66k màu xanh min, cô tông sớ lên nền nha. Cô tông sớ lên nền màu xanh min họa tiết nốt nhạt ha. Họa tiết nốt nhạt. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 66k nha. Cô tông sớ lên nền 1m, 2m, cái này được 2m7 ha. 2m7 này cô tông sớ lên nền họa tiết nốt nhạt ha. Họa tiết nốt nhạt 2m7 66k. Về mình may áo đầm, may áo kiểu, áo sơ mi hoặc là quần sọt, chân váy cũng được. Cái này không cần lót, em cho cô chị Trang Thu. Chị Trang Thu ơi, cho em xin số điện thoại ạ. Trời ơi, một động là nó không bọt mặt được. Bạc xin thêm một nơi bọt mặt gì mà được hề. Đang có bị rội, đang không nói. Chị Trang Thu cho em xin số điện thoại chị nha. Rồi lên giùm em mã này tiếp mấy chị nè. Mã màu xanh min nè. Mã màu xanh min. Cái này là thô cô tông thun mấy chị nha. Cái này là kéo xuống dọc này là không giãn nha. Nó giãn ngang mấy chị nha. Nó giãn ngang nè. Biên là đường này nha. Dọc xuống đường biên là không giãn. Nhưng mà nó giãn ngang rất là nhiều mấy chị. Giãn ngang nhiều lắm luôn á. Cái này là màu xanh min mấy chị nha. Màu xanh min có in chữ. In mấy chữ cái mấy chị. In mấy in bản chữ cái á. Nhưng mà nó ghép lại ngẫu. Ghép lại ngẫu nhiên nha mấy chị nha. Chứ cái này em thấy nó không có nghĩa. Khổ 1m45 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em nè. Thô cô tông thun mấy chị nha. Thô cô tông thun nè. Nó giãn ngang mấy chị nha. Giãn ngang. Giãn ngang theo biên nha. Giãn ngang theo biên màu xanh min. Màu xanh min. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã xanh min xanh kèm số mét. Mã xanh kèm số mét. Để em cắt 1,5 m xem thử nó bao nhiêu tiền ha. Này mấy chị phù hợp để mình lên nguyên bộ đồ bộ. Lên quần. Cái này lên quần lên áo đều được nha. Lên quần sọt chân váy cũng được luôn ha. Này mấy chị lên mẫu nào cũng được hết. Rồi cái này 2m nè. 2m59k mấy chị. 1m chưa được 30.000 nữa. Chị nào lấy thì comment giùm em, cái này là 2m là 59k nha. 2m 59k chốt của chị Tuyệt Nhi, Tuyệt Nhi nè. 2m 59k nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là 2m 59k nè. 2m 59k. Về may được quần, được áo, được chân váy, được quần sọt, được đầm rồi vậy luôn ha. Cái này may không cần lót nha. Các chị quên quân 1,5 m nè. Một cái biên em mới xả cái này đâu ta. Các chị quên quân 1,5 m. Chị Oanh 1,5 m. Bị ẩn tin nhắn rồi mấy chị ơi. Ủa chị Oanh chứ phải chị Quyên Quân hả? Chị Oanh. Chị Oanh có số điện thoại rồi đúng không? Dạ em thấy số điện thoại của chị Trang Thu rồi nè. Xém nữa cắt nhầm cho chị Quyên Quân luôn á. Cái số 2 lớp nó còn nhiều không ấy ơi.
Chị anh ơi, chị cho em xin số điện thoại lại, tại lỡ em sợ trùng, em sợ bị mấy bạn bị trùng tên á, bị trùng tên là gửi sai địa chỉ á mấy chị. Chị anh ơi, cho em xin lại số điện thoại với nha. Rồi cái này là 1,5 m nè, 42k. Còn chị nào lấy cái mã này nữa không mấy chị? Cái này mấy chị về may đồ bộ quần sọt rồi, dạ đẹp lắm mấy chị nha, giả ngang ha. Còn đồ bộ quần sọt, đồ bộ quần sọt chân váy rất là đẹp luôn. Dạ em chào chị Sơn Chi nè. Chị nào lấy cái màu xanh minh thì comment giùm em nha. Mã này chỉ có 2m là 49k, 2m là 59k thôi, 1m chưa được 30.000 nữa. Dạ em thấy số điện thoại của chị Oanh là em cảm ơn chị nha. Màu xanh minh, chữ họa tiết lời ghép ngẫu nhiên của bản chữ cái mấy chị nha. Màu xanh minh này cô tông thun giả ngang, biên ở đây ha, khổ 1,5 m. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã xanh minh kèm số mét nha. 2m là 49, 2m là 59.000, mét chưa được 30. Dạ shop em ở có hai cửa hàng ha. Một cái cửa hàng chính thì ở Phú Thọ Hòa, còn em thì livestream thì em ở địa điểm Bình Hưng Hòa nha. Bình Hưng Hòa tận Bình Tân. Cái này xanh minh có chị nào lấy nó thì comment giùm em là mã xanh minh kèm số mét nè. Mã xanh minh kèm số mét. Xanh minh kèm số mét nha. Em còn có mấy mét thôi nè. Còn mấy mét thôi mấy chị nha. Dạ tiền ship là ở Hồ Chí Minh mà ở quận á thì ship là 25k, còn nếu mà ship ở về các huyện hoặc là về tỉnh á thì là 35k đồng giá. Rồi chị nào mà mua ít hay nhiều gì, tại vì thường trên ký là đã 35.000 rồi. Rồi bao nhiêu thì shop em bù á, còn bao nhiêu thì em bù, vì vải nó nặng lắm mấy chị. Dạ em cắt 5m cho chị Mỹ Lộc nè. Dạ có luôn chị. Hôm nay em có cái hàng cô tông để lên cùng cho nam luôn á. Dạ 5m cho chị Mỹ Lộc kìa. chị nha, 144.000. Em còn có khoảng 1m thôi nè, chị nào lấy thì nhắn em nha. Có vải trơn may rèm cửa không? Dạ hiện tại em không có. Cái này em còn 1m6 nha, em còn 1m6. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 47.000 nha. 1m6 47k, màu xanh minh, họa tiết chữ ngẫu nhiên, khổ 1m5. 1m6 47k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 47 nha. 1m6 47k. Ừ. Hôm bữa đỡ ho rồi xong rồi mời chị lại rủ uống trà sữa nữa. Trà sữa nữa xong rồi bị nữa tới giờ luôn nè. Giờ là uống nước muối luôn, đâu uống trà sữa nữa đâu. Không có khúc nào lên nền thuần luôn, toàn là cô tông lên nền thôi à. Rồi cái này là hàng cô tông á chị này, hàng cô tông, hàng thô cô tông có giãn ha. Hàng thô cô tông có giãn nha. Sọc này sọc màu xanh ha, sọc màu xanh lá nhạt. Khổ 1m. Khổ 1m45 mấy chị nha, khổ 1m45. Thô cô tông. Thô cô tông có giãn ha, thô cô tông có giãn nè. Giãn dọc nha, thô cô tông có giãn. Họa tiết là màu, sọc này là sọc màu xanh minh đó mấy chị. Nền màu trắng sọc màu xanh minh nha. Nền màu trắng sọc màu xanh minh. 1m là dưới 30.000 mấy chị nha. 1m dưới 30k, tầm có 20 mấy ngàn thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em nè. 1m dưới 30.000 nha, thô cô tông có giãn nè. Đã lắm luôn á. Mình may phù hợp để mấy cái này dày dặn không cần lót nha. May quần, may áo, may đầm, may quần sọc, chân váy, áo nam cũng được. Áo sơ mi nam may cái này cũng được nha mấy chị nha. Quần sọc nam, quần sọc nữ đều được hết các chị. Nguyên 2m nè. Rồi, đang cắt. Rồi em cắt cho chị nguyên 2m nè. Thank you.
chị Thảo Đặng ha, à, chị Trúc Trinh Nguyễn một, dạ 2m này 59k nè, chị Nguyên Nguyên nè, không đủ mấy chị ơi, chắc tới chị Trúc Trinh Nguyễn là hết rồi nha, tới chị Trúc Trinh Nguyễn là em hết rồi, còn đúng một bách bảy chị Trúc Trinh Nguyễn lấy luôn nha chị nha, 50k chị Trúc Trinh Nguyễn nha. Rồi tới phiên cho em cái họa tiết này là cái màu trắng ha, cái này là giống như là màu trắng này nó hơi lam, màu trắng lam, cái này màu trắng gì ta, gọi là màu trắng gì ta, màu trắng khói á mấy chị, màu trắng khói nha, nó họa tiết là hình giống như là hình tứ giác hoặc hình hai ngọn núi ha, hoặc màu trắng khói họa tiết hai ngọn núi nè, cái này là thằng thô cô tông luôn nha, thô cô tông có giãn nha, cái này giãn ngang mấy chị nha, giãn ngang không có giãn dọc nha, giãn ngang này biên của em ở đây nè, cái này không giãn, cái ngang giãn nha, 1m là cũng dưới 30.000 nè, chị nào lấy thì comment giùm em, chị nào lấy thì comment giùm em là trắng khói kèm 6m nha, cái này màu là màu trắng khói, khổ 1m45 mấy chị nha, khổ 1m45, màu trắng khói ha, màu trắng khói nè, màu trắng khói họa tiết hình hai ngọn núi á, không hai hình tam giác kẹp lại mấy chị, họa tiết hai hình tam giác nha, chị nào lấy thì comment giùm em là trắng khói kèm 6m, trắng khói kèm 6m mấy chị nha, trắng khói kèm 6m là cái này 1m dưới 30.000 á, 1m tầm cỡ 29.500 á chị. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã trắng khói nha, mã nó trắng khói. Dạ chị Lê Xuân Chi, chị Lê Xuân Chi là cái comment này lâu rồi đúng không ta? Cái vải của em mang là vải trượt đó chị. Dạ cách cho chị Quân Dung là 1m2 chấm khói nè. Chị Tuyệt Nhi 1m5. Chị Thương Trần 1m2. Dạ 1m2 cái này là 35k nè. Dạ 1m5 nè. 1m5 44.000, 42.000. 1m2 cho chị Thương Trần nè. Chị Thương Trần 1m2 là 32k. Dạ em còn một khúc này chị nào lấy không à? Cái này em còn 1m1 nữa ha, 1m15. Em còn 1m15. 31.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 31 nha, gần 1m2 á, 1m15 nha. 31k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 31 nha, mã 31 màu trắng khói. Mã 31. Dạ không chị, cái này là em may lâu lắm rồi. Cái này 31k này, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 31 1m15 nha, 1m15. Thô cô tông khổ 1m45 có giãn ha. Cái này mấy chị về may quần, may áo, quần sọt, chân váy hoặc là gì cũng được ha. Cái hàng này ứng dụng đa dạng lắm. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 1m15, 31.000 nha. 31.000 màu trắng khói là hết rồi mấy chị. Qua mẫu khác nè. Con nguyên bá kia, mà lấy đó. Dạ mã này là 110 caro nè, dạ 31k em chốt cho chị Phụ Nguyễn Thị. Mã này là 130 kèm 6m giúp em nha, caro màu vàng mấy chị nha. Caro màu vàng có giãn này ha. Về mình lên vest, lên quần, lên đồ bộ gì cũng đẹp mấy chị nha. Cái hàng này mấy chị lên quần mà dạng giống quần tây rồi vậy cũng được, hoặc là chân váy quần sọt thì rất là đẹp ha. Chân váy quần sọt hoặc áo vest, hoặc là set cả quần cả áo, quả chân váy cả áo rất là xinh luôn. Mã 130 kèm 6m giúp em nè. 130 các anh chị liên kim 1m5. 130 chứ không phải 110 chị nha. Các chị liên kim 1m5 nè.
Dạ 1,5m là 44k nè. Đó xin ai? Chị Maria Hạnh 1,5m. Cái này em nhờ chị nào lấy hết được không? Tại em còn có 2m3 thôi. Nó cắt 1,5m thì còn 8 tấc thì không được ha. Chị Maria Hạnh có lấy hết không chị? Em thấy số điện thoại của chị Phượng Nguyễn Thị rồi nè. Dạ. Cái này em còn là 65k, chị nào lấy thì lấy hết giùm em nè. Chị Maria Hạnh lấy nha, 65k 2,3m nha. Có 5k. Chị Maria Hạnh nè. Rồi mã này là 223k màu trắng nè mấy chị nè. Màu trắng kem nha. 223k. Họa tiết này là chữ chỗ diêu lớp ha. Diêu lớp. 223k. Mã này lên giùm em là mã chữ đi. Mã chữ trắng kèm số mét nha. Chữ trắng kèm số mét. Để em cắt cái này cho chị nào cần phối thì em tặng. Mã chữ kèm số mét mấy chị nha. 1 mét tầm cỡ 30.000 đổ lại thôi mấy chị. 30.000 đổ lại 1 mét nha. Dạ mấy chị Nguyễn Chi, mã 65 em hết rồi nha. Cái này mã chữ chị nào lấy thì comment giùm em nè. Dưới 35.000, dưới 30.000 1 mét thôi mấy chị nè. Dưới 35.000 1 mét. Chữ này là chữ diêu lớp ha, chữ diêu lớp rất là dễ thương luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em nè. Cái này là 1 mét. À, khung nguyên khúc này 1 mét là tầm cỡ 30.000 trở xuống ha. Dạ chị Lê Son Chi, em hiện tại em không có vải trượt ha. Em không có vải trượt. 1 mét chị ra ngoài mua khoảng cỡ 50 mấy ngàn á chị. 1 mét chị mua tầm cỡ 50 mấy ngàn. Cái này chắc này mấy chị về may áo sơ mi nam được nha. Hoặc là mình may quần, may vest, mà chân váy đồ cũng được mấy chị nha. Cái vạ mẫu này nè, mình may cái gì cũng được hết. Tại hàng cô Tâm ứng dụng của nó thì đa dạng lắm. Hàng cô Tâm ứng dụng rất là đa dạng ha. Khổ em coi khổ bao nhiêu. Khổ 1,5m mấy chị nha. Dạ khổ 1,5m nha. Chị nào lấy thì comment giùm em nè. Về may sơ mi nam, quần sọt, hoặc là mấy chị về may đầm, may chân váy cũng được ha. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Để em đo thử 1,5m bao nhiêu tiền. Dạ cái này là 1,5m, cái này là 48k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 48 nha. 1,5m là 48k. 1,5m 48k nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 48,5m nè. 48k 1,5m. Rồi em cắt chữ cho chị Thảo Đặng 2m nè. Dạ 48 em chốt cho chị Maria Hạnh nè. 2m cho chị Thảo Đặng nè. Dạ để em có 1,5m cho chị Trang Dương nha. Dạ 2m của chị Thảo Đặng 65.000. 1,5m của chị Trang Dương 48. Chị Dâu Lê 1,8m, để em biết đủ không á chị ơi. Để em coi không biết đủ không nha. Chị Dâu Lê cho em xin số điện thoại nha chị nha. Hàng này rất là ok mấy chị. Lên áo sơ mi nam, quần sọt nam, được hết mấy chị nha. 1,5m 48 cho chị Trang Dương nè. Chị Dâu Lê chị nhắn giùm em xin số nha chị nha. Chị cho em xin số điện thoại nè. Của chị cái này được 1m. Còn có 1,2m thôi chị ơi. Còn 1,2m thôi. Nếu chị lấy thì comment giùm em là 39k 1,2m nha. 39k 1,2m. Chị Dâu Lê nếu có may thì comment giùm em là mã 39 còn 1,2m thôi. 1,2m 39k nha chị nha. Chị Dâu Lê, chị may có đủ không chị? Nếu may đủ thì comment giùm em là mã 39 nha. 1,2
39. Nếu chị không lấy thì em chốt cho chị Gia Bảo nè. Chị Nguyễn Lượng ơi, mình comment sau á. Rồi lên giùm em cái này là hàng linen cô sớ cô, linen cô tông nha mấy chị nha. Dạ, giờ chị chọn khúc khác giùm em nha. Linen sớ cô tông mấy chị nè, linen cô tông màu hồng nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là sập hồng kèm số mét nha, sập hồng kèm số mét. Hồi nãy em lên là sập cam, sập xanh, rồi cái này là sập hồng nha. 1 mét em nhớ là 25.000 á, 24.900 đồng. Cái này em nhớ 1 mét là 24.900 đồng là 25.000, em cắt dư một chút tính 25.000 mét. Linen sớ cô tông mấy chị nha. Hàng linen pha sợi cô tông á, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là sập hồng nha mấy chị nha. Sập hồng tính ra 1 mét là tầm cỡ 24.900 là khoảng 25.000 ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là sập hồng nè mấy chị nè, lên đơn giùm em sập hồng nè. Hàng sớ cô, hàng linen sớ cô tông pha cô tông á mấy chị. Cái này lên lên đồ sang lắm mấy chị nha. Lên áo, lên quần, lên chân váy đều được nha. Kẹp chị Phượng Nguyễn Thị hôm nay chắc em không có lên cô tông kịp với chị. Chị dâu lên 1m8 nè, chị anh 1m5 ha. Chị Miên Nguyễn 1m2, chị Tuyết Thị 1-2m. Chị Nguyễn Lệ 1m2, rồi em nhận đơn tới đó đã nha mấy chị nha. Này 1m5 nè. 44. 1m2, 1m2, 2m đúng không mấy bạn? 1m8 có chưa? Rồi 1m8 nè. Cái đó là 1m5, à 1m8 á, 1m8. Cái này 1m8 44 nè. Thì dư cắt 1m5. 1m5 của chị nào để đọc chốt trên like. 1m5 của chị Oanh Anh nè. Đó, chị đọc xong rồi vì giờ còn hơi hôi đấy, hơi ghi một kịp. Máy sẽ ấp một chỗ. 37.000 1m5 của chị Oanh Anh. 2m của chị Tuyệt Nhi nha. Cái này chị Tuyệt Nhi chị lấy giùm em luôn, cái khúc này là 2m4 nha. Tại còn 2m4 không có cắt được đó chị. Dạ 2m4 cái này là 63.000, em tính 60.000 thôi ha. 2m4 60k. Lên giùm em cái này là hàng cô tông cầu bông mấy chị nha, hàng cô tông cầu bông. Đổ giống này đi chị. Mà dịnh cho hết rồi. Hàng cô tông cầu bông mấy chị nha, mã này là 122k nè. Hàng cô tông cầu bông hay một số chị còn gọi là hàng linen cào á mấy chị, linen cào bông á. Cái này về mùa đông á thì em thấy mấy cái chị ở một khu vực miền Bắc hoặc là khu vực miền Tây Nguyên á thì nó rất là ấm ha. Thì rất là ấm luôn. Cái này mình có thể lên ứng dụng đa dạng, lên đồ bộ. Lên đồ bộ, đồ pyjama, quần sọt, chân váy hay là mình lên áo đồ cũng đẹp mấy chị nha. Cái này mình lên áo, áo nam áo nữ cũng rất là sang nè. Cái này là họa tiết cái gạch nối thôi ha, họa tiết gạch nối thôi. Màu xám ha. Cái này là màu xám, họa tiết gạch nối. Hàng này hàng linen cào bông mấy chị nha, linen cào bông. Lớp trên là cào bông giống như là lớp nhung mấy chị nha, cào bông mềm giống như nhung nè. Em cân là 130.000 một ký ha. Chị nào lấy thì comment giùm em linen cào bông kèm số mét. Lấy giùm em mã xám kèm số mét đi mấy chị ơi. Mã này màu màu này giống như là màu màu be xám ha. 10 mét chị trên phải, em sợ không đủ chị, cái này không đủ. Cái này có ngắn lắm chị. Cái này 122.000 à. 122.000 tầm có hơn 3 mét thôi ha. 1 mét nè. 2 3. Cái này khoảng 3m6, 3m5 thôi ha, 3m5. Em cắt cho chị Kim Loan 1m5 nè. Em bút chị Trinh Phạm dùng để em để gửi những cái mẫu dài nè. 1m5 cho chị Kim Loan. In bút chị Trinh Phạm dùng chị nha Liên. Chat trên group dùm chị để ngày mai còn liên hệ thôi quên. Dạ chị Trinh Phạm ơi, chị mua số lượng nhiều thì em sẽ inbox cho chị một số mẫu là hàng cây số lượng nhiều bên em nha. Dạ 1m5 của chị Trinh Phạm, chủ của chị Kim Loan nè, tới chị Nguyễn Vân là 1m5 nè. 1m5 53.000 nha. Hàng này hàng linen cào bông nha. Tới 1m5 của chị Nguyên Vân. Chị Vi á. Chị Vi ơi còn 2m lấy giùm em luôn nha, không cắt được luôn á. Không cắt được luôn. Em đọc comment của chị Trinh Phạm Trinh Phan sau rồi nên em không có quên, em đọc sau nên em gỡ cắt rồi chị.
Dạ còn 2 mét này là 72k em để cho chị Nguyễn, chị Nguyên Vân, chị Vi, Nguyễn Nguyên Vân á là 70 ngàn nha. 70 ngàn nha. Lên giùm em là cái này là hàng cotton linen mấy chị nè. Cái hàng này là hàng linen sợi cotton đó mấy chị, linen pha cotton. Hàng này đẹp lắm mấy chị nha. Màu trắng, màu trắng có hình mặt trăng với trái tim ha. Linen cotton nha. Mã này là mã 88.000, chị nào lấy thì comment giùm em là 88k thôi nè. Mã 88k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 88k nha, lên đồng hoặc là lên 88k mấy chị nè. Lên nền sớt cotton. À lên nền cotton. Cắt cho chị Quyên Quân 1,5 m. Cái này là lên nền pha cotton nha. Chị Quyên Quân 1,5 m nè. Cho chị Nguyễn Lượng 1,2 m. Một mét rưỡi 36. Rồi tới được chị Nguyễn Lượm thôi mấy chị nha. Cái này còn 2,1 m chị lấy giùm em nha. Tại vì không có cắt được á, cắt 1,2 m nên nó lẻ lắm. Cái này là 53.000 chị lấy giùm em nha. Hàng này là hàng cotton mấy chị nè, hàng cotton. 96k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 96 nha. Này bị rách khúc này rồi. 96k để em xé khúc này em bỏ đó. Em xé khúc này để em cân lại lấy cái mã khác mấy chị nha. Mã này 97k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 97k nè. 97k họa tiết beo màu tím ha, hàng cotton 100% luôn mấy chị nè. Hàng cotton 100%, khổ 1,5 m nha mấy chị nha, khổ 1,5 m ha. Khổ 1,5 m 97k, 1 m nè. 2 m, 3 m, 4 m hơn mấy chị nha. 4 m hơn 97k. Chốt cho chị Kim Loan 1,5 m nè. 4 m hơn thôi mấy chị nha, cho chị Kim Loan 1,5 m là em còn 2,5 m thôi. Hàng này là cotton 100%, rất là mát mấy chị nha. Lên đầm, lên nội bộ, lên cái gì cũng được hết. Mang siêu mát luôn á, 35.000 nè. 1,5 m chỉ có 35.000. Và 2,5 m em để chị Gia Bảo nha. Này hơn 2,5 m một xíu. 65k chị nha. Chị Gia Bảo 65 hết. Màu xanh ngọc mấy chị ơi. Thôi cotton màu xanh ngọc nè. Lên giùm em mã xanh ngọc mấy chị ơi. Mã xanh ngọc. Hàng cotton nha mấy chị nha, cái này hàng cotton ha. Hàng cotton. Mã xanh ngọc nha, chị nào lấy thì comment giùm em là mã xanh ngọc nha. Cho chị sọc may áo sơ mi nam đi, chị chạy chốt không kịp, chị anh hỏi là sọc sơ mi nam. Ở trong này giờ em chỉ còn cái sọc màu xanh thôi, chị lấy được không? Cái này khổ 1,5 m mấy chị nha. Khổ 1,5 m màu xanh ngọc này, cái này em có hai màu xanh ngọc với màu xanh dương. Em có hai cái vải pho hình chị lấy, chị anh lấy sọc hay là lấy sọc hay là lấy họa tiết cái mỏ neo cũng đẹp nè. Để lát mà em lấy cái mỏ neo cho chị nha, hoặc là lấy sọc thì em còn sọc trắng với sọc màu xanh min thôi. Sọc màu trắng cam với sọc màu xanh min. Để em lấy chị khúc lên nền màu sọc màu trắng cam cũng đẹp lắm nè. Rồi cái này nha, lên giùm em là mã màu xanh ngọc đi mấy chị ơi, mã màu xanh ngọc nè. Cái này là khổ 1,5 m ha, thôi cotton 100% nè. Mình lên đồng hoặc lên chân váy quần sọc gì cũng đẹp. Cái này mấy chị lên áo nam cũng được nha, màu xanh ngọc nha. Màu xanh ngọc, chị nào lấy thì comment giùm em là mã xanh ngọc nha. 1 m. Em cắt 1,5 m thử nè. Để em cắt 2 m thử bao nhiêu tiền mấy chị nha. Màu xanh ngọc mấy chị nha. Cái này có giãn mấy chị nha. Cái này có giãn nè.
lên quần lên áo, chân váy quần sọt gì cũng được hết. 2 mét mà có 53 ngàn thôi nè, 1 mét chỉ có 20 mấy ngàn thôi mấy chị. 2 mét 53 ngàn nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 2 mét 53k nè. 2 mét 53k. Cái này là hàng cotton 100% rất là mát mấy chị nha. 2 mét 53k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 53. Nhà các anh chị trang vô 1 mét rưỡi ha. Cái này là 2 mét 53k, chị nào lấy thì comment cho em nha. Có phải tôn mấy cháu bé không? Dạ em không có chị, hôm nay không có cái tôn luôn á. Không có tôn luôn á. Chị trang vô 1 mét rưỡi nè. Các anh chị Nguyễn Chi 3 mét rưỡi à. Dạ chị Nguyễn Chi cho em số điện thoại nha. 39 ngàn 1 mét rưỡi của chị Trang Dương nè. Áo sơ mi nam 1 mét rưỡi hay 2 mét vậy? Áo sơ mi nam tay da 1 rưỡi, tay ngắn 1 3. Chị Nguyễn Chi ơi, cái này em còn hơn 4 mét chị lấy luôn nha. Tại vì cắt 3 mét rưỡi này nó còn lỡ, nó bị lỡ ra không có đẻ được. Dạ cái này của chị là 116k, anh tính chị 100 ngàn, 116k anh tính chị 110 thôi nha. 116 giảm còn 110 chị Nguyễn Chi, để chị lấy hết khúc đó. Rồi khúc này em còn 2 mét nè. Em còn 2 mét 53k, chị nào lấy thì comment như em là mã 53 cô tông 100% nha mấy chị. Khổ 1 mét rưỡi, cô tông 100%. 2 mét 53 ngàn thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 53 này ha. Mã 53 màu xanh ngọc mấy chị nè. Mã 53 màu xanh ngọc 2 mét 53 ngàn nha. Khổ 1 mét rưỡi. Mã này mấy chị lên sơ mi hoặc là đầm hoặc là quần sọt hoặc chân váy đều đẹp đó mấy chị. 2 mét ha. Áo sơ mi nam chị Oanh Anh lấy mấy mét nè. Cái này là hàng linen cotton nha. Cái số nè mấy chị nè. Số nè, số lên nền á. Hàng cô tông số lên nền rất là đẹp luôn. Hàng cô tông số lên nền nha. Thấy được cái số nó không ta? Đó. Cô tông số lên nền. Họa tiết là đường sọc đứt quãng nha, họa tiết sọc đứt quãng nha. 1 mét là tầm cỡ 25.000 mấy chị, 1 mét là 25.000 á. 24.900 thôi mấy chị nè. 24.900 thôi. Cái chị Oanh Oanh là chị Oanh Oanh mà cắt là 1m8 đúng không? Sơ mi nam là 1m8 đúng không? Cái sọc này xinh lắm luôn á, lên nam lên nữ đều được mấy chị nha. Lên quần sọt, chân váy hoặc là mình lên đồ bộ đồ cũng được nha mấy chị ha. Cái này mấy chị lên đồ bộ đồ cũng được nha. Lên pyjama đồ rất là sang. Lỡ cắt 1m8 rồi. Lỡ cắt 1m8 rồi chị nha. Mã này là 43k lấy 41.000 thôi. Lỡ cắt 1m8 rồi. Rồi cái này em còn một ít nè, chị nào lấy cái này về may sơ mi nè. Hàng này là hàng cotton sới lên nền nha. 1m. Nó mát lắm mấy chị, mát lắm luôn á. Em còn 2m2 thôi ha. Em còn 2m15 nè. Chị nào lấy thì comment giúp em nè, 2m15 nè. Còn mỗi một khúc này thôi. Mã này là 52k. Để em cắt khúc này đi cho em tỉ cho em đẹp. Còn khoảng 2m thôi ha. Em tỉ khúc này là còn khoảng 2m hơn một xíu thôi. 2m hơn một xíu nha. Dạ 2m hơn một xíu là 49.000 nè. Chị nào lấy thì comment giúp em là mã này 49 nè. Mã này 49 nha. 49.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 49. Dạ em chốt cô chị Mỹ Lê đô thị này 49k. Lấy giùm em sọc màu xanh dương mấy chị nha. Dạ sọc màu xanh dương này mã 117k. Chị Kim Lai cái mã đó hết rồi. 117k kèm số mét giúp em ha. 117k kèm số mét. 1 mét tầm 20 mấy ngàn thôi nha. 117k kèm số mét màu xanh dương nè. Màu xanh dương 117k màu kèm số mét. Cái này mình lên áo sơ mi nam nữ đều được mấy chị nha. Áo sơ mi nam nữ, quần sọt nam nữ cũng được luôn ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 117 kèm số mét. Này là có giãn nha, có giãn nhẹ nha. Em cắt 2 mét cho chị Tuyết Nhi, Tuyết Thi, Tuyệt Nhi, Tuyệt Nhi nè. Dạ chị Nguyễn Kim ơi, hôm nay em không có lên thô thiêu nha. Lên không kịp với chị.
tại lên thôi thiêu là em phải soạn vải ra, mà giờ hàng ở phía sau nó chất cao lắm. Dạ xanh cho chị vô lê 2 mét nữa ha. Dạ chị Tuyệt Nhiên Tuyệt Ly, cái này là 2 mét là 55k nè. Cho chị dâu lê 2 mét nữa nè. 1 mét. Chị dâu lê chị lấy giùm em cái này luôn nha. Tại nó có 2 mét 2 thôi à. 2 mét 2 thôi. Giờ cắt không được luôn á. Dạ cái này là 59k lấy 50... 59k hay lấy 55 cũng được ha. Lấy 55 cho chị giao lê luôn. Rồi lên giùm em cái này để mấy chị lên áo sơ mi nam, cái này đẹp lắm luôn. Này là vải pho ha. Nguyên cái cây này tao đùng luôn nè. Cây này tao đùng luôn, chị mấy chị cắt bao nhiêu em cũng cắt được hết ha. Vải pho mấy chị nha, vải pho lên sơ mi nam tuyệt vời luôn mấy chị nè. Đây vải này, vải này là nhà của em, là cậu của em là chuyên may vest ha, mấy cậu của em là và một số cậu khác thì chuyên bán vải, và mấy cậu rất là thích lên áo sơ mi bằng cái vải này, lên rất là đứng form luôn, siêu đẹp luôn. Hình mỏ neo nè, hình mỏ neo, màu này là màu xám chuột ha, màu ghi á mấy chị, màu ghi lên rất là sang, lên siêu sang luôn á. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Mãi này là tính ra 1 mét là cũng chưa được 30 ngàn đâu. Rồi chị nào lấy thì lấy cái này về may áo sơ mi nam, rất là sang và đẹp nè. Cái màu này rất là sang và đẹp, em nói thật luôn á. Màu ghi này lên sang và đẹp lắm luôn nha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là họa tiết nè mấy chị nè. Vải pho ha. Vải pho màu ghi. Vải pho màu ghi đậm ha. Màu ghi đậm. Dạ em cảm ơn chị Ngọc Tuyết à. Dạ vải pho màu. Dạ không nóng chị nha. Vải này không đóng nha chị Trang Thu nha. Tại vì nhà bên em là nguyên dòng họ là rất là nhiều người làm vải. Đây vải pho này chị nè. Đây là em trai em Chỉnh nè. Đang mang vải pho nè mấy chị nè. Đây là vải pho ha. Không có bị nóng nha mấy chị nha. Không nóng và rất là sang luôn. Siêu sang luôn á. Và cái họa tiết mỏ neo này cậu của em cũng có lấy một mớ về. Nói chung là cậu nào cũng có hàng mỏ neo hết. Cắt 5 mét cho chị Trinh Phan nè. Chị Bùi Hoàng, chị Trần Kiều Nương là 4 mét. Chị Bùi Hoàng Dung lấy mấy mét? Lấy em không? Chị Bùi Hoàng Dung lấy em không? 2 mét nè. 3 mét. 4 mét. Trời ơi, sổ dùng đi chàng trai ơi. Này xé được không? Được, được. Chị Jack Cova 1 mét rưỡi, chị Hà My 2 mét 4, chị My Nguyễn 3 mét, chị Kim Lan 5 mét, chị Trang Thu 2 mét 2. Chắc tới đó là hết rồi mấy chị nha. Hai áo người lớn, một trẻ nhỏ. Còn. Là bao nhiêu mét hả chị Dương Thị Cúc? À, chị Bùi Hoàng Dung, hai áo người lớn, một trẻ nhỏ là bao nhiêu? Áo người lớn là 1 mét 7, cộng 1 mét rưỡi là 3 mét 2, cộng 2 mét em bé là 2 mét nữa là 4 mét, 2, 5 mét đi ha. 1 mét nè. 2 mét nè. 3 nè. 4. 5. Dạ 5 mét cho chị Trinh Phan nè. Rồi, 4 mét cho chị nào? Tiếp theo chị Kim Phan á. Chị Kim Phan là 5 mét em cắt rồi, chị Kim Phan, Trinh Phan. Đầu tiên luôn, đầu tiên luôn, sai rồi mấy bạn. Chị Trinh Phan 5 mét là bắt đầu đi xuống. Trinh Phan 5 mét. Mấy mét? 4 mét chị Trần Kiều Nương. Ô 5 mét để chị cân cái đã nè, đưa 5 mét cái khúc đó chưa cân. Hả? Đúng rồi, từ đó đúng rồi đó. Chị Trinh Phan xuống rồi, chị Trần Kiều Nương là đúng tin nhắn rồi đó. Dạ 5 mét là 136k. 4 mét của chị Trần Kiều Nương nè. Là 110k. 5 mét cho chị Bùi Hoàng Dung là 156 nha. Dạ 4 mét cho chị Trần Kiều Nương em cắt rồi, 5 mét cho chị Trinh Phan em cắt rồi ha. Giờ tới 5 mét cho chị Bùi Hoàng Dung. À một lớn một nhỏ hả chị? Từ từ khoan. À, em xé 5 mét để đó đó nha. Thôi lát nữa hết. 3 mét cho chị Thủy Lê Đô Thị nè. 5 mét là 156k đó. Mày định sao lên?
3 mét cho chị Mỹ Lê đô thị là 93.000. 1 mét rưỡi cho chị Jackova. Rồi sợ không đủ mấy chị nha. 1 mét rưỡi cho chị Jackova nè. Rồi 1 mét rưỡi cho chị Jackova là 46.000. Chị Nguyễn Vân lấy 3 mét kìa. Không đủ rồi chị ơi. Rồi hết rồi mấy chị nha. Tới chị My Nguyễn 3 mét. Không biết còn không. Đang họ tiết khác rồi. Còn là 2m4 nha. Còn 2m4 là chị hồi nãy chị My Nguyễn. Chị My Nguyễn lấy 3 mét đúng không? Giờ lấy 2m4 giúp em nha. Hết rồi mấy chị ơi. 2m4 là 75k nha. 75, ủa đó 2m4 hả? Ừ. 2m4. Có lộn không vậy? 24 con này giùm nha. 24 cái này của chị có 67.000 nha. Dạ hết rồi chị, tới chị My Nguyễn là hết rồi nha mấy chị nha. Lên giùm em cái linen cô tông tam giác đi mấy chị, màu xanh nè. Linen cô tông tam giác khúc này cũng khá là dài. Tại vì khúc đó tuy là dài nhưng mà mấy chị cắt dài á. À chị My Nguyễn không có lấy 2m4 của chị My Nguyễn là may không đủ hai áo. Vậy để hướng cho chị tiếp theo là chị nào nè. Sau chị hả? Hả? Chị Kim La ơi, 5m không đủ, giờ em có 2m4 67.000 chị lấy được không? Cái khúc 5m của hai một áo như là ngắn hai áo bẻ là chị được, ok 5m đó. Chị My Nguyễn ơi, vậy thì em không có lấy khúc đó cho chị nha. Thôi khúc đó cho chị nha. Chị Kim La ơi, em có cái cần này 2m4 thôi. Chị lấy thì chị nhắn giùm em là 67k nha. Rồi chị Bùi Hoàng Dung ơi, khúc của chị dạ của chị là comment sau á chị Vân à. Chị Vy à, chị comment sau á. Chị Bùi Hoàng Dung hồi nãy em cắt cho chị 5m á, là chị tính ra bao nhiêu mét để em tính là còn dư mấy mét nè. Tại vì có nhiều chị đang cần á. Chị Bùi Hoàng Dung ơi, dư bao nhiêu, chị cần bao nhiêu mét thì chị nói em cắt cái khúc 5m đó ra nha, tại khúc đó đang bị trôi á. Chị Kim Lai còn 2m4 chị không lấy thì mấy bạn chốt tiếp cho. Dạ ok chị Kim Lai, em chốt cho chị mã 67 nha. Chị Bùi Hoàng Dung ơi, chị có dư bao nhiêu mét thì rồi chị Hoàng Bùi Hoàng Dung lấy hết 5m. Rồi cắt 2m là cho chị Kim Loan nè. 5m nó cân lại xem nó có bị lệch không. Sợ hồi nãy cân sai á. Hồi nãy cân bị nhẹ xuống. Đúng chưa? 1 m. Rồi 2m, 5m là có 138.000 thôi nha. Để em sẽ note lại. Mấy chị Trinh Phan ban đầu 5m là chỉ có 138k thôi, rồi từ đó cắt cân lên cho mấy chị hết nha. Cân hết cái mỏ neo lại hết đi. Thôi coi chừng bị sai của mấy chị đó. Dạ 2m cho chị Kim Loan nè. Họa tiết nền màu xanh da trời tam giác màu xanh mấy chị nha. Do bây giờ là nó bị nhảy tin nhắn lên là em không có thấy được á, nên rất là nhiều chị giận em luôn á. Dạ cái này 2m cho chị Kim Loan là 57k nè. Rồi 2m cho chị Tuyệt Nhi cũng là 57.000 nè. Tụi em thấy lộn xộn quá, cũng điều chỉnh với nhau mà tới mức căng thẳng luôn á mấy chị, tại sợ bị sai á. Rồi giờ mấy bạn cũng rất là căng thẳng với em luôn. Rồi xong, một vết cắt đi vào lòng đất luôn mấy chị ơi. Cắt 2m xong còn dư nửa mét không biết làm gì luôn á. Dạ vải này là vải linen sắc cô tông, có thun có giãn nha. 57k cho chị Tuyệt Nhi luôn nè. Rồi em còn cái này mấy chị. Cái này em còn được gần 1m2 ha. Chị nào lấy về may áo thì comment giùm em là mã này. 35.000 mấy chị nha. 35.000 1m2 nè. Vải linen sắc cô tông, họa tiết màu xanh dương. Màu xanh dương, họa tiết tam giác màu xanh lá ha. 32k. 35k 1m2. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 35. Em chốt cho chị Nhiên Nguyễn. Thấy khúc đó mấy chị nha. Lên giúp em màu xám này. Hàng cô tông 100% nè. Chị Trinh Phan, chị Hoa Nguyễn ơi, khúc đó em hết nha. Mã 135.000 nè, cô tông 100% mấy chị nha. Cô tông 100%, cái này là nhẹ lắm ha. Cái hàng này rất là nhẹ luôn, 1m chắc chưa được 25.000 đâu nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là sọc xám kèm theo số mét nha. Sọc xám kèm số mét giúp em. 1m. Khổ 1m45 nha. Cái này khổ 1m45 nè.
chị nào lấy thì comment giùm em là sọc xám ha, sọc xám kèm số mét. Cái màu này mình lên pyjama sang lắm nha. Em cắt cho chị dâu lê 2m nè, cắt cho chị Dương Thị Cúc 3m là 5m rồi đó, chắc không đủ mấy chị. Thêm một chị nữa thôi là bứt luôn rồi đó. Hết hết rồi mấy chị, hết cái dây này rồi. Dạ 2m cho chị dâu lê nè. À, xám đúng không? Rồi em nhận tới chị Nhi Nguyễn thôi nha. Em nhận tới chị Duyên Nguyễn là hết cái này rồi mấy chị nha. Rồi 2m của chị dâu lê nè. 39k. 3m của chị Dương Thị Cúc nè. Một mét. Hai mét. Hai mét là có 39.000 là tính ra. Mét chưa được 20 đúng không chị? Cái này là nhẹ lắm luôn á. Dạ em sợ còn ít đó chị Trinh. Em sợ còn ít nó không đủ cho chị á. Rồi 3m là 57.000 nè. Của chị Dương Thị Cúc nè. Cái này chắc chị còn đủ cho chị Nhiên Phạm thôi mấy chị. Chị Nhiên Nguyễn thôi. Cái này chắc chị còn đủ cho chị Nhiên Nguyễn thôi chị Trinh ơi. 1m nè. Còn 2m hơn á. Còn 2m hơn một xíu nha chị nha. Em là chính 2m hơn một xíu, cái này là 40.000 nha chị nha, 40.000 nè. Cái này là giống vải đuổi quá vậy. Đuổi cô tông hả? Mấy chị ơi, cái này em thấy cái sớ của nó giống như vải đuổi, nhưng mà đây là hàng này là hàng cô tông nha. Em biết gọi cái này là cái gì hết. Mà cái sớ của nó giống như là hàng đuổi nhăn á. Nhưng mà cái này nó đanh hơn nha, nó đanh hơn, nó không có rũ bằng cái kia. Mà cái này nó là hàng cô tông 100%, mà cái hạt của nó mấy chị, nó hạt của nó là giống như đuổi nha. Màu này là màu kem nè, màu này là màu kem. Họa tiết đám mây ha. Màu kem họa tiết đám mây, chị nào lấy thì comment giùm em là mã đám mây kèm số mét nha. Mã đám mây kèm số mét. Dạ ba em của chị Dương thì cúc là đủ 3 mét á, khổ 1,5 m là đủ, khổ 1,45 m hay 1,5 m đó, hồi nãy mới đo là đủ bộ chị nha. 3 mét là ok luôn á chị. Rồi cái này là khổ 1,5 m nè. Màu trắng kem này, họa tiết đám mây nè, màu trắng kem họa tiết đám mây. Cái này mấy chị may đồ bộ cũng được nha. Cái này mấy chị may pyjama đồ bộ cũng rất là đẹp luôn, vì hàng nó rất là rũ đẹp có giãn nữa. Dạ em cắt cho chị Trinh Phan 5m này ha. Chị Trinh Phan này 5m nè. 1m. Để em đo thử có đủ chị Trinh Phan không rồi em nhận tiếp đơn mấy chị nha. 3 nè. 4. 5 nè. 1m nó dưới 30.000 mấy chị, cái hàng này đẹp lắm. Về mấy chị may đồ bộ, may pyjama quần tây hay là mình may đầm may áo gì cũng được nha. Mà hàng này mình may áo sơ mi nam cũng được mấy chị à. Hàng này mấy chị may áo sơ mi nam cũng rất là đẹp luôn á. Dạ 3m, 5m của chị là 132.000 nè. Để em coi còn cái này mấy mét. Cho chị Nguyễn Lượng 1m3 nha. Rồi 1m3 của chị Nguyễn Lượm này, cho chị Nhiên Nguyễn 1m2 nè, tới chị Nhiên Nguyễn đã nha mấy chị nha. Sợ không đủ. Dạ 1m3 35.000. Cho chị Lượm nè. Chị Nhiên Nguyễn 1m2. Rồi thêm một chị nữa mấy chị ơi, thêm một chị nữa đi. Tại cái này còn ha, thêm một chị nữa giúp em. 1m có 20 mấy ngàn thôi nè. Hàng đám mây mấy chị nha, cái này là cô tông á, về mấy chị may áo, may đồ bộ gì cũng được mấy chị nha. May pyjama quần tây gì cũng được hết á. Cái này mấy chị may, em thấy may đa dạng lắm, đẹp. 32.000 cho chị Nhiên Nguyễn nha, rồi cho chị Hà My ha. Rồi chị Hà My là hết rồi mấy chị nha, đủ cho chị Hà My thôi. Một mét. Hai mét. Dạ 3m.
Chị Hà My ơi, chị Hà My lấy 2m4 á. Nhưng mà cái này em còn 3m6. Nếu 2m4 cắt ra nó lỡ cỡ nên chị lấy cái này giùm em luôn nha. Từ từ, 3m4 mà cái này 2m4 mà cắt ra như còn hơn 1m là đủ cho chị Nguyễn Chi mà đúng không? Cho em sờ xíu đo lại coi. 1m. 2m. Rồi 2m4 em còn lại 1m2 cho chị Nguyễn Chi nha. Chị Nguyễn Chi chị lấy 1m2 nha chị nha. Rồi 2m4 của chị Hà My nè. 2m4 của chị Hà My là 63k. Cái này là 1m2 của chị Nguyễn Chi. 29.000, em lấy chị 27.000 thôi nha. Tại vì nó bị dính một cái rút dơ nên cái chỗ đầu biên á một xíu thôi. 27k cho chị Nguyễn Chi. À chị 3m hả? Xả chị khúc 1m2 đi. Em còn 1m2 thôi. Em còn 1m2 là hết nha. Và 1m2 29k em giảm còn 27.000 này, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 27 nha. 1m2 29k giảm còn 27. Giảm là vì cái đầu gốc cuốn á mấy chị, nó bị dính một cái miếng dơ ở đây về, nó dính bụi thôi mình giặt là ra nha. Và chị Dâu Lê ơi, địa chỉ của em ở quận Bình Tân nha. Em chốt cho chị Nguyễn Lượng mã 27 nè. Lên giúp em cái mã linen cô tông nha. Và lấy khúc khác đi chị ơi, chị chính Phan ơi, em sorry chị nha, chị lấy khúc khác giùm em nha. Dạ em không có lấy cho chị Nguyễn Chi do không đủ nên chị chọn khúc khác giùm em nha. Dạ hàng linen màu xanh min nè. Mã 132. Mã 132 để em cắt cái này ra ha. 132 nếu cắt cái này ra chắc còn 130.000 á. Đây là xanh min họa tiết Đức nè mấy chị nè. Họa tiết Đức nè, họa tiết sọc nó Đức á. Đây 132 chị nào lấy thì comment giùm em là mã 132 nha. Mã 132 nè. 1m. 2m nè. 3m, 4m, 5m, cái này được 5m mấy luôn á, được 5m3 luôn á. 5m3 gần 5m rưỡi, tại em đo là em sẽ đo dư, em đo ước tính thôi á. 130k này chị nào lấy thì comment giùm em là mã 130 nha. Mã 130. Hàng này hàng cô tông xếp lên nền mấy chị, hàng cô tông xếp lên nền màu xanh minh nè mấy chị nè. Cô tông xếp lên nền màu xanh minh, họa tiết là đứt gạch nha, họa tiết đứt gạch nha. Có chị nào lấy cái này không à? 1m tầm 25.000 nha. 1m là 25k nha, chị nào lấy thì comment giùm em nha. 1m 25k. Mét 25k màu xanh min nha. Dạ em chốt cái khúc này là 130 cho chị Trinh Phan nè. Chỉnh ơi, cắt cái này ra cho chị nè. Cái này là 130, 30 mấy á, 35 á, cắt cái đó ra là còn 130 cho chị Trinh Phan. Rồi lên giùm em mã màu cam hồng. Cái khúc này ngắn mấy chị nha. Cái này cũng là hàng linen luôn nha. Linen có cô tông linen á. Mã này 49k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 49 nha. Mã 49. Hàng linen mấy chị nha. Cái này gần giống như là linen bột luôn á hả? Linen cô tông có giãn mấy chị. Cái này không phải linen bột nha. Linen cô tông có giãn nha. 49k này chị nào lấy thì comment giùm em là mã 49 nha. Được 1m. Cái này của em được 2m nha. Dạ 2m em chốt cho chị Trinh Phan nè. À họa tiết này rất là dễ thương nè, cái này là giống là linen ướt mấy chị nha. Cái này là linen ướt nè. Linen ướt màu ghi. Linen ướt màu ghi hoa hồng nè. Cái này là in hoa hồng ẩn nổi, in hoa hồng ẩn nè. Linen ướt ha. Màu ghi nè, màu ghi linen ướt hoa hồng. Mã 126.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 126 nha. Mã 126, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 126 nha. Mã 126 cái này đẹp lắm mấy chị nha, linen ướt ha. 126k linen ướt. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 126. Màu ghi hoa hồng nha. Cắt cho chị Nguyễn Vân 2m5 và ok ạ. Em cắt cho chị Nguyễn Vân 2m5, còn lại em để cho chị Trinh Phan nha. Rồi hết mấy chị nha, cái mã này là cắt được cho hai chị thôi, chị Nguyễn Vân 2m5, còn lại chị Trinh Phan.
Dạ 2,5m của chị Nguyễn Văn nè, 59k. Còn lại của chị Trinh Phan 67.000. Rồi cái này là hàng cô tông mấy chị nha. Hàng cô tông cái này được 9,5 tấc ha. Hàng cô tông 9,5 tấc này, cái này là thô cô tông á. Thô cô tông 9,5, cái này có giãn mấy chị nha. Có giãn nha. 1m nè. 1m45, khổ 1m45, cái này dài tính 9,5 xích xác 1m thôi. 27.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 27 nha, mã 27. Này là được 9 tấc thôi chứ không được 9,5 tấc nữa nha. 27k nè. Có vải mây ga không? Dạ em có chị, 27k. Lấy giùm chị cái cây mây ga to ở trong nó ra cân luôn đi. Cái cây màu họa tiết em bé, màu trắng trắng á, kem á. Màu hơi sáng một tí nha mấy chị nha. Này 27k 9 tấc, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 27k nha. Về mình may quần sọt mấy chị nha. Cái hàng này chị về may quần sọt, chân váy. Lên quần sọt nam cái màu này cũng rất là dễ thương ha. Màu xanh bơ nè. Màu xanh bơ. Lên quần sọt nam cũng rất là dễ thương. 9 tấc 27k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 27 nha. 9 tấc 27 ngàn. Chị nào lấy thì comment giùm em là 27 ngàn. Được một cái quần sọt ha. Một cái quần sọt nam. Dạ em chốt cho chị Trinh Phan là 27k. Cắt giùm chị khoảng 2m đi. 2m, 3m gì đó để chị cân lên thôi thì chị like khúc đó. Cái này là hàng linen nè mấy chị nè. Linen bột nè mấy chị nè. Cái này linen bột nha. Linen bột mã này là 49k này. Họa tiết. Họa tiết màu tím ha. Linen bột 49k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 49 nha. Linen bột nha. Linen bột. Họa tiết này giống như là mê cung á mấy chị. 1m nè. Dạ em có thun 4 chiều nhưng mà chị inbox em tại giờ em không có like á. 2m được 2,5m ha. 2,5m 49 chốt của chị Nhiên Nguyễn nè. Bỏ cái này vô cho chị. Chị nào mà hồi tỏi Đinh Tức Mơ này bác. Chị Đinh Tức Mơ màu trắng này nè. Rồi. Hàng này hàng về may ga gối mấy chị nha. Cái này em nay em cái này 2m hả? 2m. Này hàng này hàng may em may ga gối nè. Hàng em may ga gối ha. Đây là hàng cô tông 100%. 30k 1m mấy chị nha. 30k 1m. Chị nào lấy thì comment giùm em là 10m thì em free ship nha. 30k 1m này, 10m em free ship. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 nè. Mã 30. 10m free ship nè mấy chị nè. 30k 1m, 10m thì em free ship nha. Hay là tối nay. Tối nay cái cây nó nhiều không ta, cái được bao nhiêu mét? Cái này về may ga gối mấy chị nè. Về may ga gối được, cái này rất là đẹp ha. Rồi đem đây sale luôn. Cái này là khổ là 1m45 mấy chị nha. Hàng là khổ 1m45. Hàng này mấy chị về may 1m45 chứ mấy. Rớt rồi kìa. Khổ 1,5m mấy chị ơi, cái này khổ 1,5m nha. Hàng này về may ga giường được này. Hàng này hàng thô cô tông 100%, khổ 1,5m nha. Về may đồ bộ, pyjama, áo sơ mi, đầm sơ mi, quần sọt, chân váy, ga giường gì cũng đẹp hết mấy chị nha. Họa tiết cũng rất là dễ thương. Em bán là 30k 1m, nhưng mà trên line này nè. Chị nào mà mua trên 5m trở lên thì em chỉ tính cho mấy chị giá chỉ có 28.000 thôi nha. Chị Phượng Nguyễn Thị ơi, thô theo là nay em không có lên nha chị nha. Nay em không có lên. Cắt cho chị Mỹ Lệ đô, Mỹ Lê đô thị 1,5m. Chị nào mà lấy dưới 5m á là 30.000 1m thôi. Còn chị nào mà trên 5, từ 5m trở lên là 28.000 ạ. Trên live hôm nay nha mấy chị nha, cái này em có khoảng cỡ 90 mấy m. Chị nào mà mình về mình may ga giường á thì mình lấy, thì mình lấy, nếu mà em dùng cái sale em giảm tiền rồi thì em sẽ không free ship nha mấy chị nha. Phí ship là 35k toàn quốc ạ. Chị nào lấy trên 5m trở lên thì là 28k. Trên 5m trở lên chỉ là 28.000 thôi nè. Hàng này hàng thô cô tông 100% luôn. Thô cô tông 100% siêu đẹp luôn mấy chị nha. Siêu đẹp. Cho chị Mỹ Lê đô thị 1,5m. 45k nè. Này mấy chị lên ga giường nha. Lên ga giường nha. Cái chất của này là giống với cái chất mà thô cô tông vừa rồi em lên bán á. Mỹ Lê đô thị nghe mất rồi. Đỗ thị à. Mỹ Lê Đỗ thị. Chị Mỹ Lệ Đỗ Thị Mỹ Lệ đúng không? Chị Bùi Hoàng Dung là chuyên chị Bùi Hoàng Dung là chuyên chọc em cái đó luôn à. Tại chị biết sao không? Em phải đọc như vậy để mấy bạn ghi đúng cái tên á. Chứ em đọc Mỹ chị Mỹ Lệ Đỗ Thị cái mấy bạn ghi dấu ra là ngày mai mấy bạn search không ra.
Có thun 4 chiều cho chị 14 mét chị Lụa Nguyễn ơi. Em không có cái 14 mét liên tục, em chỉ có từng khúc ngắn thì có. Mà thun 4 chiều, à thun 4 chiều màu trắng được không chị? Thun 4 chiều màu trắng cái đó là để họ sợ hơi mỏng á. Inbox cho chị Lụa Nguyễn gửi hình mẫu thun 4 chiều cho chị xem nha mấy bạn ơi. Chị Lụa Nguyễn. Rồi em có thun 4 chiều họa tiết con nít thôi mấy chị ơi, chị Lụa Nguyễn nè. Rồi có chị nào lấy cái thô cô tông này nữa không? 1m30.000 này, chị nào mà lấy từ 5m trở lên chỉ còn 28k thì siêu đẹp luôn. Mình may ga gối mấy chị, may ga gối á, mua 10m may được hai cái bộ ga luôn mà có 280.000 là siêu rẻ ha. Siêu rẻ luôn đó. Em nói thiệt luôn á, không bao giờ nói xạo. Có hình vương miện nữa mấy chị, hình vương miện, hình lá phong để nhớ tới Canada, một nơi mình chưa lấy. Em có màu trắng thôi chị ơi. Cái là nếu mà chị lấy số lượng nhiều em chỉ có một cái màu trắng thôi, chứ màu không có. Màu không có đó chị. Dạ còn chị nào lấy cái này nữa không nè. Rồi em lên cái màu xanh này nha. Cắt cho chị Nguyên Ngân 2m70 nè. Dạ cái này là vải cô tông á chị Bạch Yến nè. Cái này là vải thô cô tông á chị, vải thô cô tông á. Dạ cắt cho chị Trinh Phan 10m nè. Chị Trinh Phan ơi, địa chỉ của mình ở tỉnh nào vậy chị? Nếu ở trong Hồ Chí Minh thì em free ship cho nha. Ở Hồ Chí Minh em bao luôn, free ship huyện luôn. Bình Chánh, Cần Giờ gì đó em bao luôn, tối hôm nay tại em vui. Chị Trinh Phan ơi, chị ở Hồ Chí Minh đúng không? Bao nhiêu một mét? Dạ cái này là 30.000 một mét. Nhưng mà chị Bạch Yến nếu mà may ga đó, chị lấy là từ 5 mét trở lên thì còn có 28k. Số dách luôn chị, free ship luôn nha. Ngày mai em book Ahamu cho chị luôn. Khỏi cần giờ đợi giao hàng tiết kiệm luôn á. Tối hôm nay em sẽ giữ lời hứa là chị nào mua 10 mét cái cô tông này trở lên em sẽ free ship ở trong toàn bộ Hồ Chí Minh nha. Dạ. Kể cả huyện luôn mấy chị, Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè gì đó là em free ship luôn nha. Ở Hồ Chí Minh thôi. Rồi cái này mấy chị nè, chị Bạch Yến nè, cái này là thô cô tông khổ 1,5 mét nha. Chị lấy 1 mét là 30k, từ 5 mét trở lên là còn 28.000 thôi nha, 28.000 thôi nè. Rồi em qua mẫu này ha. Còn cái này mấy chị, cái này là chữ này là Brodai Attic. Chữ này là em thì em chưa tới những cái địa danh này mà không biết những cái này nó có ý nghĩa gì không. UAEO gì đó rồi Attic rồi TEO rồi với chị nè. Và mã ấy là mã gì? Dạ cái này á, cái này thì chị chọn, chị comment giùm em là cô tông đi nha, cô tông ga gối đi nha, hoặc là mã đặt comment giùm em là mã 28 nha, mã 28, một từ 5 mét trở xuống, dưới 5 mét là 30.000, còn từ 5 mét trở lên là 28.000 vậy nha. Chị lấy bao nhiêu thì comment giùm em là mã ga gối hoặc là mã 28 là em tự hiểu rồi. Rồi cái này là hàng cô tông có giãn nè mấy chị nè, hàng cô tông có giãn nè. Khổ 1 mét bao nhiêu đây? Hàng cô tông có giãn. Dạ ok chị nha. 1 mét nè. Khổ này là 1m45 nha mấy chị nha. Cái này 1m45 chị nào lấy về may áo sơ mi nam hoặc là đầm sơ mi nữ nè. Cái này mấy chị may quần sọt cũng được ha, may quần sọt nam nữ chân váy cũng được luôn á. Hàng cô tông tối nay em lên là mấy chị may đồ không cần lót nha mấy chị nha, may đồ không cần lót nha. Rồi cái này chị nào lấy thì cầm lên mã giùm em. Mã xanh hoặc là cái kiện này có nhiều len đành nè mấy chị nè. Mã 120 mấy chị nha. Mã 120 kèm số mét giúp em nha. 1 mét có 20 mấy ngàn thôi mấy chị. Mã 120 kèm số mét. Họ màu xanh, cái caro nó nhỏ xíu không mấy chị nè. Caro nó nhí lắm luôn á. Caro này rất là nhí ha. Xong rồi nó có pha chữ ha. Có pha chữ, cái chữ luôn rồi. Đây chị nè. Đây có pha chữ như vậy nè. Đó. Cái này em tưởng là tháp Eiffel nhưng mà không phải. Tháp gì bên Pháp đó. Eiffel hay là gì đó. Và 1 mét rưỡi cho chị Nguyễn Vân nè. Mét có hai mấy ngàn thôi mấy chị nha. Cái này mấy chị về may sơ mi rồi vậy đó, ok ha. Sơ mi mấy chị, cái này mấy chị về may quần với áo được luôn nha. Và mã này mã 40 nè. 1,5m 40k của chị Nguyễn Vân nè. Chị ơi em biết em đọc chị, em đọc là chị Vi với mấy bạn không có note được nên em phải đọc tên nick nha chị nha, chứ không phải là em không có nhớ đâu. 1m có 26.000 thôi mấy chị. Cái này 1m 26.000 nha. 1m 26.000. Em cắt cho chị Nhiên Nguyễn 2m nè. 1m 26.000 mấy chị nha. Khổ 1m 45 nè.
Về mình may đầm sơ mi hoặc là quần sọt, áo sơ mi, chân váy đều ok mấy chị. Cái này mấy chị may cái gì cũng được hết. Thiệt luôn á. Bữa có mấy chị hỏi em là lên lấy đồ nam, là đồ sơ mi, quần sọt, chân váy đồ về, bây giờ em lấy được quá trời luôn. Dạ 2 mét của chị Nhiên Nguyễn nè, 52.000 nha. Cái này em còn hơn 1 mét nè. Em còn hơn 1m28k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 28 còn hơn 1 mét nha. Còn hơn 1 mét này 28.000 nè. Ủa cái này chưa được hơn, chưa được mét mấy chị ơi, em nó lộn. Rồi xong. 1 mét giáp. 1 mét dư chừng này nha. 1 mét dư chừng này 28k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 28 nha. Cái này hơn 1 mét 28k. Chị nào về mình may quần may áo gì đó em chốt của chị Trinh Phan nè. 28k nè. Rồi lên cái cây vải son đi. Chị nào hồi nãy mà mình lấy mỏ neo mà không kịp á thì mình lên cây này mấy chị nha. Có hôm nay rất là nhiều cây nhỏ luôn ha. Đây vải pho để lên áo sơ mi mấy chị nè. Lên áo sơ mi hoặc đầm sơ mi nha, ngôi sao nè. Chất liệu y chang cái chất liệu vải mỏ neo hồi nãy luôn á. Đây. Màu này là màu cũng rất là sang nha. Cái này là màu xanh, gọi là màu xanh gì ta? Các cái màu xanh em đưa lên trên line là nó giống như vậy luôn á. Ở ngoài nó rất là sang, nó sáng lắm. Hồi nãy là màu ghi nha, còn cái này là màu xanh này, nó hơi không phải là xanh dương. Cái màu này xanh gì á, ngôi sao nè. Màu này mấy chị lên áo sơ mi đẹp lắm nha. Mẫu sơ mi tới đây coi. Hả? Đây, lên vỏ giống vậy nè mấy chị nè. Đó, lên sơ mi giống vậy, đẹp lắm. Phải gà lại. Nhìn nó nhom nhất là làm mẫu xấu quá cơ. Các 2 mét cho chị Nguyên Nguyên. Cái này mấy chị lên sơ mi nam rất là cưng nha. Chị nào mà nhà có con trai á, mang cái này đi, mà con trai mà chưa có bồ á, mang này ra ngoài là có bồ liền luôn mấy chị. Nè. Có bồ rồi mà mang ra ngoài là bồ yêu rất là nhiều luôn. Thêm bồ nữa. Chứ không phải thêm một bồ nữa đâu. Cắt dùm đi cha này, kéo ra nè. Cắt rồi em cân ha. Cái này mấy chị lên dễ thương lắm luôn á. Mà thậm chí cái mẫu này mình may đồ gia đình cũng được nha. May đồ gia đình là dạng mấy chị có thể là tìm hiểu cái mẫu ở trên Google là mẫu dạng giống như là vải pho đồ gia đình á. Có em thấy ra yếm nha, may yếm cho các bạn trai hoặc là may quần sọt, chân váy đầm cho bạn nữ gì đó. Cái này ra nhiều lắm mà họa tiết này cũng rất là dễ thương. Chị nào mà muốn may đầm gia đình á, may đồ gia đình thì cái họa tiết này rất là phù hợp luôn nè. Rất là phù hợp luôn ha. Dạ chị Hà My, đây là chất vải pho nha. Cái này mà chị lên đồ bộ thì em thấy nó hơi dày á. Đồ bộ thì em nghĩ là không có nên lên chất này, đồ bộ thì chị nên lên chất khác. Lên cái chất mà hồi nãy em nói là hàng cô tông á, cái này nè. Cái này chị lên đồ bộ thì ok. Còn cái này thì em nghĩ là không nên. Rồi 2 mét cho chị Nguyên Nguyên nè, cái này như không xé được đúng không? Hồi nãy có chị có chi bùi á. Chị góp ý giúp mình là mình phải cắt ra chứ mình xé như vậy là nát vải. Mà do một mình xong cắt không được. Ủa chỉnh cắt đi chỉnh, cắt lè cắt đi chỉnh. Trong phút giữa lái. Rồi 2 mét cho chị Nguyên Nguyên nè, 1 mét rưỡi cho chị My Nguyên. 5 mét cho chị 6 mét cho chị Trinh Phan. 2 mét cho chị Hai Đinh. Dạ em thấy số điện thoại của chị Hai Đinh nè nha. À, chị Hai Đinh là 2 mét rưỡi nha. Chị Hai Đinh 2 mét rưỡi chứ không phải 2 mét nè. Còn chị nào em chưa đọc tên thì nhắn giùm em nha. Dạ cái này là tầm gần 30 ngàn á chị Nguyễn Loan. Em cắt em cân em mới biết được. Cái này em cắt em cân em mới biết được nha. Ừ. 1 mét rưỡi cho chị Kim Loan nữa nè. Chị nào em chưa có thì comment lại giúp em nha. Hơi kẹo lát không đủ. Cái này mấy chị về may đồ cho cả nam nữ. Cái hàng này mấy chị may không nóng mấy chị nha. Hàng không nóng nè. Đây là cái màu xanh này. Cái màu xanh không biết gọi là màu xanh gì hết. Mà họa tiết ngôi sao. Cái màu này cũng lên rất là sáng mấy chị nha. Lên rất là phán sáng nha. Cân tiền. Cắt đối quá cho chị cân tiền nữa. 1 mét tầm 20 mấy ngàn mấy chị nha. 1 mét tầm 20 mấy ngàn, cắt lại em cân lên nè ha. 1 mét tầm 20 mấy ngàn nè. Còn chị nào lấy nó mà cái này mấy chị lên sơ mi đẹp, cái này lên sơ mi nam hoặc là lên đầm nữ nha. Sơ mi nam đầm nữ có giãn nha mấy chị nha. Cái này hàng này có giãn.
Dạ 2 mét cho chị Nguyên Nguyên 50k này, 1 mét có 25 ngàn thôi mấy chị nè. Cho chị cái viết đi Liên ơi, chị ghi số tiền qua đây. 2 mét này 50k chị Nguyên Nguyên nha. Cho chị Nguyễn Loan 2 mét rưỡi nè. Rồi 2 mét cho chị Nguyên Nguyên. Còn chị nào lấy nữa không à? Sợ mấy chị đứng sáng rồi. Dạ 1 mét rưỡi cho chị My. 1 mét rưỡi là 39k. 1 mét rưỡi 39k cho chị My Nguyên nè. Cô đặng ra cái gì đối có bánh đỏ. Hả? Không hẹn rồi. Tại đâu bị có bao nhiêu đâu. Đọc sổ tiên nữa là đáng chuột đó. Rồi qua mẫu khác mấy chị nha. Em coi cái này chắc gì. Cái này là thô cô tông mấy chị nha. Họa tiết con cá heo nè. Siêu dễ thương luôn mấy chị. Em coi cái này có lõi không. Không có lõi luôn. Không có lõi nha. Nguyên cái này là 76k này. Chị nào lấy thì comment giùm em là 76 này có mấy mét thôi nè. 76k họa tiết cá heo. 76k nha. Thô cô tông. Cái này mấy chị về may đồ pyjama được nè. Hồi nãy chị nào hỏi về may pyjama, may đồ bộ được không, mà lấy cái này nha. Lấy cái này về may đồ bộ nha. 76 chốt của chị Nguyễn Lượm nè. 76 chốt của chị Nguyễn Lượm này mấy chị về. Chị nào mà hỏi em về may đồ bộ được không á, lấy cái này ok. Siêu đẹp luôn. 276k. 1 mét nè. 2 3 mét 76k chốt của chị Nguyễn Lượm nè. 3 mét 76k chốt chị Nguyễn Lượm. Rồi lên tới cái này giùm em là hàng này là hàng cô tông luôn nè. Để em coi cái này được nha. Cái họa tiết màu xanh chấm bi ha. Họa tiết màu xanh chấm bi này rất là dễ thương luôn nè. 1 mét 2 nè. 3 4 4 mét 3 ha. 4 mét 3 115 ngàn nè. Chị nào lấy thì comment nhà L mã 115 4 mét 3 nha. 115k này hàng thô cô tông đó chị nha. Hàng thô cô tông. Hàng thô cô tông. Cắt cho chị Hà My 2 mét rưỡi ha. Ok chị. Em cho cái này khổ mít máy để em báo cho mấy chị luôn nha. Sợ em lúng túng em quên đó. Dạ khổ này là 1 mét rưỡi nha. Em à, chị Hà My lấy hết hả chị? À, chị Hà My 2 mét rưỡi. Nhưng mà chị lấy hết cái này đúng không? 115 em chốt của chị Hà My 115k nè. Này là linen nè mấy chị nè. Cái này cô tông linen chứ không phải là linen không ha. Cô tông linen mã 75k. Cô tông linen nha, 75k. Có dạng nha mấy chị nha. Cô tông linen cái này 75k. Màu này là màu xanh min nha. Màu xanh min họa tiết ô kẻ màu cam nè. Đó màu xanh min họa tiết ô kẻ màu cam 75 ngàn nha. 1 mét 2 mét. Này được 3 mét 1 ha. 3 mét 1 75k. Chị nào lấy thì comment những em là 75 nè. 75k màu xanh min nha. Xanh min 3 mét 1 75k kẻ. Và chị Thủy Lưu ơi, hôm nay không có lanh. 3 mét 1 75k. Chị nào lấy thì comment những em là mã 75 nè. 3 mét 1 nè. Cái này là cô tông linen số cô tông á, linen cô tông mới có giãn luôn. Em chốt cho chị Tước Lê nè, 75 ngàn chị Tước Lê. Cái thôi sao nó còn không? Sổ hết rồi, đem vào đây chị đo mấy mét. Hàng này là hàng cô tông nha mấy chị nha. Cái này là cô tông nè. Đau bụng, nó quắn vô cái bụng đâu á. Hàng này hàng cô tông nha. Để em cắt thử 2 mét cái này bao nhiêu. Cái này là hàng cô tông nha mấy chị nha. Hôm nay lên rất là nhiều hàng cô tông luôn mấy chị ạ. Một mét. Khổ là khổ 1 mét rưỡi à. Cái này khổ 1 mét rưỡi mấy chị nha. Khổ 1 mét rưỡi kẻ sập nhuyễn nè. Kẻ sập nhuyễn là chị nào lấy thì comment giùm em là mã sập đen nha. 1 mét tầm cỡ 25 ngàn đổ lại thôi, không có cao hơn. 25k đổ lại nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã sọc nè. Khổ 1 mét rưỡi, hàng thô, hàng cô tông 100% nha. Thô cô tông 100%, khổ 1 mét rưỡi nè. Sọc nhuyễn 1 mét tầm 25 ngàn đổ lại thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã sọc đen kèm số mét nha. Sọc đen kèm số mét giúp em nè. Mã sọc đen kèm số mét giúp em mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là sọc đen kèm số mét nha. Sọc đen kèm số mét giúp em. Để em cắt thử 2 mét nha mấy chị nha. Cắt thử 2 mét ha. Hàng này mấy chị lên rất là mát luôn.
Chị nào mà mình không có ngại sọc á, mình may á. Mà cái này mấy chị lên con sọc đẹp mà. Mã sọc này mấy chị lên con sọc là rất là đẹp luôn á. Chả kéo. Để hai đứa ăn cơm rồi rồi thấy phiên qua cho bà Liên cho Lan, cho Lan liên tục tại chuyện bây giờ đó nghe mày được nha. 8:30 rồi đó. Dạ 2 mét cái này có 39.000 à. 2 mét 39k, 1 mét chưa được 20.000 nữa mấy chị. 1 mét chưa được 20.000 nữa. Em chốt cho chị Trinh Phan này 39.000 nè. 39k 2 mét mấy chị ơi. Cái này mấy chị, hàng này nhẹ lắm. Mấy chị về may sơ mi nha, may sơ mi quần sọt, may pyjama đồ rất là ok. Chị nào mà mình thích cái ga gối này mình may, mình may sọc thì mình may cái này quất láng luôn cũng được chị. Đây nè. 2 mét có 39.000 này, chưa được 20.000 1 mét luôn á. Khổ 1,5 mét ha. Nhẹ lắm luôn á. Em nói cái hàng này nhẹ thiệt mà. Hàng cotton 100% luôn, siêu đã luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em là sọc đen này 2 mét là 39k nha, 2 mét 39k nè. Qua mẫu nè. Rồi ngôi sao. Ngôi sao em còn 12 mét. Chị nào lấy nữa thì comment giùm em nha, mã ngôi sao nha. Màu này màu xanh mấy chị nha. Màu xanh vải pho có giãn nè. Màu xanh vải pho có giãn, em còn 12 mét. Chị nào lấy thì comment giùm em. Mã ngôi sao kèm số mét nha. Này em còn 12 mét thôi. Hồi nãy lộn xộn quá nên là giờ mấy bạn phải ra bắt mét. Cái này còn 370.000. À chị Trang Thu hỏi có lên quần nam không? Dạ em đang lên ngang, có một số cái là lên quần nam á chị. Còn vậy nào lấy ngôi sao thì nhắn giùm em còn 12 mét nha. Rồi quần nam nè. Chấm bi này thì là đến này nó dày dày nè. Từ từ. Chờ em xíu nha. Tại vì giờ mà lục quá, lục thì không biết như thế nào. Dạ em cắt cho chị hai đinh, chị hai đinh cho em số điện thoại ạ. À. Chị cho em xin số với nha. Bên em là 100.000 là em đi rồi. Dạ cho chị Trinh Phan cái chấm bi ha. Chấm bi màu hồng nha. Chấm bi màu hồng này dễ thương lắm luôn á. Hàng cái kia cô tông. Dạ 2 mét 39k cho chị hai đinh nè. Dạ chị hai đinh nói là cho số điện thoại rồi mấy bạn check lại nha. 1 mét nè. 2 mét là được 2,5 mét chị nha. Chị ơi, mấy bạn nói là hồi nãy chị cho rồi nhưng mà tin nhắn Facebook bị ẩn, mấy bạn ghi lại không kịp luôn á. Nên giờ không có đọc được. Chị cho mấy bạn xin lại số nha. Dạ mã này là 97k nha chị Trinh Phan nha, 97k 2,5 mét nè. Dạ chị Nguyễn Thủy ơi, vải sọc này là thô cô tông 100% nha. 1 mét chỉ có gần 20.000 thôi, tại 2 mét là 39k. Chị lấy thì comment giùm em nha. 39. Dạ chị nào lấy cái này thì comment giùm em là cái sọc này, sọc ngang như vậy nha, biên ở trên nè. Biên ở trên này khổ 1,5 mét. Khổ 1,5 mét nha. 2 mét là 39.000, là mét chưa được 20 nữa, thô cô tông 100% luôn. Chị Nguyễn Thủy có lấy thì nhắn cho mét giùm em nha. Nhắn cho mét giùm em. Lên lá vàng mấy chị nè. Lá vàng ha. Dạ hàng cô tông mấy chị nha. Hàng lá vàng này 53k. Chị nào lấy thì comment nhận em là mã này 53k nha. Dạ 2,5 mét xanh ngôi sao cho chị hai đinh là. Dạ ok chị, cắt dùm chỉnh thôi. 2,5 mét nè. 1 mét tầm cỡ 30.000 á, dưới 30.000 á. Cái này là hoặc cái này là thô cô tông có giãn mấy chị nha. Cái này là thô cô tông có giãn nè. Này của em được 1 mét. Được 1,6 mét ha. 1,5 mét. Cái này được 1,5 mét. 52.000 nè. Em chốt cho chị Lựa Nguyễn. Cái này 52k cho chị Lựa Nguyễn nha. 52k nè. Cho chị Lựa Nguyễn. Rồi cái này em còn không? Có chị nào lấy nữa không? Cái lá này nè em còn nè. Chị nào lấy nữa không nè. Cái này em còn mấy mét nha. Em cắt cho chị Trinh Phan. Chị Trinh Phan chỉ lấy 1,5 mét thì chị có muốn lấy nhiều hơn không nè. Giờ vải này con. Vải pho chị. Vải này thì có giãn chị nha. Vải này có giãn nha. Hàng thô cô tông này có giãn nè. Mà chất rất là dày dặn luôn. Chất siêu dày luôn á. 1 mét.
Chị Trinh Phan lấy 1,5 m đúng không? Hay là muốn lấy nhiều hơn nè? Chị Trinh Phan lấy là lấy nhiều hơn hay sao? 2 m nè. Cái này của em dài lắm. 3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 7. 8. 9, 10 m hơn mấy chị nha. Nó được 10,5 m, gần 11 m luôn á. Gần 11 m. Chị Trinh Phan lấy bao nhiêu mét thì nhắn em nha. Cái này em có gần 11 m thôi. Gần 11 m. Giờ cắt 1,5 m cho chị Kim Loan này nè. 1,5 m 52k cho chị Kim Loan nha. Rồi cắt cho chị Trinh Phan 2 m nha. Cái này còn chị nào lấy nữa không ạ? Cái này mấy chị về may. Cái này sang lắm mấy chị. Về mình may quần, may áo gì cũng đẹp nha. May quần sọt, chân váy gì cũng đẹp mấy chị nha. Một mét rưỡi chị Kim Loan nè. Dạ ok chị. 1,5 m 52k. Rồi 2 m cho chị Lan Đinh, 2 m cho chị Trinh Phan nè. KT hả chị? Nãy giờ như cũng có KT cô tông á. Cái cô tông này em thấy là dày hơn cái KT á chị. Rồi 2 m nè. 2 m cho chị Trinh Phan, 2 m cho chị Hai Đinh với 2 m chị Sang Phạm, Sang Phạm đúng không? Dạ 2 m cái này là 68.000. Rồi thêm 2 khúc 2 m nữa ha. Này còn chị nào lấy nữa không mấy chị? 2 m 68 cái chất là đẹp lắm mấy chị, về may mấy quần mấy áo gì cũng đẹp nha. Chất dày dặn siêu đẹp luôn á. Chú nha, Hái Dính mẹ Trinh Phan nha. Giờ mình đợi Hái Dính rồi mình đợi Sáng Phá mà rồi tự Nguyễn Ngân nè. Rồi tới đó là hết rồi chị, tới chị Nguyễn Ngân em nghĩ là hết rồi. Hai mét nè. Chị Thương cần 1,5 m. Chị Bích Ngọc Trần ơi, hồi nãy chị comment là đủ rồi. Giờ em cắt cái này nhỏ ra rồi là không còn đủ 10 m nữa chị Bích Ngọc Trần ơi. Không còn đủ 10 m nữa nha. Đổi cái khúc của chị Lựu Nguyễn á, 1,5 m qua cho chị Thương Trần để cắt cho chị Lựu Nguyễn lại khúc 2 m. 2 m là 68k mấy chị nha. Chị Lượng Nguyễn là đổi khúc 1,5 m qua cho chị Thương Trần nha. Rồi cắt rồi cắt cho chị Lượng Nguyễn là khúc 2 m nè. Rồi nãy giờ đủ chưa mấy bạn ơi? Dạ. Rồi chị Thảo Đặng. Tới chị Thảo Đặng là em sợ là không đủ rồi nha. Tới chị Thảo Đặng là hết rồi, chị Thảo Đặng chắc còn 1 m² cho chị thôi đó. Em cắt 2 m là cho chị Lượng Nguyễn là còn 1 m² cho chị thôi. Hai mét là 68k nè, chị Thảo Đặng ơi, khúc này còn nè. Đó là khúc này của chị Lượng Nguyễn thì cảnh lên ma. Vậy chị vậy là chị Lượng Nguyễn không có sổ ra. Cái khúc này là ở khúc này còn có 8,5 m à. Vậy thì không, chị Lựu Nguyễn ơi, chị comment sau á nên em tính là đổi cái khúc 1,5 m cho chị qua cho chị Thương Trân. Nhưng mà giờ không đủ nha. Kiểm tra lại kỹ chưa? Nên không đủ nữa, cái này còn có 8,5 m à. 1 m cắt đi vào lòng đất luôn. Nên em vẫn giữ cho chị khúc 1,5 m nha. Còn chị Thương Trân á, chị có lấy cái này thì comment giùm em. Cái này về may áo hay dây áo hay là quần sọt gì đó thì cầm. Mã này là 30.000 nha. Mã này là 30.000, cái này có 8,5 m thôi. 30k nhưng mà nó ngắn quá, chị lấy thì comment giùm em là mã 25.000. 30k em giảm còn 25k nha. 35k em giảm còn 25k. Còn chị Thảo Đặng là hết rồi, không có cho chị Thảo Đặng luôn. Dạ, chị Thương Trân có lấy cái này mà 32k thì em giảm cho chị cái này còn 25.000 nha.
30k giảm còn 25.000 nè. Chị Lựa Nguyễn có, chị Thương Trân có lấy thì nhắn giùm em nha. Nếu chị Thương Trân không lấy thì chốt cho chị Nguyễn Lượm nha. Dạ mã ngôi sao này có chị nào lấy thêm không á chị ha? Mã ngôi sao này còn chị nào lấy thêm không? 2,5 mét hồi nãy bao nhiêu? Cắt chưa, cân chưa ta? Chị Lan Linh hay chị Hai Linh gì đó? Cắt chưa, chưa thấy có tiền luôn á. Rồi lấy giùm em cây này mấy chị ơi. Cây này ha. Dạ ok, 25 em chốt cho chị Thương Trân nha. Cây này còn nguyên tem luôn mấy chị nè. Cái cây này là hàng cô tông ha, hàng thô cô tông. Để em coi cái này khổ mất mấy cái thước đâu ta. Lại giống cái thược vỡ, giống cái thược bánh nọc đi nếm. Chị Lựa Nguyễn ơi, chị cho em xin lại số điện thoại với. Dạ, em cắt cho chị 2,5 mét của chị Hai Đinh rồi nha. Lấy cái phúc 2,5 mét của chị Hai Đinh con, bao nhiêu tiền báo tiền cho chị luôn mấy bạn ơi. Em cắt rồi mà mấy bạn quên báo. Các bạn bỏ bọc luôn rồi. Dạ 2,5 mét của chị 65.000 nha. Chị Thảo Đặng, chị lấy 25k. Dạ chị Thảo Đặng ơi, cái mã 25 hết rồi á. Rồi để em cắt cái khúc này nè, em báo giá cho mấy chị nha. Cắt cái này ra cũng uổng quá. Mà giờ nó dính băng keo quá. Để coi cho chị đến tiếp mơ nè. Dạ cái vải này là sọc cô tông nha mấy chị nha, có giãn nha. Sọc cô tông này có giãn nè. Cái này chị lên quần được, quần cho nam được nè chị nè. Cái này, cái hàng này hàng cô tông này chị lên đồ cho nam được nha chị. Chị Trang Thu nè. Khổ gì 1,6 chứ vậy. Khổ 1,5 nha mấy chị nha. Cái này khổ 1,5 nè, em có bị chẹo vải. Khổ 1,5 hàng cô tông lên quần cho nam nè mấy chị nè. Hàng thô cô tông lên quần cho nam nha. Cái này giống như là kaki cô tông luôn á, lên quần cho nam ok nè, lên quần sọc cho nam ok lắm nè. Chị nào lấy thì comment nhé, là mã này là sọc xanh. Sọc xanh nha. Sọc xanh kèm số mét, lên quần tây, à lên quần, quần nam. Quần nam hoặc là áo nam nha, quần nam hoặc là áo nam hoặc là chân váy. Quần nam hoặc áo nam hoặc là chân váy hoặc là áo khoác nữ, rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment nhé, là sọc xanh kèm số mét ha. Sọc xanh kèm số mét giúp em nha. Sọc xanh này kèm số mét giúp em. Màu xanh này là dòng màu xanh min ha, màu xanh min ha. Màu xanh men, cắt cho chị Nguyễn Chi 4 mét xanh nè. Cái phụ cắt này, cái này cắt lâu lắm. Dạ cái này còn chị nào lấy nữa không nè? Còn chị nào lấy nữa không? Sọc xanh này 4 mét nè ha. Dạ em cắt cho chị Nguyễn Chi 4 mét. Chị Trang Thu có lấy cái này về may quần sọc nam nha. Mấy chị về may quần sọc nam, sọc nữ đều rất là được luôn. Áo vest, áo sơ mi nam cũng được. Chị Kim La lấy 4 mét nha. Rồi thêm 4 mét cho chị Kim La. Chị Trinh Phan 2 mét nè. Dạ ok chị. Dạ 4 mét cho chị Nguyễn Chi nè. Ô, gần hết rồi mấy chị nha, sợ không đủ nha. Là 114k cho chị Nguyễn Chi nè. Tới 4 mét cho chị Kim La đủ không? Dạ áo khoác khoảng 1,5 mét là đủ nha chị nha. Rồi cái lõi nó bự cho bá luôn mấy chị. 4 mét đủ 4 mét luôn. Dạ vừa đủ 4 mét cho chị Kim La 114k nha, hết nha mấy chị nha. Thêm một cái màu xanh bơ, cái này là màu màu xanh minh mà nó đậm hơn mấy chị. Cái này là gần giống xanh qua, gần qua tông xanh bơ rồi. Hết rồi chị ơi, hết rồi, hết rồi, hết mã rồi. Cái này 54k nè, hàng cô tông có sao có giãn này ha. Hàng thô cô tông có giãn. 45k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45 này có giãn nha.
có giả này chị nào lấy thì comment cho em là mã. Đây. Mã này 45k nè, 45k nha. À quần tây hả chị? Chị may quần tây nam thì quần tây hiện tại sợ không có. 54k em đọc lộn 45 á chị Trinh Phan à. Cái này là 54k em chốt cho chị Trinh Phan nha. Em đọc lộn 54k chốt cho chị Trinh Phan. Màu xanh ngọc nè. Quần tây nam thì không có, em tưởng chị nói là quần sọt. Quần sọt đó thì là lên cái hạng cotton có được, còn quần tây nam cái này lên hơi kỳ. Quần tây nam nếu mà chị cần thì em sẽ lấy giùm chị, tại mấy hàng đó là không có bán sale á, mà em để ngoài cửa hàng á thì là 55.000 một mét quần. 55.000 một mét quần tây. Cái vải quần tây như vậy nè. 55.000 mét quần tây sale cái này nha chỉnh nha. Lấy mã về ngày mai chỉnh cắt. Quần tây đen nha chị nha, hàng rất là đẹp luôn. Cái này là chỉnh may về để gửi cho cậu em may cho chỉnh á. Dân nhà vải mà lựa vải để may thì mấy chị sẽ biết được là cái vải đó là dân nhà vải thấy là ok. Đây, hàng quần tây cho nam màu đen nè. Giờ em nhận đơn, cái này có nhiều không? Nhận đơn được không? 55.000 một mét. 45 mét. Em có khoảng 45 mét cái này thôi nha. Cái cây này còn khoảng 40 hơn 40 mét thôi. Hơn 40 mét thôi nha. Đây. 1 mét là 55k. Chị nào lấy bao nhiêu mét thì comment giùm em là quần tây nam kèm số mét. Cái này là 55 là lãi giá mềm nha. 55.000 là giá bán sỉ tại cửa hàng là giá sỉ chứ không có bán lẻ, nhưng mà tại mấy chị cũng quan tâm nhiều á. Đây là hàng này là chỉnh lấy về để cắt để may quần nè. Một quần tây cho cô chỉnh này em có ghi vô đây luôn. Để gửi cho cậu may để mang Tết nè mấy chị nè. Đây một quần tây nam nha. Biên như vậy nè, biên ha. Biên. Dạ ok chị Trang Thu một quần. Một quần là bao nhiêu mét chị? Một quần là bao nhiêu mét? Tại chỉnh thì không có cao lắm nên một quần của chỉnh có 1m1 thôi. Dạ cái này có một màu đen thôi chị. Quần tây nam này có mỗi một màu đen thôi nha, có mỗi một màu đen thôi. Chị Trang Thu lấy một quần bao nhiêu mét hả chị ha? Rồi chị nào lấy thì nhắn giùm em nha. Khổ bao nhiêu chị Nguyễn Văn hỏi? Khổ 1m5 đúng không? Khổ 1m5 nha. Cắt cho chị Trang Thu 1m1, cho chị Nguyễn Chi 1m1. Khổ 1m5 nha mấy chị ơi. Cái này khổ 1m5 ha, quần tây nam nha. Quần tây nam. Đây là vải chỉnh cắt về để may. Em ghi là của Cucu Ba Ba. Khổ 1m5 nè. Rồi chị Trang Thu một quần nè. Chị Nguyễn Chi Nguyên Chi một quần nè. Còn chị nào lấy nó không? Một quần là 1m1 nha. Quần 1m1 nha. Quần tây đó có giãn không? Dạ quần tây nam này không. Cái này có giãn chứ. Có giãn nhẹ chị nha. Có giãn nhẹ nè. Em kéo có giãn nhẹ nè ha. Đây là biên nè mấy chị nè. Biên ha. Em kéo có giãn nhẹ nha. Rồi đây chị nào lấy thì comment giùm em. Màu đẹp lắm mấy chị. Nó có độ đẹp lắm. Cái này là em thấy siêu đẹp luôn á, rất là đẹp luôn. Dạ ok chị nha. Được, còn chị nào lấy nữa không thì em xuống cái này ha. Cho chị Mai Nguyên hai quần, chị Mai Nguyễn Hoa Sen hai quần 2m4 nè. Chị Nguyên Vân một quần, Nguyên Văn một quần 1m1. Cứ quần tây nam một quần là 1m1 mấy chị. 1m1 là 60.000 nha, tại 1m là 55 á thì 1m1 là có 60. Một quần là 60k. Tính ra cũng rẻ mà, đâu có mắc đâu. Chị Thảo Đặng, cho chị Thảo Đặng một cái quần tây nam 1m5 nè. Cho chị Kim Lam một quần 1m1 60.000 nè. Chị Phương Hoàng Dương hỏi có quần xanh than không? Dạ không có xanh than chị ơi, giờ chỉ có một màu đen thôi. Dạ cái này mà lên vest là đẹp luôn nha chị nha. Cái này chị lên vest làm cô làm chú rể được luôn á. Chị Hai Đinh lấy cái này lên vest làm chú rể được nè. Tại vì cậu của em là chuyên vest ngay đường Lê Văn Sĩ, hay may áo vest cho mấy cái hãng lớn lắm. Nên là lấy cái em thấy cậu em hay lấy mấy cái vải này nè. Ý là cái chất nó giống như vậy nhưng mà là hàng ở trong cửa hàng là hàng nhập của Mỹ đồ không mà, hàng mắc tiền lắm. Chị Nguyên Chi có vải sơ mi trắng, em không có, em có vải lót, có cái vải màu trắng nhưng mà không phải là KT. Nếu mà lên sơ mi màu trắng thì phải lên KT siêu rồi mới đẹp ha. Còn cái hàng của em là cái chất của nó sợ là mình may lót ở trong đầm thì mới đẹp thôi, may vải chính sợ không có đẹp lắm. Cho chị Hai Đinh 1m5. Dạ ok chị, còn chị nào lấy nó không em chờ luôn nè, còn chị nào lấy nó không? Quần tây nam nha. Tính ra 1m55.000 nhưng mà 1m1 một quần cũng có 60.000 à. Nó không có mắc nha mấy chị. Không mắc nha. Chị nào mà bác ở nhà hoặc là chú ở nhà mà hơi bụng hơi bự nè, rồi người cao hay là đùi bự gì đó là mình cắt nhiều hơn thì báo em. Còn lại bình thường thì cứ 1m1 một quần thôi. 1m1 một quần là 60k thôi. Rồi em xuống cái quần tây nam này ha. Còn chị nào lấy nữa thì nhắn em nha mấy chị nha.
Rồi, chị dồn đơn gửi luôn nha. Chị sang farm. Chị sang farm là mình chốt hồi sáng chưa? Đơn nào mà hồi sáng em hồi chiều trước khi like á mà em chốt của mấy chị ok là em đã đi rồi. Còn đơn nào mà em chưa đi, có chưa gửi ok có nghĩa là chưa đi nha, là em sẽ dồn lại. Rồi mã này 53k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 53k màu xanh ngọc sọc nè. Màu xanh ngọc sọc ha. Cái này là cô tông có giãn nha, thô cô tông có giãn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 53 nha, mã 53. Mã 53 cái này của em được khổ là 1 mét. Khổ 1 mét rưỡi nha. Khổ 1 mét rưỡi, cái này 53k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 53 màu xanh ngọc sọc ha. May đầm hay may gì cũng được, đang thui hả, có sọc mờ gì không. Cái này được 1 mét 9, 2 mét, cái này được 2 mét. Chị Quyên Quân hỏi cái nó đang thui á chị. Cái nó đang thui luôn á. Sọc mờ ha. Sọc mờ, sọc mờ thì không có biết là. Dạ 53 cái này 2 mét nha chị Kim La nha. Chốt cho chị Kim La. Dạ chưa lấy được chỉ là chưa đi nha chị Sang Pham nha. Chưa lấy được chỉ là chưa đi là em gom được. Dạ đơn của chị cũng chưa đi luôn chị Nguyên Nguyên, khi nào mà đi là em sẽ báo là em đi. Để em hỏi chỉnh có thêm cái nào không nha chị Quyên Quân, hỏi là có cái sọc gì không hay là chị đang thui thì lùi thôi. Sọc quần nữ hay nam? Quần nam. Nhưng mà có cái nữ nào có cái sọc nào không? Có cái kaki trắng này nè, chị nào lấy thì comment giùm em cái kaki màu trắng này ha. Kaki nào màu trắng là mấy chị lên quần sọt hay là lên áo khoác là vậy, cái em thấy cái này sang lắm luôn nè. Dạ, dạ chị nha. Chưa đi nha chị Giang Sang Phạm nha, chị yên tâm nha. Mã này 258k, cái kaki này dày lắm mấy chị. Kaki này có sớ xương cá ha. Có sớ xương cá nè. Chị nào lấy cái này kaki màu trắng mấy chị, kaki màu trắng kem. Về mình may quần sọt. May quần sọt, chân váy, áo vest rồi giờ đẹp lắm nè. Đẹp lắm, có giãn luôn á. Đây, giãn luôn. May quần sọt đẹp lắm luôn á. Cắt cho chị Trinh Phan 4 mét chỉnh ơi. Chị cắt không được, cái này nặng lắm. Cái này đã lắm mấy chị. Này về mấy. Về mà chị nào mà may quần cho cả nam nữ á, mà may quần sọt kaki nó đẹp lắm nha. Dạ em cắt cho chị Trinh Phan 4 mét nè, cho chị Trinh Nguyên Nguyễn 2 mét là hết nha. Hết. Tại nó nặng á. Nó nặng lắm, sợ không đủ. Bốn mét bảy em tính cho hết cho chị Trinh Phan nha, để em giảm cho chị tới chị 4 mét thôi cũng được. Một cái máy tính của mình mới đây mình lại chụp đâu rồi nữa Ngọc ơi. Mượn đi, mượn đi. 200 mấy cân lên để chị chia cho. Dạ 260 nè, chia cho 4m7 nhân cho 4m. Cái này em tính cho chị là 220.000 nha. 260 giảm 40. Coi như là em tính 6m thôi. À, tính 4m thôi. Tặng 7 tấc luôn. Rồi cái này là chị nào hỏi KT nè. Cái này KT boy nè mấy chị nè. Đẹp lắm luôn nè, cái này KT boy lên sami mấy chị nè. Chị nào mới hỏi KT này ha. Cái kéo luôn nè. 267 giảm con 240 cho lẻ. 267 anh 267 giảm con 220. 267 giảm con 220 cho nó nhanh. Đây nè mấy chị ơi. Chị nào mới hỏi em KT nè, ở đây em có một cái cây KT boy rất là cưng luôn á. Cái KT boy này cưng lắm mấy chị. May áo sơ mi nam sơ mi nữ rất là xinh luôn nha. Dạ được chị Nguyễn Vân nha, cái này sơ mi nam được luôn nha. Chị Mai Nguyễn ơi, khúc hồi đó hết rồi, chị có lấy thì lấy cái này nè. Chị có lấy sơ mi thì lấy cái này chị nha. Vải boy mấy chị ơi, KT boy đẹp lắm. Cho chị Ngọc Tuyết nữa nè. Đây mấy chị ơi, cái này cho em nghĩ là phải bán hết cây á. Họa tiết nó cũng rất là đẹp luôn. Họa tiết chú chim màu đen với chú chim màu xanh à, chú chim màu đen với chú chim màu xanh nè. Trên cái nền ghi ha, trên cái nền ghi xám này lên áo sang đẹp lắm. Lên xét, lên quần, lên áo cũng đẹp. Phải bắt đầu cắt nè. Cho chị Nguyên Vân 1m5 nha. Nguyên Vân 1m5 nè. Mà cái này là cân lên 130.000 một ký. Thì cái này siêu rẻ luôn mấy chị. Chắc em nghĩ chưa được 20.000 một mét luôn á. Cắt cho chị Kim La 4m nè. Chị Trinh Phan 4m nè. Checova 1m5. Rồi bắt đầu 1m5 chị Nguyên Vang là 27.000. Em nói đúng mà. 27.000 chị Nguyên Vang à. 1m5 nè. 4m cho chị Kim La. Thêm 4m cho chị Trinh Phan. 1m5 cho chị Checova. 2m cho chị Quyên Quân. Dạ lên bộ được chị nha. Cái này chị may pyjama được nha.
Mét này mấy chị mi lên pyjama được thêm khúc 4 nữa, rồi thêm khúc mét rưỡi, rồi khúc 5 mét. Rồi tới chị Trang Dương, lấy quần kaki trắng còn không em hết rồi chị Ngọc Tuyết ơi. Dạ 4 mét có 65 ngàn thôi mấy chị nè. Chị Trinh Phan, các chị Trinh Phan 6 mét luôn nha. 4 6 thêm 2 nữa. Dạ 4 mét là có 65 ngàn, siêu rẻ luôn mấy chị. Hàng Kateboy em nói cái cây này phải bán hết mà không đủ luôn á. Rồi Phương Hoàng Dung 2 mét. Rồi chờ, chờ tới xíu nha mấy chị nha. Đọc hết kịp. Dạ 6 mét cho chị Trinh Phan nè. 1 mét rưỡi cho chắc cô Va đúng không? 1 mét, 6 mét của chị là 97 ngàn. Cân này không được, cân nhỏ. Dạ 1 mét rưỡi của chị Jackova nè, 27k. Còn sổ hết luôn rồi mấy chị. 2 mét của ai? 2 mét của chị Quyên Quân nè. Dư 2 mét của chị Quyên Quân là 31 ngàn nha. Nó có 15 ngàn thôi mấy chế ơi. Cateboy nha, 35k. Ủa, cân lại hồi nãy mới đọc xong quên rồi. Rồi 5 mạch nè, 5 mạch, 5 mạch 6. Con đủ 5 mạch 6 đúng không? Cho chị nào. 32k cho chị Quyên Quân nha. Cho chị Nguyên Chi, em cái này còn 5 mạch 6 chị lấy giùm em luôn nha. 89 ngàn, em lấy cho chị 85 ngàn thôi nha. Rồi hết mấy chị ơi, qua mẫu khác nè. Thêm một cái cây này nữa cũng là boy ha. Cây boy luôn nè. Cateboy caro màu tím nha. Cây này cũng cưng không kém mấy chị ơi. Khổ bao nhiêu chị Nguyễn Hùng hỏi khổ bao nhiêu? Khổ mét rưỡi nha. Cái này là có dạng ha. Cateboy. Cái này chất của nó cateboy nhưng mà nó có dạng mấy chị nè. Cái này dày dày hơn cateboy chứ. Cái này nó dày hơn cateboy nhưng cate này có dạng nha. Cái này có dạng nè. Khổ mét rưỡi nha. 1 ký bao nhiêu mét hả? Nãy giờ không biết luôn á. 1 ký hồi nãy giờ em cân là 4 mét mà có 60 mấy ngàn, 1 ký 130 là 1 ký phải tới gần 7 mét nha. 1 ký phải hơn 7 mét hay là tầm 7 mét trở lên đó. Dạ lên cho chị Phương Phượng Nguyễn Thị 2 mét sọc tím ạ. Chị Hà My 2 mét 4 tím. Chị Nguyên Nguyên 3 mét. Chị Dâu Lê 2 mét. Đứa dậy có lấy chị mặn cho nó. Chị Hai Đinh 2m2. Chị Kim La 6m. Chị Thị Thủy Vân Lê 2m. Này còn nhiều mấy chị. Cái này là hàng này có giãn ha. Cái này chị nào về may pyjama được nè. Mình quay về thời pyjama cái này được mấy chị nha. Dạ chị Duy Lê, cái em đang xả là chất giống như là hàng KT có thun mấy chị nha. Cái này giống như là hàng KT thun vậy nha, KT thun nha. Đây là chuẩn là KT thun luôn á. Dạ 2 mét là có 35 ngàn nha. 2 mét là 35k nè. Chị Đinh Tức Bơ là 5m nè, chị Kim Loan là 1m rưỡi nè, ok chị nè. 2m là 35 ngàn, tính ra 1m là có 20 mấy ngàn thôi. Chị Ngọc Cẩm lấy 2kg đi. Rồi để em suy nghĩ xem thử 1kg bao nhiêu mét đó nè. Em cắt tương đối thôi chị nha. Chị Ngọc Cẩm mà chị nhắn giùm em xin số điện thoại nha, chị đơn mới á. 1kg 153 chị nha. Cái này mấy mét? 24. Dạ 2m4 là 3 lạng. 2m4 cái này là 40 ngàn nè. 3 mét đây. 3 mét nhé, nhấn. Dạ 3 mét là 50k nè. Vậy em cắt cho chị 2 kg là bao nhiêu trời? 3 mét là 50k. Cái này mấy mét? 2 mét 35. 2 mét 35 ngàn. Chị nó còn 6 mét lắm vậy rồi. 22 nè. Chị 22 nè.
Dạ 2m2 là 37.000 nha. 2m2 là 37.000. Dạ, 6m. 6m là 102.000 là được 7 làn các chị, các chị cần. 6m cái này là 102 nè. Là chị cắt 2 kg thì em cắt cho chị là 18m nha. 15m cũng được. Có chị đó luôn hả? Có chị 2 kg luôn á hả? Hay còn ai nữa? Cắt tiếp cho mấy chị đi. Chưa tới mà. Mà chị có cho số chưa? Nãy giờ chưa thấy. Hả? Chị có còn chậm cái gì đâu. Chị qua đây chị chậm bằng cái gì? Rồi chị đăng ly 2m caro. Còn Xuân Xuân chị anh 1m rưỡi. Hả? 2m 35.000. 2m cái này 30 35. Không, cái dao cái đâu cũ cắt hình như là này nhiều hơn 2m là có 34.000 thôi nha. 2m 34.000 thôi. Này 1m rưỡi là 26.000 nè, 1m rưỡi 26.000 nè. Còn nhiều lắm mà. Còn chị đăng ly 2m rồi chị anh 1m rưỡi có đóng mình nè. Chị Dương thì cút 1m rưỡi nữa nè. 2kg 15m. Có số điện thoại, xin số điện thoại của chị chưa? Dạ cái này là 5m là 84k nè. Anh hụt cái động ở nhỏ đuối lối không ai cái nào vàng. Cái động là ghi sổ thôi đó. Cái động nam ơi ghi sổ đấy. Dạ rồi, em cắt chị 15m nha cho chẳng ha. Cái gì tức lên 10m nữa kìa. Mấy cái này có 10 mấy ngàn thôi mấy chị ơi. Cái này nhẹ lắm luôn á. Để em cắt từ trên xuống nha. Dạ vải này là cate thun. Cate thun. Chứ mấy chị may pyjama cái này đẹp ghê lắm luôn á. Này mấy chị nè. Cate thun mà ô nó nhỏ nữa chứ. Rất là mướt luôn á. Rồi chị Phương Hồng Dung 5m em cắt từ trên xuống nha. Chị có tới chị nào còn thì em nói tới sổ hết cây rồi mấy chị nè. Em sổ hết cây rồi đó. Có mấy mét? 15 mét nè. Em sổ hết cây rồi mấy chị nha. Rồi cái này em cắt là gần được 2kg. Đúng chẳng 2kg luôn. 260.000 nha. Siêu ghê luôn á. 260, 15 mét hơn á. Ai tiếp theo bên cộng động. 2 mét. Tự nhiên dục ra. Cái tới thun mấy chị nha. Cái này mấy chị về may pyjama rồi rất là ok luôn. Hàng này may lên rất đã. À cái này chị nào mà thích về may ga nệm á nha. Là cái chất này cũng rất là ok luôn nha. Số 1 luôn á mà nó rất là bền. Cái này bền vừa mát nè. Rồi đổ vô đây đi cho anh tiên nè. Hai này của chị nào. Rồi sổ hết cây luôn mấy chị nha. 10 mét của chị tước lê. Tự phụ. Giống lóng hồng tự. Lâu hả? Rồi của chị tức lê là hết rồi nha. Tại chị tức lê lấy 10m mà em thấy không đủ á. Cái này còn khoảng hơn 7m thôi nha. Còn 6m8 nha chị nha. Còn 6m8 cho chị tức lê nha. Chị Hồng Hoa 5kg nhưng mà giờ cái này hết rồi. Hết rồi chờ cây khác đi chị nha. Chờ cây khác đi. Dạ 117.000 của chị tước lê là hết ha. Rồi lên giùm em cái mã màu hồng này là hàng cô tông nè. Hàng cô tông nè. Tới chị tước lê là hết nha mấy chị nha. Tới chị tước lê là hết. Chị Dương thì Cúc hình như là chưa có. Dạ mà tới chị tước lê là hết rồi. Tại chị tước lê mua 10m mà không đủ luôn á.
chị Túc Lê là chị có, chị Dương Thị Cúc là không có nè, chị Hồng Hoa không có, chị Thương Nguyên không có, hả? Chị Đăng Ly Online cũng không có luôn nha. Giờ mình qua mẫu mới đi chị. Mã 253.000 nè. Nay em like hết cái hàng cô tông này em nghĩ nha, 253k. Đây là hàng cô tông sọc nè mấy chị nè, hàng cô tông sọc hồng. 253k chị nói lấy thì cần bao nhiêu em 253. Em chỉ thấy tin nhắn, em cho chị số. Dạ em thấy rồi. Dạ. Chị dâu Lê 2 mét, chị dâu Lê 2 mét có không để ngày mai em kiểm tra lại nha. Không, hồi nãy là em đọc để cho con bé nó ghi giấy ra cho nó nhanh á. Còn lại bạn chỉnh là cắt vải là tới chị Tức Lê là hết luôn. Dâu Lê có. À chị dâu Lê là có. Chị Nhiên Nguyễn, các anh chị Nhiên Nguyễn 2 mét màu hồng nè. Hay là giờ mình cắt luôn cho nó lẹ. Màu hồng này mấy chị nè, hàng cô tông này nha, hàng cô tông. Tại giờ khi cắt để cho tranh thủ cho nó nhanh á. Các anh chị Kim La 1 mét rưỡi. Chị Nhiên Nguyễn 2 mét, chị Kim La 1 mét rưỡi nha. Chị Đăng Ly không kịp chị ơi. Tới chị Đăng Ly là hết không kịp luôn á. Chị Đăng Ly vừa tới chị Đăng Ly nó vừa tới chị Tước Lê là hết luôn rồi. Chị sau chị Tước Lê. Nhắn chị sau chị Tước Lê một xíu. Khổ 1 mét rưỡi nha. Khổ 1 mét rưỡi nha mấy chị nha. Dạ 2, 1 mét rưỡi. 2 mét của chị Nhiên Nguyễn nè. Là cái này là 2 mét của chị Nhiên Nguyễn có 54.000 thôi. 2 mét của chị Nhiên Nguyễn có 54.000 thôi. Thêm phút mét rưỡi nữa. Là 2 phút mét rưỡi nha. 2 mét mà có 54.000 là 1 mét chỉ có 20 mấy ngàn thôi mấy chị. 2 mét có 22.000 rưỡi thôi. Rồi cho chị Đăng Ly là cho chị Kim La 1 mét rưỡi nè, chị Liên Kim 1 mét rưỡi nè, sọc màu hồng này mấy chị nha. Sọc màu hồng này hàng cô tông, khổ 1 mét rưỡi luôn á. Và 1 mét rưỡi là 40.000 nha. 1 mét rưỡi là 40k. Cho chị Kim La với 1 mét rưỡi cho chị Liên Kim nha. Chị Kim La nè 40k. Chị Liên Kim 1 mét rưỡi 40k. Còn chị nào lấy nữa không mấy chị? Còn chị nào lấy nữa không? Và 1 mét rưỡi này của chị Liên Kim cũng 40 luôn nè. Dạ này còn chị nào lấy nữa mà em còn mấy mét nè mấy chị nè. Em còn mấy mét này ha. 1 mét nè. 2 mét. 3 mét. Cái này em còn 4 mét 3 ha. 4 mét 3 hàng cô tông có giãn nha. 114k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 100 ngàn chẳng ha. 114k dạ, comment giùm em là mã 100 ngàn chẳng đi ha. Có giãn nè. Cô tông có giãn nha. Chị nào cái nó còn vẫn sổ nữa. 114k. Ủa 114 mà giảm còn 100 ngàn nữa hả? Cái này là hơn 4 mét thôi, không có mét. Em nói lộn á, 114k giảm còn 110 nha. 114 giảm còn 110 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Sọc màu hồng 114. 114k cái này là 4 mét hơn á. Chị nào lấy thì comment giùm em mã 114 tầm 6 mét nha. Rồi lên giùm em cái này họa tiết có hoa nè mấy chị nè. Cái này là hàng cô tông luôn nha, có giãn luôn nha, hàng cô tông có giãn nè. Hoa hồng, cái này là hoa cúc chứ không phải hoa hồng nha, hoa cúc nha. Rồi lên giùm em mã này. Hàng thô cô tông nha. Từ dựng vậy. Mã 150.000 nè, mã 150.000 màu xanh min. Cái này gần giống xanh min ha. Gần giống xanh min, các cái chị Quyên Quân 2 mét. Các cái chị Quyên Quân 2 mét nè, mã 150 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 150 kèm số mét hoặc là hoa kèm số mét nha. Em cắt cho chị Quân Quân 2 mét, còn lại em để chị Tinh Phan nha. Dạ may đồ bộ được á chị. Chị Isabel Nguyễn. Chị Hai Đinh 2 mét. Hết rồi, chị Tinh Phan lấy hết rồi. À, còn cái này ha. Hồi nãy chị nào hỏi cái gì đó, chị nào hỏi cái gì mà em quên rồi. Kaki thun, kaki màu trắng. À cái này của chị Quyên Quân là 2 mét là 52.000 nè. 52.000, còn của chị Trinh Phan nguyên khúc này ha. Là còn 101.000 nha. Lên một khúc cái này là kaki cô tông nè mấy chị nè. Chất này kaki cô tông mình chất này dày hơn nha. Caro màu xanh nha mấy chị nha. 1 mét nè, 2 mét. Cái này được 2 mét 7 ha. 2 mét 7. 85.000 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 85. 85 quần ống suông em có một khúc này nữa nè. 85k chị nào lấy thì comment giùm em là mã 85 nha. Mã 85 nè. 2 mét 7 85k. Hàng này hàng kaki cô tông nè.
Em chốt cho chị Trinh Phan mã 85K2m7 nha. Rồi giờ em còn hai, em còn mấy mẫu thôi nè. Em còn mấy mẫu nha. Mẫu ngôi sao chị nào chưa lấy ha. Ngôi sao cái này là vải pho. Vải pho này có giãn nha. May nam may nữ cũng được luôn nè. Vải pho có giãn. May nam may nữ cũng được. Một mét này tầm như hình như là gần 30 á. Một mét cái này hình như gần 30 á. Chị nào lấy thì comment giùm em nè. Là một mẫu cái này em còn 12m. Với cái sọc hồng này hồi nãy chị nào chưa lấy này. Cái này cũng là hàng cô tông nè ha. Hàng thô cô tông cái này khổ 1,5m nha. Mã này là 117.000 nè. Chị đã lấy thì comment giùm em là mã 117 nè. Mã 117 được 1m nè. 2 3. Cái này được 4,3m ha. 4,3m 117k. Mà chị nào lấy thì comment giùm em là mã 110 thôi nha. 117 tại còn khúc thôi. 4,3m chị nào lấy thì comment giùm em là 110. 110 chị nào lấy thì comment giùm em là 110 nha. Lấy cho chị Lự Nguyễn là 2m châm xanh. Dạ đây chị nè, ngôi sao nha. Em cắt cho chị 2m này nha. 2m này. Rồi em lên em like cây này nha. Cái nó cái lõi to lắm á. Dạ cắt 2m đó cho chị Dương Thị Cúc nữa kìa. Dạ ngôi sao. Cái hàng ngôi sao này mấy chị nè. Hàng pho ngôi sao có giãn này mấy chị về may áo sơ mi nam, may đầm sơ mi nữ hoặc là mình may đồ gia đình cũng rất là đẹp nha mấy chị nha. Cái này lên đẹp lắm luôn á, vải pho ha, vải pho có giãn nha. Dạ 2m. 2m là 54.000 nè. Cho chị coi quần suông. Chị đợi em một xíu nha chị nha. Thêm cũng 2 mảnh nữa. Ừ. Dạ. Còn chị nào lấy nữa không á chị? Còn chị nào lấy cái này nữa không? Bộ nó kỹ đi chắc chỗ nào ta. Dạ. Rồi em còn cái cây sập này. Cái cây sập này còn mấy mét thôi. Có chị nào lấy hết rồi em xe thêm 2-3 cây nữa nha. Còn 2-3 cây nữa thôi mấy chị. Cái này cái lõi to chứ thực ra nó không có được bao nhiêu mét hết. Cái lõi nó to thôi. Dạ cái sọc này, cái hàng này hàng cô tông nha. Hàng này nhẹ lắm nha. Dạ cắt cho chị Hoa Phạm Thị 2m màu xanh này. Ok chị nè. Để em cắt. Vâng không khu phổ bày á. Rồi 2m của chị Hoa Phạm Thị nè. Được cái này em còn mấy mét thôi mấy chị nha. Cái này em hả? Ba ngày hôm nãy. Đứa cỡ ngoài chứ. 52 ngàn cái gì đó. 2m nè. Cái này em còn hơn 3m nè. Này em còn hơn 3m thôi nha. Dạ 2m. Cái này 54k nè. Này em còn hơn 3m. Em còn hơn 3m, 82.000 mà chị nào lấy thì em giảm một ít ha. Cái này còn 82.000 nè. 82.000 ngôi sao, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 80 nha. 82.000, chị nào lấy thì comment giùm em là 80 nè. 1m nè. 2m. 3m hơn. 3m. 3m 15 nha. 3m 15, 82k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 80 nha. Mã 80. Dạ chị Phường Nguyễn Thị ơi, em like 4 giờ chiều trở đi á. Em like 4 giờ chiều trở đi. Nhưng mà nếu mà chị cần mua thô theo ngày mai khi em like đơn, em chốt đơn thì em sẽ gọi cho chị để chị chọn cho lẹ ha. Em gọi cho chị rồi em quay hình vải á, cho chị chọn luôn. Dạ cái này là còn 80k nè, chị nào lấy thì comment em là mã này 80k. Em còn 3m2, 3m1 nha. 3m1, 80k. Họa tiết ngôi sao màu xanh vải pho có giãn. Về mình may áo sơ mi nam nữ đều được ha. Này may áo sơ mi nam đầm sơ mi nữ là rất là đẹp luôn. Rồi một khúc ha. Còn khúc, cái khúc màu hồng nữa. Rồi còn hai khúc thôi, với lại em share thêm cái cây này nữa nè. Rồi thêm một khúc này đi mấy chị. Mã này còn có 110
107.000 thôi mấy chị nha. 107k nè. 107k, cái này là cô tông ha, thô cô tông sọc nè. 107k nha, khổ 1,5 m luôn nha. 1 mét nè. 2 3 4 5. Cái này còn khoảng là 5,7 m ha. 5,7 m mà có 107.000 nè. Mấy có mười mấy ngàn thôi. Chị nào lấy thì comment nhà L mã 107 nha. Cái này mấy chị về may may đồ, may pyjama, về may quần, về may quần hoặc là về may quần sọt chân váy, hoặc là mình may áo đầm, áo sơ mi cũng được nha. 107 em chốt của chị Kim La nè. 107 giúp chị Kim La nè. Rồi lên giùm em cái hàng cô tông này đen lên mấy chị ơi. Cái hàng này đẹp nè. Cái màu này rất là đẹp luôn ha. Cái cây này to ha. Để em đo thử cái này là bao nhiêu mét. Chị nào lấy cái này thì comment giùm em là hoa hồng kèm số mét rồi em cắt nha. Hoa hồng kèm số mét. Để em cắt thử 2 mét bao nhiêu tiền, xong rồi em bấm vô đây em cắt nha. Em bấm vô đây em cắt ha. À, em cắt cái này thử 2 mét bao nhiêu tiền nè. Này là thô cô tông màu đen. Chị nào mà về mình may pyjama cho, hoặc là may đồ ở nhà, đồ mặc nhà. Cái này may đồ mặc nhà, may đầm đồ cũng được nha. Cái mã này mấy chị may đầm cũng được nè. Khổ 1 mét. Khổ 1,5 m nha mấy chị nha. Này khổ 1,5 m đúng không? Sao nó đùng vậy? Này không phải khổ 1,5 m. Để em đo khổ rồi mấy chị. Anh nắng cơm trượt đi em. Anh nắng cơm trượt đi. Khổ này 1,5 m mấy chị nha. Cái này khổ 1,5 m nè. Cô tông có giãn nè. Hàng cô tông này đẹp luôn á. Đây cô tông có giãn nha. Rồi em cắt thử 2 mét em cân lên bao nhiêu tiền nè. Tới này là sale sập sàn luôn. Một mét à. 2 mét. Dạ 2 mét có 48.000 thôi mấy chị, 1 mét có 24.000 thôi nha. Đây chị nào lấy thì comment giùm em là số mét nè. 1 mét là 24k nha. Mét 24k. Về mình may áo đầm, may áo kiểu, hoặc là mình may quần, may áo, may pyjama gì cũng được hết. Màu đen là đen tuyền nha mấy chị nha. Hàng cô tông 100% luôn. Khổ 1,5 m ha. Có giãn luôn nè. Có giãn luôn nha. Có giãn. Hoa hồng nền đen. 1 mét 24.000. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Mét 24k. 1 ký 130.000. Cái này là 1 mét 24k nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 24k kèm số mét nè. Mã 24 hoặc là mã hoa hồng kèm số mét nha. Mét 24k khổ 1,5 m nè mấy chị nè. Có giãn. Thô cô tông khổ 1,5 m có giãn. Mét 24k nhằm xe nguyên cây luôn á. Cây đó chắc cỡ 20 mấy 30 mấy mét là hết. Tại vì nó có cái lõi trong nó to lắm. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 24.000 một mét mấy chị nha. 24.000 một mét nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 24k một mét nha. Hoa hồng trên nền đen 24k một mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 24 nha. Dạ cho chị trên phan 5 mét nè. Dạ ok chị nha. 1 mét là 24.000 mấy chị nha. 1 mét là 1 mét là 24k nè. Dạ chị trên phan 5 mét ha. Dạ còn chị nào lấy nó không mấy chị. Cái này là 1 mét có 24k thôi nè. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. 1 mét 24k. 2 mét là 48.000 nha. Mấy chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 1 mét 24k nha. Này, này đẹp mà ta. Chị mấy chị về máy đồng đẹp lắm á. Hàng cô tông 100% khổ 1,5 m có giãn luôn. Lên cái màu nấu đi. Còn 2 cây nữa mấy chị nha. 3 cây nữa. Nào đi.
Dạ 5 mét của chị Trinh Phan nè. 5 mét nhân 24k. Ừ. 120 ngàn chẳng nha chị nha. Tôi cần lên nặng tiền hơn á. Rồi cái này có chị nào lấy nó không à? Cái này có chị nào lấy nó không nè? Khổ 1 mét rưỡi nha mấy chị nha. Khổ 1 mét rưỡi, hoa hồng nền đen. 1 mét có 24 ngàn thôi nè. Rồi lên cây tiếp nha mấy chị nha. Dạ lên cây tiếp ha. Cây này hôm nay sale luôn là 130 ngàn một ký nha. Cách 2 mét. Có sâu đục lỗ không? Dạ em có, mà hôm nay em không có ra á chị. Nè, nguyên cái này với cái này là đục lỗ em xếp lên hết rồi đó. Em dỗi cho mấy chị xem sơ sơ nè. Nhiều lắm. Nhưng mà giờ like không có kịp, tại vì 9 giờ rồi. Like không kịp. Rồi chị nào lấy cái này về mình may quần sọt nam nha. Quần sọt nam là cái này nè, em sale 130 ngàn luôn nè. 54k 2 mét là 1 mét chỉ có 27 ngàn. 1 mét chỉ có 27 ngàn thôi. Màu này màu đồng ha, họa tiết. Họa tiết này lên quần sọt nam rất là đẹp luôn nè. 1 mét chỉ có 27k, hàng thô cô tông. Giờ em sale luôn là 150 ngàn 1 ký, khổ mét rưỡi nha. Khổ mét rưỡi hàng thô cô tông, cái này thô cô tông mình đẹp luôn á. Thô cô tông 100% nha, màu đồng ha. Màu đồng. Rồi nếu mà chị nào có theo dõi trang của em sẽ thấy là em đang bán cái này với giá là 35 ngàn một mét bán lẻ. Nhưng mà trên này em like 130 ngàn một ký thì nó chỉ còn giá là 27 ngàn thôi. 2 mét cái này là 54k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 27 kèm số mét nha. Mã 27 kèm số mét. Cái này mấy chị lên quần sọt đẹp lắm. Lên quần sọt nam nữ hoặc là chân váy nữ. Cái này mấy chị lên quần sọt hoặc là lên áo cũng đẹp nha. Mẫu này lên áo cũng đẹp nha mấy chị nha. Lên rất là dày dặn luôn. Nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 27k nha, mã 27 kèm số mét giúp em. Mã 27 kèm số mét ha, mã 27 kèm số mét nè. Thêm một cây màu màu nâu nữa nha. À em còn cái này nè mấy chị nè. Bên này nè. Em còn cái này nha. Dạ 3m 27 cho chị Đinh Tích Mơ. Dạ ok ạ. Cái này mấy chị về may đâu rồi, về may quần sọt đồ đẹp lắm nha mấy chị nha. Cái này mấy chị về may quần sọt đồ đẹp lắm á, quần sọt chân váy đẹp lắm. Vì hàng cô tông 100%, hàng cô tông 100%, khổ mét rưỡi nha, khổ mét rưỡi. 35 nay còn 27 ngàn thôi. Dạ 27 ngàn cho chị Duyên Linh Tức Mơ nè, là 81k nha. Dạ may quần suông. Quần suông là giờ em còn lụa châu tôn thôi chị nha. Em còn lụa châu tôn thôi nha. 120 ngàn một ký nha. Cắt cho chị kim loa 1,5 m sọc trắng nè. Sọc trắng là cái này đúng không? Chờ em xíu nha. Mã này là mã 148k, hàng thô cô tông luôn nha. 148k. Đây này chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 148 kèm số mét nha. Mã 148 kèm số mét. Đây 148 kèm số mét. Nè. Chỉnh. Cắt 1,5 m cho chị Kim Loan. 148 kèm số mét, cái này là thô cô tông rất là dày nha. Mình lên ga lên gối. Mình lên quần sọt. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em, khúc này còn ít nè mấy chị nè. Mã 148 kèm số mét nha. Chắc này dày dặn á, mình lên lên quần sọt đồ, lên quần sọt. Mà cái mặt, cái loại này mấy chị lên ga gối đồ cũng đẹp nha. Anh ơi, giờ cho mấy em cái cây màu cặn ở dưới, cái bọc màu đen, còn một cái cây màu xanh cá rối giống vậy nè. Dạ 1,5 m của chị là 36k nè. Dạ không. 36k của chị Kim Loan. 1,5 m có 36 ngàn thôi mấy chị, là 1 mét có 20 mấy ngàn à.
1 mét có 24 ngàn thôi. Cái này 1m24k nha. Em có thêm màu xanh nữa nè. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Mã màu xanh với màu trắng. Mã màu xanh với màu trắng nha. Khổ cái này là khổ 1m. Khổ 1m4 nha. Khổ 1m4. 1m45 á. Màu xanh nữa nè. Chị nào mình mua về mình may ra gối ha. Mét có 24 ngàn thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã xanh hoặc là mã trắng nha. Mã xanh hoặc là mã trắng giúp em nha. Dạ xanh hoặc là trắng giúp em nè. Dạ chờ em một xíu, chị trên fan cũng có hỏi á. Mình chờ em một xíu em lên hai cây này chứ đã chị. Tại cái hàng ở dưới nó nhiều lắm, mà giờ em lên thì sợ không có đủ giờ vì 9 giờ rưỡi rồi ha. Sợ đã bắt mệt luôn đi cho mà con. Đây này, chị nào lấy cái này thì comment giùm em là caro 1 mét màu xanh hoặc là màu trắng đều là 24 ngàn, hàng thô cô tông có giãn nha. Thô cô tông có chất này dày lắm, rất là đã ha. Thô cô tông có giãn nè. 24k 1 mét nha, màu trắng hoặc là màu xanh. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 24 kèm số mét trắng hoặc xanh nha. Trắng hoặc là xanh kèm số mét giúp em. Thông báo nhận chị nào mà chuyển khoản cho em thì chờ em like xong rồi em kiểm tra ngân hàng, tại vì cái điện thoại thông tin ngân hàng nằm trên cái điện thoại đang like á. 120k. Ô nói chị Minh Nguyễn mà chuyển thì à. Dạ. Để lát em kiểm tra nha mấy chị nha. Cái này là mã 40k nè, mã 40k nha. Này là 40k, này lụa châu tôn nha mấy chị nha. 120.000 một ký, này 40. Để em coi em bấm lại có đúng giá không nha, sợ sai với mấy chị. Đúng rồi 40k nè. Cái này là 40k. Được 1 mét nè. Này được 1m8 thôi ha. Được 1m8 141, cái này là 40k nè, 1m8. 1m8 40k. 1m8 40k nha. Dạ ok chị Trinh Phan nè, 1m8 40. Chị Hai Đinh ơi, chị có hỏi nhưng mà chị hỏi sau chị Trinh Phan em chốt cho chị Trinh Phan nha. Rồi lên hay lên cái chồng này đi. Mấy giờ em còn lụa châu tôn rồi vậy nhiều lắm. Lụa châu tôn có màu đen không? Dạ không chị. Giờ em chỉ có màu ruốc. Chị nào mà lên quần ống suông nè, lụa châu tôn nè. Em có màu ruốc, màu hồng ruốc ha. Với màu màu lam lam á. Cái này giống màu mỡ gà. Không phải. Cái này là màu be. Em có màu be với lại màu ruốc thôi. Cái này 50k này, lụa châu tôn lên quần ống suông nè, hồi nãy chị nào hỏi em nè. 50.000 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 50, cái này được hơn 2m. 50k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 50 nè. Cái này được khoảng 2m3, 2m2 gì đó ha. 50k nha. Chị nào lấy cái này lên quần ống suông thì comment giùm em là mã 50. Mã 50 nha. Hoặc là lên áo dài. Quần ống suông hoặc là áo dài nha. Thôi, xuống đây nha mấy chị nha. Thực ra em còn nhiều lắm, em chắc em hẹn mấy chị vào ngày mai là em có lụa Latin. Lụa Latin, lụa satin, lụa châu tôn, voan lụa, rất là nhiều mẫu. Nhưng mà bây giờ là trễ quá rồi á, em không có like được. Dạ cắt cho chị Kim Loan 1m2 sọc xanh, dạ ok chị. Để em cắt cho chị luôn nha. Rồi em xuống like luôn ha. À, em hẹn mấy chị là ngày mai, để ngày mai em sẽ, chắc ngày mai em sẽ like hàng lụa ha. Ngày mai em like hàng lụa. Rồi còn cái hàng thô theo thì chị nào mà cần mua thì để em inbox riêng đi. Còn em chưa có like hàng thô theo kịp á. Em chưa có like thô theo kịp. Dạ, em biết rồi chị, tại hôm nay em chưa có khui hàng á. Nên em chưa có gửi hình cho chị xem được. Em chưa có khui hàng. Hôm nay em lên cô Tông không à. Nếu mà kịp á thì ngày mai em sẽ lên hàng von lụa. Và em sẽ lên luôn hàng thô theo luôn, em sẽ chuẩn bị kịp luôn. Cố gắng. 1m2 20 mấy ngàn. 27 ngàn. Dạ rồi em xuống like mấy chị nha. Tại vì giờ xe hàng tới rồi em phải nhập hàng vào kho á. Em bye bye mấy chị nha. Em cảm ơn mấy chị thiệt là nhiều. 1m5 sọc xanh kìa. Cho chị Đinh Tức Mơ 1m5 sọc xanh. Nãy giờ có mấy cái khúc màu đen đen trắng trắng là em có để lại cho chị á. Hàng tới rồi. Bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha.